Kiếm thần trọng sinh tập 92, Tinh Nguyệt Liên Minh, cổ thần Tàn Thiên Cường hóa chuyện được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hàn Tuyền Hạp Cốc, Thạch Lâm Thành. Theo ma pháp truyền tống trận ở nơi ở tạm thời của Thiên Cơ Các tại Thạch Lâm Thành hạ xuống hai đạo quang hoa, Viên Thiết Tâm và Tử Quỳnh cũng xuất hiện ở trong nơi ở tạm thời của Thiên Cơ Các, mà sau khi Viên Thiết Tâm và Tử Quỳnh vừa đứng ở nơi ở tạm thời, cả hai đều ngây ra, sao có thể như vậy được? Viên Thiết Tâm thiếu chút nữa thì kinh hô thành tiếng. Tuy Thạch Lâm Thành vẫn giống như lúc chưa di rời, thậm chí độ nồng đậm của ma lực giảm xuống một chút, nhưng trong nháy mắt tiến vào thạch lâm thành, hắn không ngờ lại cảm thấy thân thể đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí ngũ cảm cũng trở nên nhạy bén hơn một chút. Phải biết rằng hắn và Tử Quỳnh lúc trước chính là đã tham dò bản đồ trung lập cấp 100 một đoạn thời gian, bởi vì bị năng lượng hỗn loạn của bản đồ trung lập cấp 100 ăn mòn, cho dù thể lực và tinh thần lực của bọn họ đều rất dồi dào, cũng không thể không quay lại thành thị để nghỉ ngơi, nhằm tiêu trừ sự mệt nhọc mà năng lượng ăn mòn mang đến cho thân thể lúc trước hắn và tử quỳnh nghỉ ngơi một lúc ở thành thị npc cho dù thân thể và tinh thần đều khôi phục hoàn toàn nhưng năng lượng hỗn loạn trong thân thể vẫn bị tiêu trừ rất chậm nhưng hiện tại hắn chỉ đứng ở thạch lâm thành mà thôi loại cảm giác mệt nhọc này không ngờ đang cấp tốc biến mất sợ rằng không cần mấy tiếng năng lượng hỗn loạn trong thân thể hắn có thể được tiêu trừ toàn bộ viên thuốc tốc độ khôi phục thân thể là nhanh hơn lúc trước ít nhất phải gấp đôi nếu có thể khôi phục ở đây thời gian chúng ta có thể tham dò trong bản đồ trung lập cấp 100 tuyệt đối là nhiều thêm ba mươi từ Quỳnh tính toán đại khái một chút, trong ánh mắt khó nén được rung động. Hiện tại các thế lực siêu cấp thăm dò bản đồ trung lập cấp 100, khó giải quyết nhất chính là năng lượng ăn mòn có mặt khắp nơi trong bản đồ. Điều này khiến bọn họ không thể không bỏ ra rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi tiêu trừ năng lượng ăn mòn này, bằng không căn bản không thể tiếp tục thăm dò bản đồ trung lập cấp 100. Nhưng nếu khôi phục ở Thạch Lâm Thành, thời gian bọn họ có thể thăm dò ở bản đồ trung lập cấp 100 ít nhất cũng nhiều thêm 30%, lại thêm bản thân Thạch Lâm Thành ở ngay bản đồ trung lập cấp 100, lại tiết kiệm được không ít thời gian đi đường đó chính là nói chỉ cần ở Thạch Lâm Thành, thời gian thăm dò bản đồ trung lập cấp 100 trong một ngày của người chơi ít nhất cũng có thể nhiều hơn người chơi ở ngoại giới gấp đôi. Có nhiều thời gian như vậy, ở phương diện bản đồ trung lập cấp 100 dẫn trước các thế lực siêu cấp chính là không nhỏ chút nào, căn bản chính là hai thứ nguyên. Ngay sau khi Viên Thiết Tâm và Tử Quỳnh cảm nhận chỗ đặc thù của Thạch Lâm Thành, hai người cũng đi đến quảng trường trung tâm của Thạch Lâm Thành. Trên đường đi Thạch Lâm Thành vẫn giống như trước kia, chỉ là trên đường phố đột nhiên có thêm một số chủng tộc trung lập, còn có một số người giao hàng bày quán trên đường viên thiết tâm chỉ đi qua hơi nhìn một chút lập tức cả người đều có chút không tốt bởi vì những chủng tộc trung lập nbc này không ngờ đang bán ra vũ khí trang bị cấp 100, hơn nữa phẩm chất rất tốt trong đó thậm chí có cả vũ khí cấp bí ngân chỉ là giá không rẻ còn cần một số tài liệu đặc thù mới có thể giao dịch nhưng nếu thực sự có được những thứ này đối với một người chơi cao thủ bậc hai mà nói cũng không khó vũ khí trang bị cấp 100 đó đối với bản đồ trung lập cấp 100 hiện tại vẫn chưa khai hoang bản đồ trung lập cấp 100 mà nói mà không có cảm nhận gì nhưng đối với những người cả ngày khai hoang như bọn họ thì lại khác. Khai hoang trong bản đồ trung lập cấp 100, đừng nói là vũ khí trang bị bí ngân cấp 100, cho dù là cấp thanh đồng cũng rất khó có được một kiện, nhưng hiện tại ở Thạch Lâm Thành không ngờ lại ngang nhiên giao bán. Viên thúc, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lúc trước chúng ta đã cự tuyệt đề nghị của Hắc Viêm rồi. Tử Quỳnh nhìn vũ khí trang bị trên quầy cũng không nén được kinh ngạc, không ngờ Thạch Lâm Thành mới lại lợi hại như vậy. Nếu thiên cơ các bọn họ có thể tiến hành hoạt động ở Thạch Lâm Thành, trên tốc độ tấn thăng nghề nghiệp bậc ba tuyệt đối có thể bỏ xa các thế lực siêu cấp yên tâm hắc viêm đã bảo chúng ta tới đây sau này khẳng định sẽ chủ động hỏi có tiếp tục hợp tác hay không đến lúc đó chúng ta cũng dễ bàn viên thiết tâm cũng không ngờ thạch lâm thành lại có nhiều lợi ích như vậy rất bình tĩnh nói hiện tại chúng ta cũng mua một số vũ khí trang bị nơi này đã mà khi viên thiết tâm điên cuồng thăm dò quảng trường thạch phong cũng an bài xong chuyện thành lập kỵ sĩ đoàn hai vị chuyện của ta thạch lâm thành đã xong xuôi rồi tiếp theo ta còn có chuyện khác phải đi làm không thể phụng bồi thạch phong nhìn viên thiết tâm đang điên cuồng mua vật phẩm nói hiện giờ chuyện thạch lâm thành đã xong tiếp theo chỉ cần để cao thủ của linh dược công hội không ngừng chuyển rời đến thạch lâm thành là được đến lúc đó tốc độ phát triển của linh dược cũng sẽ đạt tới một độ cao mới nói xong thạch phong từ trong ba lô lấy ra quyển trục trở về bạch hà thành chuẩn bị quay về mà viên thiết tâm ở bên cạnh lại lập tức sững sờ không ngờ thạch phong lại thờ ơ đối với chuyện này như vậy cũng không hỏi cảm nhận của bọn họ hoàn toàn là ra bài không theo lẽ thường hắc viêm hội trường xin chờ một chút viên thiết tâm nhìn thạch phong đã mở ra quyền trục không khỏi vội vàng hô lên viên trưởng lão còn có chuyện gì à thạch phong nhìn viên thiết tâm muốn nói lại thôi không khỏi kỳ quái hỏi chính là vấn đề điều kiện hắc viêm hội trưởng nói viên thiết tâm nghẹn lời rồi chuyện này kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng lại một chút nếu linh dược có thể nhường ra nhiều cổ phần của thạch lâm thành hơn cũng không phải không thể đáp ứng hắc viêm hội trưởng cái này thì sợ rằng là không được linh dược chúng ta sẽ không nhường ra cổ phần của thạch lâm thành nếu thiên cơ các cảm thấy không được ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc thạch phong trực tiếp cực tuyệt hiện tại thạch lâm thành có ma pháp trận cường hóa tốc độ phát triển của công hội sẽ để thăng không ít cho dù hiện tại không thể chặt một chân của tinh hoàn nhưng chỉ cần cho linh dực thêm thời gian muốn tạo thành một số tổn thương đối với tinh hoàn cũng không phải quá khó tất nhiên không thể phân ra lợi ích của thạch lâm thành được rồi ngươi thắng thiên cơ các chúng ta có thể đáp ứng người hủy bỏ thân phận hội viên của tinh hoàn viên thiết tâm nhìn thạch phong cự tuyệt không chút do dự hiểu được muốn tranh thủ nhiều lợi ích hơn là không thể rồi lập tức nói có điều hội trường chúng ta hy vọng thạch lâm thành trong hai ngày sẽ mở ra cho thành viên của thiên cơ các chúng ta cái này thì không có vấn đề thạch lâm thành là một thành thị sơ cấp cần rất nhiều thành viên thủ bị trước kia còn có nbc vệ binh có thể hỗ trợ hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình và kỵ sĩ đoàn nhưng chức trách của kỵ sĩ đoàn là thủ bị toàn bộ lãnh thổ không phải chỉ thủ bị thạch lâm thành nếu chỉ dựa vào cao thủ của linh dược để thủ bị thạch lâm thành thì vẫn không đủ muốn để thạch lâm thành vận chuyển tốt cao thủ bên thiên cơ các là tuyệt đối không thiếu được sau đó không lâu trong thiên cơ thương hội truyền ra một tin tức kinh người tinh hoàn công hội chính thức bị thiên cơ thương hội khai trừ thân phận hội viên theo tinh hoàn bị đá ra khỏi tin tức vừa xuất hiện lập tức liền thành tin giật gân trong thần vực khiến các thế lực siêu cấp trong toàn bộ thần vực đều chấn động tình huống gì thế sao tinh hoàn lại bị đá ra rồi thiên cơ thương hội không phải là choáng váng rồi chứ chắc là tay run gửi nhầm đó chính là tinh hoàn công hội hiện tại không chỉ hấp thu rất nhiều studio và đoàn mạo hiểm hàng đầu lại mời được không ít cao thủ hàng đầu thế hệ trước đã ẩn lui thực lực trong các thế lực siêu cấp mới quật khởi cũng xếp hàng đầu hơn nữa tinh hoàn công hội hoạt động ở hai đại lục không biết có bao nhiêu thế lực siêu cấp muốn hợp tác với tinh hoàn mà không có cơ hội sao thiên cơ các loại đá tinh hoàn ra đối với tin tức nội bộ thiên cơ thương hội đột nhiên tuyên bố các thế lực siêu cấp đều các thế lực siêu cấp cảm thấy thiên cơ các là đang chưa bọn họ mới tuyên bố tin tức giả này bằng không chịu đồ ngốc mới đá thế lực siêu cấp như tinh hoàn ra khỏi thương hội phải biết rằng trong thần vực có rất nhiều đại thương hội đều muốn lôi kéo tinh hoàn có được con đường và tài nguyên của tinh hoàn hiện tại từ đó làm lớn mạnh sức ảnh hưởng của mình ở thần vực, có được phát triển thêm một bước. Đá thế lực siêu cấp như tinh hoàn gia không chỉ sẽ làm suy yếu bản thân thiên cơ thương hội, đồng thời cũng sẽ khiến thương hội cạnh tranh khác trở nên cường đại, có thể nói là chuyện có trăm hại mà không có không một lợi. Ám dạ đế quốc, ám dạ chi thành, lúc này bởi vì chuyện tinh hoàn công hội bị đá ra, khiến cho các thế lực siêu cấp của ám dạ đế đô đều lâm vào kinh động nhất là hai công hội xích đế và chiến hồn bất lạc tranh phong cùng tinh hoàn ở ám dạ đế quốc chuyện tinh hoàn rời khỏi thiên cơ thương hội Bất kể đối với Thiên Cơ Thương Hội hay đối với Tinh Hoàn đều là tổn thất lớn không thể tưởng tượng, đơn phương mà nói, tổn thất của Tinh Hoàn là lớn nhất. Dẫu sao Thiên Cơ Thương Hội bao phủ toàn bộ thần vực đại lục, con đường rất rộng, tài nguyên phong phú, ở toàn bộ thần vực đều có số má, bằng không cũng sẽ không được công nhận là thế lực siêu nhiên trong thần vực. Đã không có con đường và tài nguyên của Thiên Cơ Thương Hội giúp đỡ, tốc độ phát triển của Tinh Hoàn tuyệt đối sẽ giảm xuống, thậm chí ngay cả lợi nhuận giảm xuống 30% cũng có thể. Đối với Tinh Hoàn mà nói chính là đả kích vô cùng trầm trọng, bất diệt thiên cơ các hiện tại không ngờ lại muốn đem xóa tên tinh hoàn người biết bên tinh hoàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không phó hội trưởng xích đế công hội huyễn ngữ liên hệ với phó hội trưởng chiến hồn bất lạc bất diệt chiến tâm không phải hỏi bên ta cũng không rõ bên người có manh mối gì không bất diệt chiến tâm lắc đầu trong lòng rất một mảng và và hiếu kỳ tinh hoàn công hội lương dựa tập đoàn tài chính tinh hàng hơn nữa lại có hợp tác với nhiều thế lực siêu cấp một điểm quan trọng nhất là có năng lực phát triển kéo dài qua hai tòa đại lục khiến tinh hoàn ở ám dạ đế quốc có sức ảnh hưởng và địa vị tương đối lớn hiện tại thiên cơ các đột nhiên đá tinh hoàn ra khỏi thiên cơ thương hội quả thực là bất khả tư nghị mà thiên cơ các có thể làm ra chuyện như vậy khẳng định là đã xảy ra chuyện rất lớn nhưng đến bây giờ bọn họ vẫn chưa tra được một chút manh mối nào bên ta cũng không tra được bất kỳ manh mối gì thậm chí ngay cả người được gài vào bên tinh hoàn hiện tại cũng hoàn toàn không rõ không biết đã phát sinh chuyện gì huyễn ngữ hơi nhíu mày không khỏi chậm rãi nói thiên cơ các luôn ở vào trung lập ta cũng không nghe nói tinh hoàn trêu chọc thiên cơ các ở chỗ nào lúc này thiên cơ các đột nhiên đá tinh hoàn ra khẳng định là xảy ra đại sự, rất có thể là tinh hoàn chiều quái vật lớn nào đó, khiến thiên cơ các không thể không làm như vậy, nếu chúng ta không trả rõ, sau này muốn tiếp tục phát triển ở ám dạ đế quốc chính là rất nguy hiểm. Thế lực vị diện trước mắt có điên cuồng xâm nhập thần vực đại lục, đại chiến giữa hai bên chỉ là vấn đề sớm hay muộn, bởi vì tài nguyên của thần vực đại lục có hạn, có nhiều người hơn tiến vào đã định trước là phải đá một bộ phận người ra ngoài. Từ tình huống trước mắt, thế lực siêu cấp như tinh hoàn cũng xuất hiện chuyện như vậy, nhưng công hội thực lực còn không bằng tinh hoàn như bọn họ nếu không cẩn thận rất có thể sẽ bị xóa tên khỏi thần vực, bị các thế lực lớn cắn nuốt. Ta cũng hiểu vậy, cho nên ta đã sai người tìm hiểu ở nội bộ thiên cơ các, chắc không lâu nữa sẽ nhận được tin tức. Bất diệt chiến tâm cũng gật đầu, biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Hiện tại xuất hiện một thế lực thần bí có thể khiến thiên cơ các cũng không thể không từ bỏ tinh hoàn, quả thực không dám tưởng tượng là phải cường đại cỡ nào, nếu không điều tra ra, khiến bọn họ không cẩn thận trêu chọc đến phải, sợ rằng ở trong ám dạ đế quốc thật sự không có chỗ cho bọn họ đặt chân nữa. Mà đối với sự xuất hiện của thế lực thần bí này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái bởi vì vị diện thế giới đã toàn diện mở ra đối với các thế lực lớn của vị diện thế giới cho dù là những công hội siêu nhất lưu như bọn họ cũng không hiểu biết nhiều lắm chỉ là một số đã biết cũng đủ để khiến bọn họ cảm thấy rưng rẩy rồi nói không chừng có một số thế lực cường đại ngay cả bọn họ cũng không biết đang ẩn nấp trong bóng tối khiến bọn họ không thể nhận thấy ngay khi hai công hội siêu nhất lưu là xích đế và chiến hồn bất lạc của ám dạ đế quốc đang điên cuồng điều tra thế lực siêu cấp ở các đế quốc và vương quốc lớn nhận được tin tức cũng đều toàn lực điều tra chuyện này mà hỏa long đế quốc một trong bốn đế quốc cũng dẫn tới một trận nghị luận các cự đầu đều trở nên cẩn thận nhất là một số thế lực siêu cấp vốn định phát động công hội chiến lúc này đều không dám hành động rất sợ xuất hiện chuyện không thể dự đoán rốt cuộc là thần thánh phương nào không ngờ có thể khiến thiên cơ thương hội cũng không thể không đá tinh hoàn ra bảng hạng long nhìn tin tức vừa có được trên mặt đầy vẻ kinh ngạc thiên cơ thương hội thì không cần phải nói rồi cơ hồ là không ai không biết tuyệt đối là thế lực siêu nhiên mà tên của tinh hoàn ở tây đại lục cũng rất nổi danh bối cảnh thâm hậu cho dù là bích lam thương hội bọn họ cũng phải nề mặt mấy phần nhưng hiện tại nói bị đá ra là bị đá ra việc này có chút khủng bố tam thúc chúng ta có cần nhắc nhở nhị tỷ một chút không thần sắc của phần hào ở bên cạnh cũng trở nên ngưng trọng một thế lực có thể khiến thiên cơ thương hội cũng không thể không từ bỏ tinh hoàn cho dù là bích lam thương hội bọn họ chỉ sợ cũng không chịu nổi cũng nên nhắc nhở một chút bàng hạng long nghĩ nghĩ một chút nói chuyện đông đại lục này phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng ta sau này ngươi ở lại đây theo đoàn đội đi khai hoang bản đồ trung lập cấp 100, nếu bên vô âm xảy ra chuyện gì như vậy ngươi cũng có thể giúp một chút về phần chuyện linh dực ngươi không được xuất thủ giúp đỡ linh dực dám nói ngoa trước mặt ta ta cũng muốn nhìn xem sau này bọn họ có thể làm ra được gì ở đông đại lục vì diện thế giới hoàn toàn mở ra ra đông đại lục đột nhiên lại xuất hiện một thế lực thần bí như vậy theo hắn thế lực như linh dực chỉ cần không được phần hào âm thầm giúp đỡ sớm muộn gì cũng sẽ xong đời phần hào cũng gật đầu không khỏi có chút thương cho linh dực linh dực vất vả lắm mới giúp được vô âm giành được kết quả lợi ích của Bích Lam Thương hội thì không kiếm được, hiện tại ngược lại phải đối mặt với một đống vấn đề ở Đông Đại Lục, thậm chí hơi vô ý chút sẽ triệt để biến mất khỏi thần vực. Mà ở bên kia, Thạch Phong cũng về tới chức hỏa thương hành của Bạch Hà Thành, chuẩn bị trước khi đối nội mở ra Thạch Lâm Thành, mau chóng chế tạo ra một logic sắc hoàng hôn nhằm đề thăng cho năng lực hoạt động của thành viên hạch tâm công hội ở hàn tuyền hạp cốc nhanh chóng thích ứng với phương thức sinh tồn của bản đồ trung lập cấp 100, bằng không cho dù là tới thạch lâm thành cũng không làm được gì dẫu sao linh dực không phải như các thế lực siêu cấp cao thủ công hội nhiều như mây không thiếu cao thủ nhập vi trở lên cũng có rất nhiều cao thủ đỉnh cấp dẫn đội hiện tại nếu linh dực muốn cấp tốc phát triển phải có một đám cao thủ có thể sinh tồn ở hàn tuyền hạp cốc mới được bằng không tài nguyên tốt cũng chỉ có thể đứng nhìn ngay khi thạch phong vừa trở lại phòng minh tường sơ cấp đang muốn chế tác xích sắc hoàng hôn rượu vô âm cũng đột nhiên liên hệ tới hội trưởng xảy ra đại sự rồi rượu vô âm rất lo lắng nói tinh hoàn công hội bị đá ra khỏi thiên cơ thương hội rồi ừm ta biết rồi Thạch Phong gật đầu, hội trưởng, người biết rồi á, à? Diệu vô âm không khỏi kinh ngạc, tin tức này trước mắt cũng chỉ những thế lực siêu cấp tin tức linh thông mới biết mà thôi, mà nàng sau khi nhận được tin tức lại ngay lập tức thông chi tới. Đương nhiên, chuyện này chính là ta làm mà, Thạch Phong tay vẫn tinh luyện ma thủy tinh, vẻ mặt rất bình thản nói, ngươi làm á, à? Diệu vô âm nhìn Thạch Phong vẫn bình tĩnh như thường, trong nhất thời cũng ngây ra, cảm thấy Thạch Phong là đang nói đùa. Hiện giờ chuyện tinh hoàn công hội bị thiên cơ các đá ra khỏi thiên cơ thương hội đã khiến toàn bộ thần vực đều rung chuyển, các thế lực siêu cấp đều bất an thậm chí ai nấy đều không dám vọng động phái người toàn lực điều tra chuyện này mục đích chỉ có một đó chính là làm rõ rốt cuộc là thế lực cường hãn nào lại có thể khiến thiên cơ các làm ra quyết định từ bỏ tinh hoàn nhưng thạch phong lại nói chuyện này là hắn làm bảo nàng làm sao dám tin đúng vậy thạch phong nhìn vẻ mặt không tin của diệu vô âm không khỏi cười cười nói lúc trước tinh hoàn đá linh dực chúng ta ra khỏi thiên cơ thương hội một lần ta chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi gậy ông đập lưng ông hội trưởng ngươi lúc này còn có tâm tình nói đùa à Diệu vô âm lập tức nghẹn lời rồi, tinh hoàn hiện tại vì chuyện này, chắc đã sắp điên rồi, nếu để bọn họ biết là linh dược chúng ta làm, vậy thì không ổn đâu. Con đường của thiên cơ thương hội rất rộng, ở toàn bộ thần vực đều có số má, đối với thế lực nội tình không đủ như linh dực, có thể nói là trợ giúp rất hạn chế, nhưng đối với những thế lực siêu cấp mà nói thì lại khác. Lúc này đã không có con đường và tài nguyên của thiên cơ thương hội, tốc độ phát triển của tinh hoàn ít nhất cũng giảm xuống một nửa thì không nói, đối với công hội cũng là đà kích trầm trọng, Dẫu sao kim tệ và tài nguyên chính là cơ sở của tất cả, không có đủ nhiều kim tệ và tài nguyên, đừng nói là công hội phát triển, cho dù là thụt lùi cũng không kỳ quái. Chỉ là vì vậy, sợ rằng rất nhiều kế hoạch của tinh hoàn đều biến thành không thể không hủy bỏ hoặc là gác lại, tổn thất quả thực là khó có thể đoán định. Nếu tinh hoàn biết chuyện này là linh dược làm, vậy tuyệt đối sẽ tiến hành trả thù điên cuồng không diệt linh dược không được khẳng định sẽ không chỉ đơn giản cho qua như trước kia dẫu sao như vậy cũng làm tổn thương đến căn cơ của tinh hoàn công hội hơn nữa nhiều thế lực siêu cấp như vậy đều biết chuyện tinh hoàn bị đá ra, anh ấy đều ở bên cạnh mà nhìn, nếu không làm gì. Vậy chính là sẽ trở thành trò cười chân chính trong các thế lực siêu cấp, mà tinh hoàn hiện tại đã không phải là trước kia. Căn cứ vào tin tức nàng từ trong bích làm thương hội có được, tinh hoàn sau khi vị diện khai thông, không chỉ thực lực bản thân để thăng rất nhiều, còn có hợp tác chặt chẽ với thế lực siêu cấp của mấy vị diện, liên minh mạo hiểm già gần đây quật khởi trong mấy vương quốc và đế quốc, cũng có thân ảnh của tinh hoàn cho dù là công hội siêu cấp ở Hỏa Long Đế quốc hiện tại cũng phải kiêng kỵ tinh hoàn ba phần, bởi vì những liên minh mạo hiểm giả vừa quật khởi này đều quá lợi hại, bình thường có lẽ không nhìn ra, nhưng nếu nhằm vào thế lực nào đó, vậy tuyệt đối là đả kích có tính hủy diệt, phải biết rằng nhân số của các công hội lớn trong thần vực có lẽ rất nhiều, nhưng các loại tài liệu mà bình thường công hội cần, một bộ phận rất lớn là có được từ trên tay người chơi tự do, mà người chơi tự do trong thần vực lại chiếm tuyệt đại đa số, tuy tiện mở một số điểm nội bộ trong liên minh mạo hiểm giả, đã đủ để khiến các thế lực lớn của thần vực đại lục lãnh đủ rồi hơn nữa tinh hoàn còn không cần trả giá gì vẫn có thể tạo thành đà kích song trọng đối với tài nguyên và thành viên công hội của các thế lực lớn trong thần vực ngay khi diệu vô âm đang nghĩ làm thế nào để giấu giếm tin tức kinh thiên này các thế lực đang một mực điên cuồng điều tra chuyện này cũng đã nhận được điều tra mà các thành viên ẩn náu ở thiên cơ các báo cáo về người đá tinh hoàn ra là linh dực tuy chỉ mấy chữ ngắn ngủi lại khiến các thế lực siêu cấp nhận được tin tức đều hít một hơi lạnh ai nấy đều đờ đẫn sao có thể như vậy được một linh dực mà thôi thiên cơ các không ngờ lại lựa chọn đá tinh hoàn đi các cao tầng của thiên cơ các không phải là điên rồi thật rồi chứ các thế lực siêu cấp sau khi nhìn thấy tin tức này đều không thể tin được thiên cơ các lại vì một linh dực mà từ bỏ hợp tác với tinh hoàn nhưng sự thật đã bày ra trước mắt bọn họ cũng không thể không tin lợi hại quá lợi hại vậy mà cũng bị linh dực làm được bất diệt chiến tâm nhận được tin tức cũng thiếu chút nữa thì choáng váng xích đế và chiến hồn bất lạc bọn họ chính là một mực không làm gì được tinh hoàn hiện tại linh dực lại tạo thành đả kích trầm trọng nhất từ trước tới nay đối với tinh hoàn nếu nói ra sợ rằng cũng không có mấy người tin thiên cơ thương hội đối với tinh hoàn mà nói chính là tồn tại giống như cánh tay hiện tại tinh hoàn đã không còn con đường và tài nguyên của thiên cơ thương hội tinh hoàn công hội chính là thiếu đi một cánh tay cho dù thực lực sẽ không thực lùi nhưng tốc độ phát triển của công hội khẳng định sẽ giảm bớt trên diện rộng linh dực còn có năng lực như vậy à phó hội trưởng nguyên ngữ của xích đế nhìn tin tức trên tay trong lòng kinh ngạc không sao diễn tả được tuy lúc trước biểu hiện của linh vực công hội đã không tầm thường nhưng theo nàng cách lay động được tinh hoàn vẫn còn xa dẫu sao phía sau tinh hoàn chính là có tập đoàn tài chính tinh hàng chống đỡ căn bản không phải là linh dực có thể tưởng tượng nhưng hiện tại linh dực lại chặt đi một cánh tay của tinh hoàn loại chuyện này sợ rằng bản thân tinh hoàn cũng chưa từng nghĩ tới hay cho một linh dực chẳng trách lúc trước lại cả gan cự tuyệt bích lam thương hội chúng ta thì ra đứng phía sau là thiên cơ thương hội sau khi bằng hạng long nhận được tin tức cũng kinh ngạc không thôi nhưng rất nhanh khoái miệng lộ ra một nụ cười khinh thường đáng tiếc tất cả đều phải dừng ở đây thôi sự cường đại của tinh hoàn không phải là một nghề nghiệp bậc ba có thể ngăn cản mà thiên cơ thương hội cũng sẽ phải trả một cái giá cực đắt vì sự ngu xuẩn của mình đối với một số mâu thuẫn của linh dược và tinh hoàn hắn cũng biết một chút tất nhiên dựa vào thiên cơ thương hội khiến tinh hoàn gặp phải tổn thương không nhỏ xem như là báo thủ một tên nhưng tinh hoàn công hội cũng không đơn giản điểm này đối với hắn một mực lăn lộn ở tây đại lục mà nói thì biết rất rõ lúc trước kỳ thật hơn nửa tâm lực của tinh hoàn đều đặt ở tây đại lục nhân thủ có thể lấy ra bên đông đại lục một mực không đầy đủ đối với linh dực trước giờ cũng chưa từng đối phó nghiêm túc hiện tại chuyện của tinh hoàn ở bên tây đại lục trên cơ bản đã được giải quyết linh dực làm ra chuyện như vậy căn bản chính là tự tuyệt đường lui nhất là thiên cơ thương hội không ngờ lại từ bỏ thế lực siêu cấp như tinh hoàn quả thực là cực kỳ ngu xuẩn tam thúc linh dực làm như vậy bên nhị tỷ khẳng định sẽ xảy ra vấn đề hiện tại ta tới đó nhé phần hào không khỏi hỏi đối với linh dực hào cảm của hắn rất bình thường hơn nữa hắn cũng vô cùng đồng ý chuyện rượu vô âm về bích lam thương hội như vậy mới có không gian phát triển lớn hơn phát huy ra tiềm lực của bản thân tốt hơn nếu ở lại trong linh dực các bản không thể phát huy ra tiềm lực chân chính ta nghĩ chắc linh dực cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu ngươi dẫn người đi một chuyến đi bảng hạng long gật đầu lập tức bỏ phần hào tới tinh nguyệt phương quốc lúc này không chỉ là bảng hạng long như vậy như vậy các thế lực siêu cấp nhận được tin tức cũng đều cho rằng như vậy bởi vì chỉ cần tinh hoàn bắt đầu trao thưởng linh dực ở nội bộ liên minh mạo hiểm giả người chơi tự do trong liên minh mạo hiểm giả đều sẽ thành kẻ địch của linh dực không chỉ trên tài nguyên hạn chế linh dực thành viên linh dược hoạt động ở dã ngoại chỉ sợ cũng sẽ không yên cứ thế mãi thành viên công hội sẽ càng lúc càng bất mãn đối với công hội dần dần lựa chọn rời khỏi công hội khiến thực lực của công hội là ngày càng yếu đi mà tinh hoàn cũng chỉ cần tốn một chút điểm nội bộ và tài nguyên mà thôi mà ngay khi tinh hoàn tuyên bố treo thưởng thành viên của linh dược ở nội bộ liên minh mạo hiểm giả bên linh dược công hội cũng đã xảy ra một đại sự thạch lâm thành mở ra đối với thành viên linh dược tinh nguyệt vương quốc bạch hà thành đại sảnh truyền tống người đến người đi theo mấy chục đạo quang hoa hạ xuống Thư thiên đoàn đội mà phần hào dẫn dắt cũng ra khỏi ma phát truyền tống trận nơi này chính là địa bàn của linh dược à phần hào nhìn quét đại sảnh truyền tống một vòng trong lòng hơi có chút kinh ngạc đại sảnh truyền tống có náo nhiệt hay không từ trình độ nhất định có thể phản ánh ra sự phồn hoa của một thành thị npc mà cấp bậc trung bình của người chơi cũng có thể phản ánh trình độ thực lực chỉnh thể của người chơi khu vực đó trước mắt đại sảnh truyền tống của bạch hà thành là náo nhiệt phi phàm tuy không bằng đế đô của những đế quốc nhưng cũng có thể tranh phong với mấy thành thị đứng đầu của các đế quốc Đừng nhìn chỉ là mấy thành thị đứng đầu của đế quốc, phải biết rằng một đế quốc của thần vực chính là vô cùng to lớn, người chơi lại gấp mấy lần vương quốc, cho dù chỉ là mấy thành thị xếp hạng đầu, rất nhiều vương đô của vương quốc cũng kém xa. Lúc này trình độ náo nhiệt của đại sảnh truyền tống Bạch Hà Thành có thể bằng được mấy thành thị này, ở trong ký ức của hắn cũng có mấy, mà cấp bậc của người chơi Bạch Hà Thành lại khiến Phần Hào cũng có chút kinh ngạc, bởi vì cấp bậc của những người chơi này phổ biến đều từ 96 trở lên, trong đó không thiếu cao thủ từ cấp 98 trở lên luận cấp bậc không ngờ không thua đế đô của đế quốc là bao nhiêu ngay khi phần hào đang quan sát tình huống trong đại sảnh truyền tống trong ma phát truyền tống trận lại có mấy trăm đạo quang hoa hạ xuống mà theo mấy trăm đạo thân ảnh này xuất hiện trong đại sảnh truyền tống lập tức dẫn tới sự chú ý của người chơi hoặc là nói muốn không chú ý cũng khó bởi vì trong nháy mắt nhóm người này đi ra người chơi trong đại sảnh truyền tống đều cảm thấy rùng mình cảm giác áp bức khủng bố phả vào mặt khiến người ta không khỏi muốn đào tàu không thể nào ngay cả mục hòa quân đoàn mới thành lập của tinh hoàn cũng tới à phần hào nhìn những người này trao mày sau khi vị diện thông đạo mở ra tinh hoàn cũng có liên hệ với ma ngục thế giới một trong sáu vị diện cỡ lớn của đông đại lục ma ngục thế giới đó có thể nói là một thế giới giết chóc hoàn toàn vô cùng tiếp cận với nơi những người chơi khác ám sinh hoạt hơn nữa không ít người chơi của ma ngục thế giới đều có huyết mạch truyền thừa không tầm thường chiến lược của người chơi đơn lẻ cho dù là hải thần vị diện cũng không bằng mà tinh hoàn mượn truyền thừa huyết mạch đặc thù của ma ngục thế giới thành lập một ngục hỏa quân đoàn cũng quân đoàn mạnh nhất của tinh hoàn trước mắt trong đó cao thủ có thể gia nhập kém nhất cũng là trình độ nhập vi cộng thêm truyền thừa của mong ngục thế giới cho dù là cao thủ hàng đầu muốn kích sát một thành viên của ngục hòa quân đoàn cũng vô cùng khó khăn một thành viên của ngục hòa quân đoàn đã lợi hại như vậy mà ngục hòa quân đoàn lại có tới ngàn người cũng lực lượng này lợi hại tới mức nào thì không cần nghĩ cũng biết vì vậy các thế lực siêu cấp cũng kiêng kỵ tinh hoàn thêm mấy phần lúc này tinh hoàn phái tới 300 thành viên của ngục hòa quân đoàn cho dù là thứ thiên đoàn nội của hắn gặp phải cũng có nguy hiểm bị đoàn diệt phó hội trường Bên trưởng lão vừa truyền đến tin tức, nói chúng ta cẩn thận một chút, tốt nhất đừng xung đột với tinh hoàn. Một vị thích khách áo đen cấp 100 nhỏ giọng nói, hiện tại tinh hoàn không chỉ là phái gia ngục hòa quân đoàn, còn ở liên minh mạo hiểm giả của mấy đại vương quốc và đế quốc tuyên bố giá treo thưởng rất cao, kích sát một thành viên tinh anh của linh dược công hội có thể đạt được 100 điểm công hiến. Kích sát một thành viên hạch tâm có thể có được 1.000 điểm, nếu xác nhận là cao thủ tới trợ giúp linh dược, kích sát cũng sẽ có một nửa số điểm, nói là lần này một một chấp hành tới khi linh dược trực tiếp biến mất khỏi thần vực mới thôi. Bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim, giá giá đúng là cao thật, khiến ta cũng có chút động lòng. Xem ra lần này tinh hoàn là làm thật rồi, linh dực đúng là biết tự tìm chết, phần hào nghe giá tinh hoàn đưa ra, cũng hơi líu lưỡi, không ngờ tinh hoàn lại ác như vậy. Liên minh mạo hiểm giả mà tinh hoàn và thế lực của mấy vị diện tạo thành chính là khiến rất nhiều người chơi tự do đều gia nhập, trong đó không thiếu một số cao thủ cường hãn thích độc hành, có thể đọ với cao thủ hàng đầu của thế lực siêu cấp mà điểm cống hiến nội bộ của liên minh mạo hiểm giả do tinh hoàn tổ chức cũng có tác dụng rất lớn thể đổi các loại chiến kỹ vũ khí trang bị tài liệu siêu hy hữu thậm chí truyền thừa thuê đoàn đội đứng đầu làm nhiệm vụ hạ phó bản vân vân một điểm cơ hồ ngang với ba ngân tệ ở ngoại giới nhưng ba ngân tệ lại không đổi được một điểm cho nên sức hút của điểm cống hiến liên minh mạo hiểm giả đối với cao thủ không phải là lớn bình thường hiện tại kích sát một thành viên tinh anh của linh dược có thể có được 100 điểm kích sát một thành viên hạch tâm lại có thể có được một điểm đây chính là mua bán siêu kiếm tiền cao thủ hàng đầu sợ rằng cũng không chịu được dụ hoặc như vậy có điều đó vẫn chưa phải là quan trọng nhất điểm của liên minh mạo hiểm giả trừ có thể dùng để đổi ra tác dụng lớn hơn là tích lũy đến trình độ nhất định có thể để thăng địa vị trong liên minh mạo hiểm giả từ thanh đồng bạch ngân hoàng kim không chỉ có thể đổi đồ được chiết khấu sau khi đạt tới cấp hoàng kim mỗi tháng còn có thể cố định có được một khoản lớn điểm tín dụng còn cơ hồ không có trói buộc gì cho nên rất nhiều cao thủ độc hành đỉnh cấp và đoàn mạo hiểm đứng đầu đều gia nhập liên minh mạo hiểm giả mà tinh hoàn thành lập Hiện tại tinh hoàn đưa ra treo thưởng cao như vậy, đồng thời còn phái ra quân đoàn vương bài và rất nhiều cao thủ tới đây, cho dù là thế lực siêu cấp đối mặt với trận trượng này cũng ăn đủ, càng đừng nói là linh dực. Trận trượng này của tinh hoàn, đừng nói là phần hào, cho dù là các thế lực siêu cấp trong thần vực cũng không ngờ tinh hoàn lại làm vậy, mà hiên võ xích xa ở thú nhân đế quốc đang tổ chức hạ phó bản đoàn đội cỡ siêu lớn cấp 95, sau khi nhận được tin tức này cũng hơi có chút kinh ngạc. Phó hội trưởng, linh dực này đúng là tự tìm chết, dám chặt một tay của tinh hoàn trước kia tinh hoàn bị rất nhiều việc cầm chân vì phát triển mà một mực không dám dùng tới nội tình chỉ sử dụng một bộ phận nhỏ lực lượng hiện tại tinh hoàn sử dụng nội tình linh dực này cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa có phải chúng ta cũng thừa cơ đi kiếm chút lợi ích không nguyên tố sư cảnh dương nhìn thấy linh dực lần này xong rồi không khỏi kiến nghị với hiên võ xích xa không cần thiết nhiệm vụ hiện tại của chúng ta chỉ có một chính là mau chóng chiếm đóng thú nhân vương thành việc khác không quan trọng hiên võ xích xa lắc đầu khóe miệng lộ ra một nụ cười thản nhiên có điều cũng có thể phái người nhìn chằm chằm linh dực với trình độ hiện tại của linh dực chắc có thể xem thử tinh hoàn hiện tại rốt cuộc đã trưởng thành mức nào vâng cảnh dương cũng cảm thấy có chút đáng tiếc mà đối với mệnh lệnh của hiên võ xích xa lại không dám có nửa phần vi phạm lập tức bắt đầu thông chi cho người phía dưới đi nhìn chăm chăm linh dực mà ở linh dực chú địa bạch hà thành bởi vì tin tức tinh hoàn công khai treo thưởng linh dực khiến bầu không khí của công hội vô cùng đèn nén đối với treo thưởng của tinh hoàn tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực cực lớn dẫu sao lần này không chỉ là phải đối mặt với cao thủ của tinh hoàn còn phải đối mặt với những cao thủ tự do của mấy vương quốc và đế quốc lớn cho dù là ở dã ngoại không cẩn thận cũng rất dễ bị ám toán vây quét cho dù linh dược hiện tại rất mạnh có thể thủ được một số nơi nhưng cấp bậc bọn họ càng lúc càng cao rất nhiều nơi phải tới đều là công hội không thể bận tâm đến có thể nói việc luyện cấp sau này sẽ biến thành vô cùng khó khăn ngay khi một số thành viên công hội định tới nơi khác của công hội để phát triển mọi người đột nhiên phát hiện có thêm một điểm truyền tống ở nơi đóng quân của công hội mau nhìn kìa thạch lâm thành lại có thể truyền tống rồi mẹ kiếp cấp bậc yêu cầu là 98 trở lên, khoa trương thế, sao quyền trục truyền tống công hội này còn đòi 500 điểm công hội, không đúng. Vị trí chỗ Thạch Lâm Thành này hình như là là bản đồ trung lập cấp 100 Hàn Tuyền Đại Xâm Lâm, không thể nào, Thạch Lâm Thành không ngờ ở bản đồ trung lập cấp 100 mà. Nhìn điểm truyền tống mới của công hội chú địa, tất cả mọi người đều sững sờ, không ngờ Thạch Lâm Thành của linh dược bọn họ lại truyền rời đến bản đồ trung lập cấp 100, đây chính là chuyện mà hiện tại các thế lực siêu cấp đều hàng ao ước rất nhanh có một số thành viên cấp bậc đạt tới 98 cắn răng mua một tấm quyền trục truyền tống của Thạch Lâm Thành, tò mò truyền tống tới. Mà sau khi những thành viên linh dược này xuất hiện ở công hội trú địa của Thạch Lâm Thành, cả người đều cảm thấy choáng váng. Bởi vì ngũ cảm của bọn họ ở trong Thạch Lâm Thành không ngờ có được tăng cường thì không nói. Trên đường còn có không ít chủng tộc trung lập NPC đang bán ra vũ khí trang bị cấp 100. Một điểm quan trọng nhất là tốc độ khôi phục năng lượng ăn mòn của thân thể bọn họ so với trước kia thì nhanh hơn gần gấp đôi. Có thể nói nơi này quả thực chính là thiên đường luyện mà ngay khi một số thành viên linh dược tới thạch lâm thành chưa bao lâu cũng ngay lập tức phát tin tức về thạch lâm thành về trong công hội trong nhất thời khiến toàn bộ linh dược đều sôi trào có điều tin tức của thạch lâm thành khuếch tán ở nội bộ linh dược một số thành viên các thế lực lớn ẩn núp ở linh dược công hội cũng truyền ra tin tức này tin tức về thạch lâm thành vừa xuất hiện các thế lực lớn nhận được tin tức đều đỏ mắt tới sắp điên rồi điều đó là không có khả năng không phải nói muốn chuyển rời thành trấn đến bản đồ trung lập cấp 100 là cần chiếm đóng phó bản đoàn nội cấp 100 trăm à. đáng chết sao linh dực còn có thủ đoạn như vậy nghĩ biện pháp điều tra nhất định phải tra được linh dược là thế nào mà làm được trong nhất thời các thế lực lớn nhìn là hoàn cảnh trong thạch lâm thành vẻ vui sướng khi người khác gặp họa vì lúc trước tinh hoàn muốn đối phó linh dực đã hoàn toàn không không còn chỉ có ghen tị và hâm mộ hận không thể cướp được thạch lâm thành tới tay ở thần vực trước mắt các thế lực siêu cấp đều đang nghĩ biện pháp khai hoang bản đồ trung lập cấp 100, nhưng cho đến bây giờ vẫn không có biện pháp gì đối với bản đồ trung lập cấp 100, mà bản đồ trung lập cấp 100 chính là tương lai của thần vực. Trước tiên không nói chỉ ở bản đồ trung lập cấp 100 mới có thể có được vũ khí trang bị cấp 100, đơn thuần từ tốc độ thăng cấp, bản đồ trung lập cấp 100 chính là gấp mấy lần bản đồ chưa đến cấp 100, chỉ là muốn sinh tồn ở bản đồ trung lập cấp 100 cũng rất khó, nhưng nếu có thể ở bản đồ trung lập cấp 100 thời gian dài, vậy chính là rất khác, có nhiều vũ khí trang bị cấp 100 có thể giúp người chơi đi chuyển trước bậc 3, tốc độ thăng cấp cũng sẽ để thăng trên diện rộng. Một điểm quan trọng nhất là bản đồ cấp 100 có trợ giúp không nhỏ đối với đề thăng thực lực của người chơi. Dẫu sao quái vật cấp 100 và quái vật không phải cấp 100, căn bản chính là hai loại sinh vật khác nhau. Hiện tại linh dược có thạch lâm thành, như vậy trên khai hoang bản đồ trung lập cấp 100 chính là có ưu thế to lớn không thể tưởng tượng được. Mà trong ám dạ chi thành của ám dạ đế quốc, các thế lực siêu cấp nhận được tin tức cũng sôi trào. Chẳng trách lúc trước linh dược lại dám cắt một cánh tay của tinh hoàn, thì ra là có tự tin như vậy. Phó hội trưởng nguyễn ngữ của xích đế công hội nhìn tin tức về thạch lâm thành, trong ánh mắt cũng lóe lên một tia ghen tị và rung động. Tu thế mà thành thị công hội ở bản đồ trung lập cấp 100 mang đến cho công hội không chỉ là thăng cấp nhanh, phần lớn là có thể mang đến tài nguyên phong phú của bản đồ cấp 100. Phải biết rằng tài nguyên của bản đồ cấp 100 là phong phú hơn xa những bản đồ cấp hơn 90 thì không nói, hơn nữa toàn là tài nguyên nhằm vào người chơi cấp 100, nắm giữ những tài nguyên này trước, chính là có tác dụng to lớn đối với đề thăng và phát triển thực lực của công hội. Hơn nữa thành Lâm Thành vừa xuất hiện, sợ rằng tinh hoàn rất khó làm gì được linh dự, dẫu sao hai bên đã không chơi cùng một bậc nữa rồi. Cho dù tinh hoàn có thể thông qua rất nhiều người chơi của liên minh mạo hiểm giả đối phó linh dực, nhưng có thể đối phó chỉ là những thành viên linh dực chưa trưởng thành, Phàm là thành viên linh dực đạt tới cấp 95 trở lên, hoàn toàn có thể mượn Thạch Lâm thành ở trên bản đồ trung lập cấp 100 để sinh tồn thoải mái, hơn nữa tài nguyên đạt được còn hơn xa bản đồ cấp 100 trở xuống, mà ở thần vực trước mắt, cấp bậc của người chơi chủ lưu đã sắp tới cấp 95, huống chi là công hội lớn như linh dực. về phần tinh hoàn muốn đối phó linh dực ở bản đồ trung lập cấp 100, đó căn bản chính là nói đùa. Chỉ cần tinh hoàn dám đối phó linh dực ở bản đồ trung lập cấp 100, linh dực hoàn toàn có thể mượn ưu thế của Thạch Lâm Thành, đánh cho tinh hoàn không tìm thấy đông tây nam bắc, mà chặn đánh tài nguyên của linh dực lại rất nực cười. Có lẽ hiện tại lượng nhu cầu tài nguyên đối với cấp 100 trở xuống ở cửa hàng của các thế lực lớn vẫn rất cao, nhưng lượng nhu cầu đối với tài nguyên của bản đồ trung lập cấp 100 lại lớn hơn. Chỉ cần linh Dực nguyện ý dùng tài nguyên có được ở bản đồ cấp 100 để trao đổi, sợ rằng trong toàn bộ thần vực không có thế lực nào lại nói không cần, càng đừng nói phía sau còn có một thiên cơ các, phó hội trưởng, Thạch Lâm Thành xây ở bản đồ trung lập cấp 100, có trợ giúp rất lớn đối với chuyển chức bậc 3, nếu chúng ta có thể tiến chú Thạch Lâm Thành, trên tốc độ chuyển chức bậc 3 khẳng định có thể dẫn xa các thế lực siêu cấp khác. Cuồng chiến sĩ cấp 100 ở bên cạnh cũng nhìn mà hai mắt sáng lên. Nhiệm vụ chuyển chức bậc 3 chính là hoàn thành ở bản đồ trung lập cấp 100, nhưng bản đồ trung lập cấp 100 quá lớn quá nguy hiểm, muốn tìm kiếm truyền thừa bậc 3 thất lạc nói thì dễ mà làm mới khó, càng đừng nói đi hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là cần những người chơi cấp 100 như bọn họ tham dò thời gian dài ở bản đồ trung lập cấp 100 mới được. Nếu có thành thị như Thạch Lâm Thành, chắc chắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian thì không nói, đối với nhiệm vụ chuyển chức bậc 3 cũng sẽ thoải mái hơn. Ta hiểu, lần này lại để chiến hồn bất lạc nhặt được một đại tiện nghi rồi. Huyến Ngưng nghĩ đến chiến hồn bất lạc từ lúc đầu đã hợp tác với Linh Dực, cũng có chút hâm mộ nói, ngươi lập tức sai người an bài một chút, chúng ta đi tìm Linh Dực bàn chuyện, giờ ta sai người đi chuẩn bị. Cuồng chiến sĩ cấp 100 ở bên cạnh vừa nghe vậy cũng lập tức bắt đầu ăn bà nhân thủ. Lúc này không chỉ là xích đế công hội có hành động như vậy, một số thế lực siêu cấp cũng muốn có thể tiến trú thạch lâm thành, nhào nhào phái người tới Bạch Hà Thành. Dẫu sao đối với những thế lực siêu cấp bọn họ mà nói không có gì quan trọng hơn bậc ba, mà ở nơi đóng quân của Liên minh Mạo hiểm giả tại Hòa Long Đế Quốc, Thiến Lâm Tỷ, lần này linh dực đúng là hot lên rồi, không ngờ có thành thị ở bản đồ trung lập cấp 100, cho dù là ma thạch tiểu trấn của Bích Lam Thương hội sợ rằng cũng kém xa thanh niên thích khách áo lam nhìn tình báo vừa có được không khỏi líu lưỡi nói thì ra những gì hắn nói là thật thiến lâm nhìn tin tức nội bộ của thạch lâm thành lập tức có chút giật mình lúc trước thạch phong ở ma thạch tiểu trấn phát ngôn bờ bãi không cần tài nguyên của bích lam thương hội càng không cần dựa vào lực lượng của bích lam thương hội theo nàng căn bản chính là chuyện cười nhưng hiện tại linh dược có thạch lâm thành vậy đúng là không quá cần tài nguyên và lực lượng của bích lam thương hội chỉ là dựa vào một thạch lâm thành bất kể là tài nguyên hay là sự xâm nhập của thế lực vị diện đối với linh dược hiện tại căn bản đều không tính là gì tinh nguyệt vương quốc bạch hà thành phần hào vốn đang ở trong nhà ăn cao cấp tra xét tình huống sau khi nhìn thấy tin tức về thạch lâm thành cả người đều ngây ra một lúc sao có thể như vậy được phần hào nhìn tin tức trên tay cảm thấy mình đang nằm mơ đó chính là bản đồ trung lập cấp 100. thạch lâm thành của linh dược không ngờ chuyển rời đến bản đồ trung lập cấp 100. đây chính là chuyện mà các thế lực siêu cấp hiện tại đều hàng ao ước mà bao lâu các thế lực lớn nhận được tin tức của thạch lâm thành không bao lâu tin tức về Thạch Lâm Thành rất nhanh cũng được khoách tán trong người chơi tự do, nhất là cao thủ tự do ở Bạch Khả Thành nhìn thấy hoàn cảnh và tình huống trong Thạch Lâm Thành, mắt đều trợn trường. Thạch Lâm Thành này quá trâu rồi, nếu ta có thể tới Thạch Lâm Thành, sợ rằng không mất bao lâu là có thể lên tới cấp 100. Đâu chỉ là có thể cấp tốc lên tới cấp 100, bạn hữu của ta chính là thành viên hạch tâm của Linh Dực. Nghe nói ở trong Thạch Lâm Thành ngũ cảm có thể có được đề thăng, hiệu quả huấn luyện trong đấu kỹ trường chính là siêu tốt. Hơn nữa ra khỏi Thạch Lâm Thành có thể dùng quái vật cấp 100 để luyện tập, hiệu quả đề thăng đối với thực lực chính là siêu thích thạch lâm thành của linh dực cũng quá đã rồi không được ta muốn tham gia khảo hạch của linh dực đối với tin tức về thạch lâm thành rất nhiều cao thủ tự do đều thật sự động tâm trước tiên không nói nghề nghiệp bậc ba hiện tại vẫn có chút mở mịt chỉ là hiệu quả có thể đẩy nhanh đề thăng thực lực của bọn họ đã khiến mọi người không thể cự tuyệt nếu có thể mượn đó để nhanh chóng chuyển chức bậc ba vậy chính là bước lên đỉnh phong của nhân sinh rồi trong nhất thời linh dực chú địa vốn đang nhân tâm hoang mang bởi vì nguyên do thạch lâm thành khiến rất nhiều cao thủ tự do đều chạy tới báo danh thậm chí một số cao thủ của liên minh mạo hiểm giả vốn vẫn muốn đối phó linh dực cũng động lòng chạy tới tham gia khảo hạch của linh dực khiến linh dực chú địa cũng biến thành áo nhiệt hội trường hiện tại bởi vì tin tức của thạch lâm thành rất nhiều cao thủ tự do đều chạy tới muốn gia nhập linh dực chúng ta chỉ là người hiện tại thống kê ra đã vượt quá một vạn trong đó còn có một số cao thủ của liên minh mạo hiểm giả bên tinh hoàn lương tĩnh nhìn báo biểu thống kê rất hưng phấn nói sợ rằng tinh hoàn cũng không ngờ cao thủ mà liên minh mạo hiểm giả bọn họ phái tới lại biến thành thành viên của linh dực chúng ta tuy lúc trước linh dực một mực nhận người muốn mở rộng thực lực nhưng hiệu quả một mực không quá lý tưởng hiện tại bởi vì thạch lâm thành rất nhiều cao thủ đều chạy tới gia nhập chắc chắn có thể khiến linh dực trên quản lý ở các nơi thoải mái hơn không ít hơn nữa bởi vì sự gia nhập của một số cao thủ liên minh mạo hiểm giả áp lực của thành viên linh dực bọn họ ở tinh nguyệt phương quốc cũng sẽ giảm đi thế vẫn quá sớm thạch phong cười cười nói tinh hoàn đã muốn chơi ta cũng chơi với hắn một chút đã được ngươi lập tức thông chi xuống cứ nói linh dược chúng ta thành lập một liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt ở tinh nguyệt vương quốc phàm là thành viên liên minh cấp bạch ngân đều có thể tiến vào thạch lâm thành mà thành viên cấp hoàng kim có thể trực tiếp mua nhà ở tư nhân của mình ở thạch lâm thành tinh nguyệt vương quốc bạch hà thành theo ma pháp truyền tống trận của đại sảnh truyền tống lấp lánh từng đạo quang hoa từng đám người chơi cũng xuất hiện ở đại sảnh truyền tống nếu quan sát một số người chơi này sẽ phát hiện trong những người này có không ít thành viên đoàn mạo hiểm khoác áo tròn giống nhau những đoàn mạo hiểm này không ai không phải đoàn mạo hiểm nổi danh trong đế quốc và vương quốc khác, thậm chí trong những đoàn mạo hiểm này còn có đoàn mạo hiểm hoàn toàn là đến từ vị diện thế giới. Có điều sau khi một đoàn mạo hiểm gần trăm người truyền tống ra, toàn bộ người chơi ở đại sảnh truyền tống đều không khỏi hít một hơi lạnh. Lợi hại quá, không ngờ ngay cả đoàn mạo hiểm chú nguyên xếp trong top 3 của ám dạ đế quốc cũng muốn xuất thủ à. Ta nghe nói tinh hoàn vì đối phó linh dược cũng liều mạng rồi, chuyên môn gia tăng không ít phúc lợi cho cao thủ hàng đầu và đoàn mạo hiểm đứng đầu trong liên minh. Thậm chí còn hứa cho cả truyền thừa huyết mạch đặc thù để đối phó cao thủ linh dực tại bản đồ trung lập cấp 100 Xem ra lần này linh dực khó rồi, tuy linh dược có thạch lâm thành, cao thủ của công hội đều có thể tới bản đồ trung lập cấp 100 để phát triển Nhưng bản đồ trung lập cấp 100 đối với cao thủ bình thường mà nói thì là cấm địa Nhưng những đoàn mạo hiểm đứng đầu và cao thủ hàng đầu lại không nằm trong số này Ai nói không phải Đoàn mạo hiểm đứng đầu và cao thủ hàng đầu có lẽ qua lại bản đồ trung lập cấp 100 rất không tiện, nhưng sau khi tiến vào bản đồ trung lập cấp 100 muốn đối phó cao thủ bình thường của linh dực mà không phải dễ như trở bàn tay à, cộng thêm hành động ở bản đồ trung lập cấp 100 tương đối bất tiện, linh dực cho dù có cao thủ cứu viện, chỉ sợ cũng chịu thiệt không nhỏ. Người chơi trong đại sảnh truyền tống nhìn thấy từng đoàn mạo hiểm đứng đầu và cao thủ hàng đầu đi tới Bạch Hà Thành, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, đều nhao nhao nghị luận, thậm chí bắt đầu âm thầm đánh cược, xem linh dực và tinh hoàn ai có thể chống được tới cuối cùng nhiều đoàn mạo hiểm đứng đầu như vậy đều chạy tới tinh hoàn này đúng là không tiếc gì thạch phong ở trúc hỏa thương hành nhận được tin tức cũng hơi líu lưỡi muốn khiến một đoàn mạo hiểm đứng đầu động thủ ở bản đồ trung lập cấp 100, giá phải trả là tuyệt đối không thấp nhưng tinh hoàn vẫn có thể khiến nhiều đoàn mạo hiểm đứng đầu như vậy tới đây cái giá phải trả này cho dù là công hội siêu cấp sợ rằng cũng sẽ đau lòng hội trưởng bên ta cũng vừa nhận được tin tức thành viên ngục hỏa quân đoàn của tinh hoàn đã bắt đầu di chuyển tới hàn tuyền đại xâm lâm xem ra là định trạng đánh đoàn đội luyện của chúng ta ở hàn tuyền đại xâm lâm diệu vô âm đang đang luyện cấp lo lắng nói hay là ta đi nói với thương hội một câu để bọn họ phái một số cao thủ tới đây tuy linh dược có ưu thế thạch lâm thành có điều thành viên công hội muốn thăng cấp vẫn cần tới giã ngoại mà nội tình của linh dược lại quá mỏng cho dù có cao thủ từ xích sắc hoàng hôn tạo thành nhưng số lượng xích sắc hoàng hôn quá ít với số lượng đoàn đội cao thủ đứng đầu tinh hoàn phái ra căn bản là không nào hết được đương nhiên tinh hoàn làm như vậy tiêu hào cũng rất lớn nhưng tinh hoàn nhà to nghiệp lớn trên tài nguyên và tài chính căn bản không phải là linh dược có thể sánh bằng một điểm quan trọng nhất là tinh hoàn có tới mấy liên minh mạo hiểm giả tương lai đối với linh dược sẽ chỉ càng lúc càng bất lợi nếu lúc này đổi thành thế lực siêu cấp khác sợ rằng tinh hoàn cũng không dám dùng mùa trêu này nhưng đối với linh dực nội tình không đủ tinh hoàn căn bản không hề cố kỵ không cần thiết người cứ an tâm luyện cấp là được thạch phong cười cười nói có lẽ nội tình của tinh hoàn hùng hậu nhưng nội tình linh dực chúng ta cũng không tệ trước khi thạch lâm thành chưa chuyển đến hàn tuyền hạp cốc hắn thực sự không dám chơi đọ tiêu hao chính diện với tinh hoàn có điều hiện tại lại khác được rồi ta sẽ mau chóng dẫn đoàn đội lên tới cấp 100. Diệu vô âm cũng chỉ có thể mau chóng thăng cấp, bởi vì chỉ có lên tới cấp 100 mới có thể thực sự phát huy ra được lực lượng của xích sắc hoàng hôn. Mà ở bên kia, Lương Tĩnh cũng đi vào phòng minh tưởng sơ cấp của Thạch Phong. Hội trường, chế độ và phúc lợi cơ bản của Liên minh Mạo Hiểm Giả đã quy hoạch xong rồi. Về phần nơi đóng quân của Liên minh Mạo Hiểm Giả thì cũng tìm rồi, không chỉ có nơi đóng quân ở Tinh Nguyệt Vương Thành và Bạch Hà Thành, ở Linh Dược Thành và Thạch Lâm Thành cũng đều đã xử lý xong. Hiện tại tùy thời có thể bắt đầu nhận người, Lương Tĩnh rất kích động nói đối với liên minh mạo hiểm giả sắp thành lập nàng chính là tràn ngập lòng tin có lẽ phúc lợi của liên minh mạo hiểm giả khác rất tốt nhưng so với liên minh mạo hiểm giả mà linh dực bọn họ thành lập vậy thì chính là kém xa được vậy hiện tại tuyên bố với bên ngoài đi thạch phong gật đầu vốn hắn là định chờ sau khi đoàn mạo hiểm tu la phát triển lên thông qua đoàn mạo hiểm tu la thành lập một liên minh mạo hiểm giả có điều bên tinh hoàn bắt đầu liều mạng hắn cũng không thể không thực hiện kế hoạch liên minh mạo hiểm giả trước theo thạch phong gật đầu Lương Tĩnh cũng ngay lập tức tuyên bố tin tức này lên diễn đàn của Tinh Nguyệt Phương Quốc, đồng thời cũng bắt đầu nhận người ở mấy thành thị NPC của Tinh Nguyệt Phương Quốc. Ngay tức khắc dẫn động toàn bộ Tinh Nguyệt Phương Quốc. Tình huống gì thế? Linh Dực không ngờ muốn thành lập liên minh mạo hiểm giả, đây chắc không phải là muốn đọ với Tinh Hoàn chứ? Nhưng phúc lợi của liên minh mạo hiểm giả bên Tinh Hoàn chính là vô cùng phong phú. Sợ rằng không có mấy người sẽ lựa chọn liên minh mạo hiểm giả mà Linh Dực thành lập. Không đúng, ngươi xem bên trên có phúc lợi của liên minh mạo hiểm giả Tinh Nguyệt kia chỉ cần trở thành thành viên cấp bạch ngân là có thể tiến vào thạch lâm thành thành viên cấp hoàng kim thậm chí có thể mua nhà ở tư nhân ở thạch lâm thành nhà ở tư nhân thế này cũng quá trâu rồi lúc trước thạch lâm thành cũng chỉ là cho thuê mà thôi vậy mà bị người ta tranh đoạt tới phát điên nếu có thể vĩnh cửu có được một nhà ở tư nhân của mình tốc độ thăng cấp tuyệt đối là kinh người không chỉ có vậy đâu liên minh mạo hiểm giả linh dược thành lập còn có nơi đóng quân ở không ít chỗ trong tinh nguyệt vương quốc thậm chí ngay cả ở thạch lâm thành và linh dược thành cũng có nơi đóng quân có thể cho thành viên của liên minh mạo hiểm giả nghỉ ngơi miễn phí người chơi của tinh nguyệt vương quốc nhìn thấy phúc lợi liên minh mạo hiểm giả linh dược thành lập đưa ra ai nấy đều kích động tới tột đỉnh hận không thể lập tức chạy tới gia nhập hiện tại thạch lâm thành chính là một thành thị duy nhất tọa lạc tại bản đồ trung lập cấp 100 trong toàn bộ thần vực đừng nói là có thể mua nhà ở tư nhân của thạch lâm thành chỉ là hiện tại có thể tiến vào thạch lâm thành cũng là điều mà rất nhiều cao thủ nằm mơ cũng muốn dẫu sao đó chính là đãi ngộ mà cao thủ hàng đầu của các thế lực siêu cấp cũng không được hưởng thụ hiện tại chỉ cần trở thành thành viên cấp bạch ngân của liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt là có thể tiến vào thạch lâm thành sao có thể không khiến mọi người điên cuồng trong nhất thời chỉ thấy trước nơi đóng quân của liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt đã chật ních người chơi tự do số lượng nhiều tới gấp 10 lần gia nhập linh dực thậm chí một số cao thủ hàng đầu cũng tới báo danh gia nhập về phần những đoàn mạo hiểm nổi danh vốn chạy tới bạch hà thành chuẩn bị đối phó linh dực cũng nhao nhao rời khỏi liên minh mạo hiểm giả tinh hoàn thành lập ngay lập tức chạy tới liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt cảnh tượng khiến các thế lực lớn của tinh nguyệt vương quốc đều đầu đẫn có điều những thế lực này cũng không phải không thể lý giải dẫu sao bất kỳ tài nguyên nào cũng không quan trọng bằng để thăng thực lực của bản thân không nói ở thạch lâm thành có nhà ở tư nhân của mình chỉ cần có thể tiến vào thạch lâm thành đã có thể khiến bọn họ dẫn trước người chơi khác rất xa cơ hội như vậy có mấy người nguyện ý bỏ qua hơn nữa không chỉ là người chơi của tinh nguyệt vương quốc người chơi cao thủ có một số đế quốc và vương quốc khác nhận được tin tức cũng ngay lập tức chạy tới tinh nguyệt vương quốc khiến nhân số trong liên minh mạo hiểm giả mà các thế lực vị diện thành lập điên cuồng giảm xuống mà ngay khi liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt đang khuếch trương thạch phong đang chế tác xích sắc hoàng hôn trong phòng minh tưởng sơ cấp cũng được nhiên nhận được tin tức khả nhạc phát đến hội trường chúng ta chuyển chức thành công rồi cuối cùng cũng chuyển chức xong rồi nhìn tin tức khả nhạc phát đến trong lòng thạch phong cảm thấy vui sướng thần vực trước mắt chỉ cần chuyển chức trở thành nghề nghiệp bậc ba như vậy trong nháy mắt có thể nhảy lên trở thành chiến lược đỉnh phong của thần vực chiến lược mạnh tới căn bản không phải là nghề nghiệp bậc hai có thể đối phó cho dù là quái vật nắm giữ vực cũng cùng ngoại lệ lúc trước có một mình hắn chống đỡ linh dực trung quy vẫn có chút không đủ có nhân thủ hiện tại đám người khả nhạc chuyển chức bậc ba thành công như vậy với lực lượng nghề nghiệp bậc ba của đám người khả nhạc hoàn toàn có thể đi chấn áp một phương không cần hắn phải chạy ngược chạy xuôi như vậy hắn cũng có thời gian để đi làm việc của mình dẫu sao trên người hắn còn có quá nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng là vì linh dực một mực bấp bênh lại không có cường giả có thể chấn áp một phương khiến hắn căn bản không dành tay đi làm mà hiện tại bọn khả nhạc trở lại hắn cũng có thể yên tâm đi làm những nhiệm vụ này hội trường vừa rồi một đám người của ma hoàng điện nói muốn tìm ngươi trao đổi lương tĩnh đột nhiên có chút khẩn trương liên hệ tới ma hoàng điện thạch phong vừa nghe vậy không khỏi kinh ngạc bọn họ tìm ta làm gì ma hoàng điện đời trước chính là vô cùng nổi danh không chỉ lúc đầu nắm giữ ma ngục thế giới trong rất nhiều thế lực siêu cấp mới quật khởi ở thần vực chính là tồn tại ở hậu kỳ có thể vật tay với công hội siêu cấp có điều ma ngục thế giới chỗ ma hoàng điện là thập thánh đế quốc một trong bốn đế quốc cách tinh nguyệt vương quốc tương đối xa xôi chỉ là thông qua ma phát truyền tống trận đi tới phí truyền tống một người cần chín kim tệ có thể tưởng tượng được thập thánh đế quốc cách tình nguyện vương quốc gia tới mức nào có gặp bọn họ không lương tĩnh hỏi bảo bọn họ chờ một chút ở phòng khách ta lập tức tới ngay thạch phong nghĩ nghĩ một chút định vẫn gặp ma hoàng điện không phải là thế lực siêu cấp bình thường tuy hiện tại vẫn chưa bộc lộ tài năng nhưng không có một thế lực siêu cấp nào dám xem thường ma hoàng điện không bởi vì gì khác chính là bởi vì phía sau ma hoàng điện là hai tập đoàn tài chính cấp thế giới hơn nữa độc chiếm toàn bộ ma ngục thế giới bản thân ma ngục thế giới là lớn hơn một vương quốc có thể nói có diện tích gần bằng một đế quốc, mà người chơi sinh tồn dưới loại hoàn cảnh đó, chiến lực là phổ biến mạnh hơn người chơi đế quốc của thần vực, cộng thêm mang ngục thế giới lại không có tồn tại nào đối kháng được với ma hoàng điện, khiến sự phát triển của ma hoàng điện là tương đối thoải mái. Phải biết rằng các thế lực lớn của thần vực đại lục, cho dù là công hội siêu cấp cũng sẽ phải chịu không ít quấy nhiễu, nhưng ma hoàng điện phát triển đến nay lại không có quấy nhiễu gì, nội tình và thực lực của công hội là không cần nghĩ cũng biết. Hơn nữa một điểm quan trọng nhất là, nếu người chơi muốn tới Tây Đại Lục, như vậy biện pháp đơn giản nhất và dễ dàng nhất chính là tới thập thánh đế quốc bên thập thánh đế quốc có thông đạo thứ nguyên đi thông tới tây đại lục cũng là thông đạo ổn định nhất và lớn nhất đã được biết tới của thần vực đồng thời cũng là thông đạo ít hạn chế nhất có điều thông đạo này sau khi mở ra một mực bị mấy thế lực siêu cấp của thập thánh đế quốc nắm giữ trong những thế lực siêu cấp này có ma hoàng điện chính bởi vậy đời trước rất nhiều thế lực siêu cấp đều muốn hợp tác với ma hoàng điện khiến thế lực và sức ảnh hưởng của ma hoàng điện hoàn toàn không thua năm công hội siêu cấp lớn là bao nhiêu sau đó thạch phong sửa sang lại xích sắc hoàng hôn vừa chế tạo ra trực tiếp tới phòng khách của linh dực chú địa lúc này trong phòng khách ở tầng đỉnh của linh dực ba gã ma đầu sĩ mặc một bộ áo giáp đen xì lặng lặng chờ trong đại sành cấp bậc của ba người này đều là một trăm thì không nói khí tức cuồng bạo giống như là ma thần hàng lâm khiến cao thủ bậc hai tiếp đãi ở cửa cũng run run linh dực này cũng rất thú vị không ngờ dám thách thức tinh hoàn có điều thực lực của bọn họ yếu quá nếu những thành viên hạch tâm đó đặt ở trong số chúng ta sợ rằng ngay cả trình độ tinh anh cũng không đạt được một vị thanh niên tóc trắng lạnh lùng liếc mấy thành viên hạch tâm của linh dược vừa rời khỏi không hỏi lắc đầu thực lực đích xác hơi yếu có điều nơi này chỉ là một vương quốc mà thôi có thể có thực lực này đã rất không tồi rồi nam từ trung niên cường tráng thân cao tới khoảng hai m ba ở bên cạnh bình thản nói hơn nữa hội trưởng hắc viêm của bọn họ đã đạt tới bậc ba phó hội trưởng nhìn chúng linh dược cũng không phải không có nguyên nhân phó hội trưởng đương nhiên là không nhìn lầm cũng là vận khí của linh dược thực sự không tồi không ngờ có thể được phó hội trưởng của chúng ta nhìn chúng phải biết rằng cho dù là hội trưởng lục tinh la của tinh hoàn đó vất vả lắm mới thuyết phục được phó hội trưởng bằng không ngục hỏa quân đoàn của tinh hoàn công hội cũng không thể thành lập một vị nữ tử cao gầy khi nhắc tới phó hội trưởng liền lộ ra vẻ mặt sùng kính ba người bọn họ bất kể là đối với linh dực hay là tinh hoàn hiện tại đang phát triển mạnh đều phải quá để ý có thể dẫn tới sự chú ý của ma hoàng điện bọn họ cũng chính là những công hội siêu cấp ngay khi ba người đang nói chuyện phiếm thạch phong cũng từ ngoài cửa bước vào có điều đối với sự có mặt của thạch phong không dẫn tới nhiều hứng thú của ba người Chị lặng lặng nhìn Thạch Phong. Bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim. Hắc viêm hội trường. chào ngươi, ta là trưởng lão lân tà của ma hoàng điện. Nam tử trung niên nhìn Thạch Phong, rất bình thản nói, hai vị này là phó đoàn trưởng quân đoàn vương bài thứ ba của chúng ta. Chào ngươi, Thạch Phong nhìn khí tức cuồng bạo trên người ba người, biết được thực lực của ba người này đích xác đều rất cao, nhất là nam tử trung niên trước mắt, sợ rằng chiến lược chỉ yếu hơn mặc thu bạch hiện tại một chút nếu không phải mặc thu bạch có được hải thần gia hộ tuyệt đối không phải là đối thủ của nam tử này, không biết các vị tới tìm ta là có chuyện gì. Phó hội trưởng của chúng ta rất coi trọng liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt hiện tại, cho nên muốn gia nhập, cổ phần của liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt chúng ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần 30% là được, đến lúc đó ma hoàng điện chúng ta không chỉ có thể cung cấp tài liệu hiếm có của mang mục thế giới, còn có thể cung cấp một số truyền thừa huyết mạch đặc hữu của mang mục thế giới. Lân tà chậm rãi nói, ngoài ra chúng ta còn cần một danh ngạch nơi ở tạm thời và 30% cổ phần của Thạch Lâm Thành về phần phiền phức bên tinh hoàn ma hoàng điện chúng ta có thể ra mặt tin rằng tinh hoàn cũng sẽ không thể không nề mặt đến lúc đó có ma hoàng điện chúng ta toàn diện tiến trú thạch lâm thành tin rằng thế lực siêu cấp cũng sẽ không có ý đồ với thạch lâm thành nữa có thể khiến linh dực an tâm phát triển từ đó chen chân vào hàng ngũ thế lực siêu cấp của thần vực nếu ma hoàng điện nguyện ý gia nhập liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt linh dực chúng ta đương nhiên là hoan nghênh có điều đối với chuyện tinh hoàn không nhọc ma hoàng điện xuất thủ linh dực chúng ta có thể tự giải quyết thạch phong cười cười nói đối với thạch lâm thành hắn là không định nhường ra một chút cổ phần nào càng đừng nói là giao phí bảo hộ 30%. Hắc viêm hội trường, tuy ngươi là nghề nghiệp bậc 3, thực lực cá nhân rất mạnh, nhưng thực lực của tinh hoàn cũng không yếu. Nhất là ngục hỏa quân đoàn có được một số huyết mạch truyền thừa của ma ngục thế giới chúng ta mà thành lập ra, nếu gặp phải vài ba người thì còn đỡ, nếu gặp phải một đoàn trăm người, cho dù ngươi là nghề nghiệp bậc ba cũng có nguy hiểm bị vẫn lạc, ngươi hãy suy xét cho kỹ. Lân tà nhìn Thạch Phong hoàn toàn không có ý đồ tiến hành hợp tác ở Thạch Lâm Thành, nói với vẻ khinh thường theo hán thạch phong cho rằng mình sau khi tấn thăng thành bậc ba thì vô địch thiên hạ không biết núi cao còn có núi cao hơn đối mặt với chiến trận từ đoàn đội trăm người của ngục hòa tạo thành cho dù là nghề nghiệp bậc ba cũng phải bỏ chạy càng đừng nói là cao thủ khác của linh dược hiện tại ma hoàng điện bọn họ nguyện ý giúp linh dược đã là rất để mặt linh dược rồi đa tạ lân trưởng lão đã nhắc nhở ta tin linh dược chúng ta có thể ứng phó được thạch phong nói nếu không có việc gì khác ta còn có việc không thể phụng bồi nói xong thạch phong rời khỏi phòng khách ngay tức khắc trong phòng khách chỉ còn lại ba người lân tà Trưởng lão, xem ra không thể bàn việc hợp tác ở Thạch Lâm Thành với Linh Dược rồi, hắc viêm này quá tự đại. Nam tử lạnh lùng ở bên cạnh hỏi, nhưng phó hội trưởng đã phân phó, muốn chúng ta phải giành được Thạch Lâm Thành, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Không sao, chúng ta có thể chờ một chút, hắc viêm này căn bản là không biết trời cao đất rộng, đợi cho tinh hoàn thu thập bọn họ rồi, bọn họ tất nhiên biết nên làm gì. Liếc liếc Thạch Phong đã rời khỏi, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, có điều đến lúc đó chúng ta sẽ không đưa ra bảng giá này hiện tại liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt đích xác hấp thu không ít cao thủ của liên minh mạo hiểm giả tinh hoàn nhưng rất nhiều đoàn mạo hiểm đứng đầu và cao thủ hàng đầu vẫn ở bên tinh hoàn cộng thêm ngục hòa quân đoàn của tinh hoàn người của linh dực căn bản đừng hòng ra khỏi thạch lâm thành đến lúc đó còn nói gì tới phát triển ngay khi ba người lân tà vừa rời khỏi linh dực chú địa không bao lâu hơn 20 người mặc áo tràng đen đeo ký hiệu của linh dực cũng đi vào linh dực chú địa trong linh dực chú địa người chơi mà gia nhập linh dực rất nhiều có thể nói là vô cùng náo nhiệt, không bởi vì sự xuất hiện của hơn 20 thành viên công hội mặc áo choàng đen này mà dẫn tới bất kỳ sự chú ý nào. Thậm chí đối với người chơi ở linh dược chú địa mà nói, mặc áo choàng đen xuất hành đã biến thành một chuyện rất bình thường, dẫu sao hiện tại trao thưởng của tinh hoàn không phải chuyện đùa, đối với một số cao thủ không có tiền mà nói, kích sát thành viên của linh dược chắc chắn là phương thức kiếm tiền nhanh nhất. Chỉ có thông qua áo choàng đen đè che giấu tung tích, như vậy mới có thể ở trên trình độ cực lớn tránh bị người hữu tâm nhằm vào, mà khi vào công hội chú địa chỉ cần lấy ra ký hiệu công hội, là có thể thoải mái tiến vào, linh dược trước mắt có không ít thành viên đều làm như vậy. Có điều hơn 20 đi vào nơi đóng quân rất nhanh đã tiến vào công quán, một đường tới văn phòng hội trường, lúc này Thạch Phong sớm đã ở trong văn phòng hội trường chờ từ lâu. Sau khi tiến vào văn phòng, hơn 20 thành viên linh dược mặc áo tròn đen này cũng đều giải trừ hiệu quả ẩn tàng của áo tròn đen, lộ ra bộ dạng vốn có. Theo áo tròn đen được cởi ra, không khí trong văn phòng biến thành cuồng bạo, giống như hơn 20 con cự thú đứng trong văn phòng vậy, uy áp khủng bố tuyệt đối có thể khiến cao thủ nghề nghiệp bậc hai sợ tới dám động đậy. Thế nào, hội trưởng, thực lực của chúng ta so với trước kia thì mạnh hơn nhiều chứ? Khả Nhạc nhìn Thạch Phong, rất hưng phấn triển lãm ma lực nồng đậm toàn thân phát ra. Hội trưởng, người đừng nghe hắn tinh vi, hắn là người chuyển chức thành công muộn nhất trong chúng ta, chỉ là khi chuyển chức vận khí tốt, cấu thành thân thể ma lực cao cấp hoàng kim độ hoàn thành 80%. Kiếm ảnh ở bên cạnh nói, ta cũng thỏa mãn rồi, thân thể ma lực hiện tại của ta cao hơn người, có thể xếp thứ 8 toàn đoàn. Khả Nhạc đắc ý nói, trước khi bọn họ chưa chuyển chức bậc ba Thạch Phong đã nói với bọn họ tầm quan trọng của thân thể ma lực, bất kể thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đạt tới thân thể ma lực cấp hoàng kim. Về phần xây dựng thân thể ma lực, Thạch Phong cũng cho bọn họ không ít ý kiến, vốn với trình độ của hắn, có thể cấu thành thân thể ma lực trung cấp hoàng kim độ hoàn thành 85% trở lên đã tốt lắm rồi, không ngờ khi xây dựng thân thể ma lực lại có phát huy vượt xa bình thường, chỉ thử hai lần, đã hoàn thành thân thể ma lực hoàng kim cao cấp thì không nói, độ hoàn thành lại đạt tới 80%. Phải biết rằng trong đám người bọn họ, đạt tới thân thể ma lực cao cấp hoàng kim độ hoàn thành 75% trở lên cũng chỉ có 10 người mà thôi, đại bộ phận đều là thân thể ma lực cao cấp hoàng kim trở xuống, nhìn thì chỉ kém một cấp, trên phương diện khôi phục thể lực và tinh thần lực lại cao hơn không ít, đối với phát triển sau này cũng có trợ giúp không nhỏ, cao cấp hoàng kim 80% mà, Thạch Phong nghe vậy cũng rất kinh ngạc, dẫu sao ở phương diện xây dựng thân thể ma lực, nghề nghiệp vật lý là tiên thiên không bằng nghề nghiệp hệ ma pháp, tuy trình độ của khả nhạc không thấp, nhưng đặt ở trong toàn đoàn lại không nổi bật, chỉ là nhờ có tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết titan thủ hộ mới có thể ở trên chiến lược lực ép rất nhiều người bằng không ngay cả top 15 cũng không lọt vào được hơn nữa đời trước hắn cũng từng nghe qua độ hoàn thành thân thể ma lực của bạo quân bạo quân khả nhạc này cũng chỉ là thân thể ma lực sơ cấp hoàng kim độ hoàn thành tám mươi cho dù là như vậy lúc trước cũng danh chấn toàn bộ tinh nguyệt vương quốc là mờ tay hàng đầu của tinh nguyệt vương quốc hiện giờ ở đời này khả nhạc không ngờ có thể đạt tới thân thể ma lực cao cấp hoàng kim độ hoàn thành tám mươi đối với đề thăng thực lực sau này chính là có biến đổi về chất Hội trưởng, cao cấp hoàng kim 80% căn bản không tính là gì, diễn thiên lão đại và y tỷ mới lợi hại, một người là thân thể ma lực đỉnh cấp hoàng kim 93%, một người là thân thể ma lực đỉnh cấp hoàng kim 95%, sức khôi phục đó mới gọi là lợi hại. Ban Cư ở bên cạnh nói, vốn nàng đã rất kiêu ngạo đối với thân thể ma lực của mình cũng đạt tới cao cấp hoàng kim, dẫu sao từ trong miệng Thạch Phong biết được, thân thể ma lực cấp hoàng kim, chênh lệch giữa trung cấp và cao cấp không nhỏ trong đó 10 người trời có thể đạt tới thân thể ma lực cấp hoàng kim, có thể có một người đạt tới cao cấp là đã tốt lắm rồi. Nhưng Diễn Thiên Hành, Y Lạc Phi, Triệu Nguyệt Như, Vô Thanh Đào Khách, Bán Hạ kinh Thành, U Lan đều quá mạnh, ai nấy đều đạt tới hoàng kim đỉnh cấp, kém nhất cũng là độ hoàn thành 80%. Về phần man cốt y cựu xếp thứ bảy bởi vì vận khí không tốt, Thủy Trung không cấu thành thân thể ma lực đỉnh cấp hoàng kim 80% trở lên, cuối cùng bởi vì không có thời gian, chỉ có thể hoàn thành cao cấp hoàng kim 89%, mà ngay khi mọi người lần lượt lên tiếng, Thạch Phong cũng thu thập tư liệu của tất cả mọi người một chút, không xem không biết, vừa xem một cái liền sợ tới nhảy dựng, lần này tổng cộng có 24 người hoàn thành chuyển chức bậc 3, chiến lược này nếu lấy ra tuyệt đối có thể hù chết người, dẫu sao hiện tại các thế lực siêu cấp chính là ngay cả một nghề nghiệp bậc 3 cũng không có, bên hắn lại đã có thể tạo thành một đoàn 20 người, còn có cả nhân tuyển thay thế bổ sung mà đáng quý hơn vẫn là phương diện thân thể ma lực có lẽ là bởi vì phương pháp và kỹ xảo xây dựng thân thể ma lực hắn đưa cho không tồi trong 24 người kém nhất cũng đạt tới thân thể ma lực đỉnh cấp bạch ngân độ hoàn thành 80%, nếu đặt vào trong các thế lực siêu cấp chính là không dám tưởng tượng, bởi vì trong các thế lực siêu cấp, bình thường cao thủ chuyển chức bậc 3, có thể đều là thân thể ma lực trung cấp và cao cấp bạch ngân đã rất không tồi rồi, như là công hội nghị tam lưu, có thể có một vị cao thủ thân thể ma lực cấp bạch ngân, cũng phải ăn mừng một phen, dẫu sao đạt tới cấp bạch ngân là có tư cách thấp nhất để tấn thăng bậc 4. Về phần thân thể ma lực cấp hoàng kim, căn bản không phải cao thủ công hội bình thường dám mơ tới bởi vì thân thể ma lực cấp hoàng kim cho dù là đặt ở trong các thế lực siêu cấp cũng hiếm thấy có thể xuất hiện một vị địa vị trong thế lực siêu cấp sẽ để thăng rất lớn dẫu sao ưu thế của thân thể ma lực cấp hoàng kim khi người chơi hoạt động ở bản đồ trung lập cấp 100 thật sự là quá lớn nhưng lần này trong 24 người chuyển chức thành công nhân số đạt tới thân thể ma lực cấp hoàng kim lại có tới 19 người hội trường chúng ta vừa lên tới nghề nghiệp bậc 3, vẫn chưa cảm nhận kỹ dứt khoát để chúng ta tới đấu kỹ trường đọ sức một chút đi ta cũng cảm thấy vậy ta cảm giác thân thể hiện tại quả thực quá mạnh vẫn có chút không thích ứng. Hiện tại chúng ta có nhiều người như vậy truyền chức thành công, vừa hay có thể xem thử sau khi đạt tới bậc ba cụ thể là đạt tới trình độ gì. Lúc trước mọi người đều đang vui mừng khôn xiết vì tấn thăng nghề nghiệp bậc ba, đối với lực lượng của bậc ba rốt cuộc đạt tới trình độ gì, mọi người cũng không biết quá rõ. Dẫu sao không có chỗ để thử, có điều hiện tại chung quanh có nhiều nghề nghiệp bậc ba như vậy, tuyệt đối là cơ hội tốt để kiểm tra thực lực. Các người muốn thử lực lượng của bậc ba à? Thạch Phong cười cười nói, vậy quá đơn giản, hiện tại các thế lực siêu cấp đều có chú ý với Thạch Lâm thành chúng ta, không ít cao thủ của tinh hoàn cũng đều tới hàn tuyền đại xâm lâm vừa hai các người tới đó thử một chút cũng cho tinh hoàn biết hàn tuyền đại Sâm lâm không phải là nơi bọn họ có thể đến vốn hắn còn lo lắng nhân số không đủ định xuất động kỵ sĩ đoàn át chủ bài cuối cùng của thạch lâm thành để cho tinh hoàn một bài học cũng cho các thế lực siêu cấp biết một chút thạch lâm thành không phải là bọn họ có thể chấm mút nhưng hiện tại xem ra đã không cần rồi có 24 nghề nghiệp bậc ba đủ để đi ngang ở hàn tuyền đại xâm lâm tinh hoàn à quá tốt ta cũng muốn thử những chiến kỹ lúc trước chưa nắm giữ nếu là cao thủ hàng đầu của tinh hoàn, chắc có thể khiến ta luyện tập một chút. Mọi người vừa nghe vậy đều không khỏi trở nên hưng phấn, tuy không bằng đọ sức giữa bọn họ với nhau, có điều vừa hay có thể tới bản đồ trung lập cấp 100 thử hiệu quả của thân thể ma lực bậc 3, sau đó mọi người sửa sang lại trang bị một chút, trực tiếp sử dụng quyền trục truyền tống đến Thạch Lâm Thành. Trong một khu rừng đá u tĩnh của Hàn Tuyền Đại Sâm Lâm, một đoàn trăm người đang không ngừng dọn dẹp dã thú cấp 100 trong hẻm núi, tam đầu tích xà, đại lĩnh chủ cấp 100 đối với đoàn đội của thế lực khác là rất khó đối phó nhưng ở trước mặt đoàn đội này lại không tính là gì, hoàn toàn có thể áp chế, không ngừng làm giảm bớt điểm sinh mệnh của tam đầu tích xà. Mọi người gắng sức, điểm sinh mệnh của Boss sắp hết rồi, một vị nam từ hơn 30 tuổi cầm đầu, mặc áo giáp màu lam, tay cầm chiến trùy ngăn cản tam đầu tích xà hết lớn. Đối mặt với công kích đầu của tam đầu tích xà, trừ hai MT ngăn cản một cái ra, mà đấu sĩ tay cầm chiến trùy này cũng lực khóng một cái đầu mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Nếu đoàn đội của thế lực khác thấy một màn này, chắc sẽ cả kinh tới rớt cả trong mắt bởi vì đoàn đội này không phải là đoàn đội công hội, mà là một đoàn đội từ người chơi tự do tạo thành, ở nơi nguy hiểm như bản đồ trung lập cấp 100. Cho dù là đoàn chủ lực của các thế lực lớn tới đây cũng rất khó lăn lộn, đối mặt với đại lĩnh chủ cấp 100, lại phải cẩn thận tránh né, rất sợ bởi vì chiến đấu thời gian dài mà dẫn tới nhiều quái vật hơn, khiến bọn họ bị đoàn diệt, nhưng đoàn đội này thì ngược lại gặp phải đại lĩnh chủ cấp 100, không ngờ trực tiếp xông lên, hơn nữa còn là áp chế một cách hoàn mỹ. Thực lực của đoàn đội quả thực là mạnh hơn cả đoàn khai hoang của những thế lực siêu cấp mà 10 phút qua gần 10 phút, tam đầu tích xà điểm sinh mệnh không còn lại mấy đã ngã xuống trước mặt đoàn đội này, điểm kinh nghiệm của mọi người lại đột nhiên đề thăng một đoạn, rơi ra mấy kiện trang bị cấp 100 lấp lánh kim quang, tốc độ thăng cấp ở đây đúng là nhanh thật, sợ rằng không cần hai ngày là ta có thể lên tới cấp 101, thăng cấp nhanh thì đã là gì, người không thấy thuộc tính của những trang bị cấp 100 này à, căn bản chính là trang bị cấp 95 của chúng ta không thể so sánh, cùng phẩm chất lại cao hơn hai trình độ, nếu có thể có được một thân trang bị bí ngân cấp 100 tuyệt đối hoàn toàn vượt xa sáo trang ám kim cấp 95. Có điều trang bị bí ngân cấp 100 cũng quá khó kiếm, bình thường chỉ có những đại lĩnh chủ cao cấp mới rơi ra. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa gặp được mấy con, trong đó vẫn có một số là không đánh lại, cộng thêm thời gian hành động của chúng ta có hạn, muốn gom đủ một thân bí ngân cấp 100 là quá khó. Vận khí của linh dược công hội đúng là tốt thật, không ngờ có thể di rời thạch lâm thành tới đây. Nếu đoàn mạo hiểm ám long chúng ta cũng có một nghỉ ngơi nghỉ ngơi ở bản đồ trung lập cấp 100, sợ rằng rất nhanh là có thể kiếm được một thân trang bị bí ngân thậm chí là trang bị tinh kim để chuyển chức bậc ba. Mọi người nói tới Thạch Lâm Thành đều cảm thấy hâm mộ. So sánh với những người chơi chưa lăn lộn ở bản đồ trung lập cấp 100, bọn họ biết rõ có thể có một điểm nghỉ ngơi ở bản đồ trung lập cấp 100 là đáng quý cỡ nào hơn. Có điều Thạch Lâm Thành căn bản không mở ra ngoài, bọn họ cũng chỉ có thể châm bắt nhìn. Đoàn trưởng, ta nghe nói linh dược công hội đó cũng thành lập một liên minh mạo hiểm giả, chỉ cần trở thành thành viên bạch ngân của liên minh mạo hiểm giả là có thể tiến vào thạch lâm thành chúng ta dứt khoát tìm linh dực bàn chuyện đi với thực lực của đoàn mạo hiểm ám long chúng ta tin rằng linh dực khẳng định sẽ rất cao hứng cho chúng ta gia nhập đến lúc đó để chúng ta trực tiếp trở thành đoàn mạo hiểm cấp bạch ngân trong liên minh mạo hiểm giả một vị ma đấu sĩ cấp 100 tên là ám mục cấp 100 nhìn ma đấu sĩ cầm đầu nói đối với điều này người trong đoàn đội cũng đều rất đồng ý đoàn mạo hiểm ám long bọn họ ở trong ma ngục thế giới chính là một trong những đoàn mạo hiểm đứng đầu vang danh có lẽ nhân số không nhiều lắm chỉ có một ngàn người mà thôi nhưng thực lực rất mạnh chính là có thể đánh cho những công hội nhất lưu của thần vực không tìm thấy đông tây nam bắc gia nhập một liên minh mạo hiểm giả mà linh dược thành lập linh dược công hội khẳng định là cầu còn không được chúng ta cứ thế này đích xác cũng không phải một biện pháp đoàn trưởng ám lê nghĩ nghĩ một chút nói lần này chúng ta sau khi hành động xong mấy người các ngươi tìm linh dược bàn một chút điểm mấu chốt là trực tiếp trở thành đoàn mạo hiểm bạch ngân của liên minh mạo hiểm giả nếu không được chuyện hợp tác cũng bỏ đi trong mắt hắn gia nhập liên minh mạo hiểm giả lợi ích duy nhất cũng chính là có thể tiến vào thạch lâm thành nếu thành viên toàn đoàn không thể lập tức tiến vào thạch lâm thành như vậy gia nhập liên minh mạo hiểm giả căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì mà ngay khi người của đoàn mạo hiểm ám long đang nghỉ ngơi đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng nổ mạnh và ánh sáng chói mắt đoàn trường có người đang chiến đấu ở xa xa du hiệp một mực quan sát xung quanh đột nhiên hô lên là ai ám lê hỏi nhân số không nhiều lắm một bên đeo ký hiệu của linh dực chắc là đoàn đội của linh dực một bên khác hình như là ngục hòa quân đoàn của tinh hoàn du hiệp nói Ngục hỏa quân đoàn à, xem ra linh dực này là sắp thảm rồi. Ám lê nghe thấy ngục hỏa quân đoàn thì không khỏi khẽ như mày. Sinh hoạt sinh hoạt ở ma ngục thế giới, có thể nói không ai không biết ngục hỏa quân đoàn này, sở dĩ đều biết, hoàn toàn là vì truyền thừa huyết mạch đặc thù của ma ngục thế giới. Truyền thừa huyết mạch đặc thù này chính là thứ tốt mà vô số người chơi của ma ngục thế giới đều muốn có được. Đáng tiếc một mực bị ma hoàng điện nắm giữ, ít có truyền thừa chảy ra ngoài, mà đoàn mạo hiểm ám long bọn họ cũng phải trả giá rất lớn mới có được mười mấy danh ngạch mà thôi. Mười mấy danh ngạch này lại khiến thực lực của đoàn mạo hiểm ám long lập tức có biến đổi về chất nhảy lên trở thành đoàn mạo hiểm đứng đầu của ma ngục thế giới mà ngục hòa quân đoàn do tinh hoàn thành lập có tới một ngàn người đều có được truyền thừa huyết mạch đặc thù này trình độ khủng bố quả thực là khó có thể tưởng tượng đoàn trường chúng ta có ra tay giúp linh dực một chút không ám mục ở bên cạnh hỏi nếu hiện tại chúng ta có thể giúp linh dực một chút sau này hợp tác với linh dực cũng sẽ dễ dàng hơn tạm thời không vội chúng ta cứ xem thử đã ám lê lắc đầu định xem thử tình huống trước nói xong ám lê dẫn theo thành viên đoàn đội trực tiếp chạy tới mà trong hạp cốc thạch lâm ở bên kia đoàn đội hạch tâm của linh dực vừa ngăn cản thành viên của ngục hòa quân đoàn vừa liều mạng tiến đến hàn tuyền hạp cốc vô âm tỷ thực lực của đám người bọn họ quá mạnh cứ tiếp tục như vậy chúng ta căn bản là không chống đỡ được bao lâu nữa dứt khoát người đi trước đi một vị nữ dư chuyên chú trị liệu nhìn thành viên đoàn đội không ngừng lui về phía sau có chút sốt ruột nói thành viên của ngục hỏa bất kể là thuộc tính hay là trình độ chiến đấu đều mạnh hơn xa các nàng nếu không phải địa hình phức tạp không thể triển khai chiến đấu hơn 10 người, còn có rượu vô âm và đội viên mặc xích sắc hoàng hôn ngăn cản, chỉ sợ bọn họ sợ sớm đã bị toàn diệt. Hiện tại tuy chống đỡ được những người này của ngục hòa quân đoàn, nhưng bị diệt cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn, còn muốn chạy á, nào có dễ dàng như vậy, các người đã bị ma pháp tỏa định, hôm nay toàn bộ ở lại đây đi. Phó hội trưởng thần huy của tinh hoàn nhìn đám người rượu vô âm, lớn tiếng phân phó, theo sự chỉ huy của thần huy bốn gã cao thủ hàng đầu thực lực đạt tới chân không cảnh trực tiếp ngăn cản rượu vô âm rượu vô âm không có thôi sán chi ngân chỉ dựa vào xích sắc hoàng hôn sau khi được cường hóa, thuộc tính cũng chỉ là mạnh hơn thành viên của ngục hỏa quân đoàn một chút mà thôi. Bốn gã cao thủ hàng đầu đồng thời xuất thủ, diệu vô âm cũng không thể không tạm đánh phong mang, mà trong nháy mắt né tránh cũng khiến người khác của ngục hỏa trực tiếp đánh vào nội bộ phòng tuyến, trực tiếp giết tới trị liệu của linh dực. Đoàn trường, chúng ta động thủ chứ? Ám mục tránh ở cách đó không xa không khỏi hỏi ám lê, không có cơ hội. Đây là đoàn trăm người của ngục hỏa quân đoàn, cho dù chúng ta đi lên tối đa cũng chỉ là kéo dài được một chút thời gian mà thôi. Ám lê lắc đầu, tuy linh dực này có thạch lâm thành nhưng luận thực lực ở giã ngoại căn bản chính là tinh hoàn quyết định đối với cao thủ có truyền thừa huyết mạch đặc thù hắn biết rõ là lợi hại thế nào chỉ là cao thủ hàng đầu cũng có lực lượng ngang ngửa với cao thủ đỉnh phong thậm chí còn có thể áp chế cả một đám người lại càng không tồi đối với linh dược không có truyền thừa huyết mạch đặc thù ở giã ngoại căn bản không thể là đối thủ của tinh hoàn mắt thấy đoàn đội của linh dược bắt đầu không ngừng giảm quân số đột nhiên trên bầu trời truyền đến từng đợt tiếng nổ ngay tức khắc dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người mọi người vừa quay đầu nhìn về phía chỗ phát ra thanh âm lại thấy một quái vật sắt thép to lớn màu đỏ thấm xuất hiện ở trước mắt thân thể to lớn giống như một ngọn núi bao phủ bên trên bọn họ còn không chờ mọi người có phản ứng trên cựa hạm sắt thép có hơn 20 đạo thân ảnh nhảy xuống mà theo sự xuất hiện của hơn 20 người này bất kể là tinh hoàn hay là thành viên đoàn mạo hiểm ám long bàng quan ở xa xa đều biến thành vô cùng tĩnh mịch nghề nghiệp bậc ba sao lại có nhiều nghề nghiệp bậc ba như vậy bọn họ là xúc sinh à đây chính là nghề nghiệp bậc ba đó người của đoàn mạo hiểm ám long quan sát ở xa xa nhìn đám người khả nhạc đầu óc lập tức cũng ngây đơ hoàn toàn rơi vào trạng thái chết máy đám người khả nhạc không dùng áo choàng đen ẩn tàng cấp bậc và thân phận khí tức và uy áp bậc ba không hề che giấu hoàn toàn bại lộ ra giống như hơn 20 con cự thú từ trên trời hạ xuống nghề nghiệp bậc ba đó đây chính là mục tiêu mà trước mắt tất cả cao thủ đều khao khát đạt thành cho dù là quái vật của công hội siêu cấp chỉ sợ cũng mới bắt đầu đi chuyển trước nhưng hiện tại linh vực lại xuất hiện tới 24 gã nghề nghiệp bậc ba Lúc này đừng nói là đám người ám lê trợn mắt há hốc mồm, cho dù là đám người rượu vô âm nhìn thấy đám người khả nhạc cũng vậy, cả nửa ngày vẫn không nói ra được một câu, nhất là bản thân rượu vô âm, sự kinh ngạc và rung động trong lòng đã không thể diễn tả được. Vốn nàng cho rằng nàng đã biết rất rõ nội tình của linh dực, nhưng không ngờ những gì nàng biết cũng chỉ là một góc núi băng mà thôi. Có 24 nghề nghiệp bậc 3, linh dực tuyệt đối có thể đi ngang ở hàn tuyền đại xâm lâm, mà người của tinh hoàn ở bên cạnh lại lặng lặng nhìn đám người khả nhạc hạ xuống mà không nhúc nhích, hoàn toàn đã không còn khí thế mãnh liệt lúc trước ai nấy vẻ mặt đều ngưng trọng rất sợ dẫn tới sự chú ý của đám người khả nhạc tinh hoàn không phải lúc trước các ngươi đuổi giết người của chúng ta sướng lắm mà hiện tại sao không làm tiếp đi khả nhạc lấy ra titan thủ hộ ở sau lưng nhìn lướt qua người của ngục hỏa quân đoàn không khỏi trêu đùa khả nhạc phí lời với bọn họ làm nói gì dám đến dã ngoại giết người của chúng ta kết cục chỉ có một con đường chết thôi kiếm ảnh ở bên cạnh nhìn đám người thần huy ánh mắt lạnh dần hơn nữa chúng ta cũng thu thập sớm một chút cũng có thể sớm kết thúc công việc trở về hội trưởng còn đang chờ nói xong đám người diễn thiên hành cũng gật đầu ai nấy đều lấy ra vũ khí từng bước tiến về phía người của ngục hỏa quân đoàn mà cứ đi một bước lại khiến cao thủ của ngục hỏa quân đoàn run sợ thêm một phần thân thể không kìm được thối lui về phía sau phó hội trưởng rồi phải làm sao đây cuồng chiến sĩ đứng bên cạnh thần huy vẻ mặt lo lắng nói 24 cao thủ nghề nghiệp bậc ba đã vượt xa dự đoán của chúng ta đã không phải là một đoàn trăm người chúng ta có thể đối kháng vốn tinh hoàn bọn họ dự tính nghề nghiệp bậc ba thạch phong này sẽ ra tay cho nên bọn họ đều dùng đoàn trăm người để hành động như vậy Thạch Phong chỉ cần tới, khẳng định sẽ cho Thạch Phong biết tay, nhưng hiện tại lại xuất hiện 24 nghề nghiệp bậc 3 là cái quỷ gì, hoàn toàn khác với lúc trước đã nói, hay cho một linh dực, chẳng trách lại không hề sợ hãi trước sự treo thường của chúng ta, thì ra là một mực ẩn tàng át chủ bài như vậy. Lúc này sắc mặt thần huy cũng rất khó coi, cắn răng nói, chịu rồi, sử dụng tất cả thần hóa thủy tinh, người khác tận lực rút, đối với Thạch Phong là nghề nghiệp bậc 3, bọn họ vẫn rất kiên kỵ cho nên công hội cố ý phối trí 10 viên thần hóa thủy tinh cho mỗi đoàn trăm người như vậy cho dù đối mặt với thạch phong là nghề nghiệp bậc ba bên bọn họ cũng có thể thông qua thần hóa thủy tinh trong nháy mắt làm ra 10 nghề nghiệp bậc ba đủ để khiến thạch phong chết ngay tại chỗ mà hiện tại chỉ có thể thông qua thần hóa thủy tinh để tận lực kéo dài thời gian nói xong mười cao thủ hàng đầu nhao nhao từ trong ba lô lấy ra thần hóa thủy tinh nháy mắt liền hóa thân thành nghề nghiệp bậc ba trực tiếp nghênh đón đám người khả nhạc chuẩn bị tận lực trước tiên cầm chân đám người khả nhạc để thành viên của ngục hòa quân đoàn rút lui tuy linh dược lợi hại nhưng tinh hoàn quả nhiên cũng không kém không ngờ còn có chuẩn bị như vậy xem ra lần này linh dược rất khó tạo thành trọng thương cho ngục hòa quân đoàn rồi ám lê nhìn tinh hoàn nội tình cũng bất phàm trong lòng không khỏi có nhận thức mới đối với thế lực siêu cấp lúc trước bọn họ tự nhận đã trở thành đoàn mạo hiểm đứng đầu của ma ngục thế giới tiến vào thần vực đại lục này cho dù không bằng những thế lực siêu cấp nhưng trên chiến lược đứng đầu cũng sẽ khiến thế lực siêu cấp phải kiêng kỵ mấy phần nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải là như vậy cho dù bọn họ có huyết mạch truyền thừa đặc thù các thế lực siêu cấp cũng ẩn tàng bảo vật như thần hóa thủy tinh có thể khiến nghề nghiệp bậc hai ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành nghề nghiệp bậc ba truyền thừa huyết mạch đặc thù của bọn họ căn bản không thể chống lại nếu chống lại thì chỉ có một con đường chết tới hay lắm khả nhạc nhìn thấy đám người thần huy biến thành nghề nghiệp bậc ba vẻ mặt ngược lại biến thành hưng phấn hơn đi trước làm gương trực tiếp sách thuẫn bãi sông lên giống như mười cao thủ hàng đầu bậc ba trước mắt là mười con tiểu quái vậy một người thần huy nhìn khả nhạc một mình xông tới khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh nói muốn tìm chết thì ta thanh toàn cho người tập trung hỏa lực tiêu diệt hắn trước tuy bên bọn họ ít người nhưng mỗi một vị đều là cao thủ hàng đầu chân chính đây cũng là tự tin để hắn dám cầm chân đám người khả nhạc hiện giờ một mình khả nhạc trực tiếp xông lên cho dù là mờ tê cũng chỉ là tự tìm đường chết thôi nói xong bạch cốt đại kiếm trên tay thần huy đột nhiên vung lên từ linh chi khí cuồng bạo hóa thành ba con u quỷ lao về phía khả nhạc ba con u quỷ này mỗi một con đều có 120% lực lượng của bản thể mà không nói bản thân lại giống như phân thân có thể trực tiếp khống chế kéo dài 10 phút kỹ năng của vong linh kỵ sĩ bậc ba vong linh chi nộ bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube Di các phim. Lúc này không chỉ là thần huy động thủ, ba gã nguyên tố sư ở hàng sau cũng đã ngâm sướng xong chú ngữ, từng cột lửa từ trên trời hạ xuống, đánh về phía khả nhạc thì không nói. Mặt đất lại bắn ra từng nham thạch đột thứ, hoàn toàn phong tỏa hành động của khả nhạc, giống như là thiên tai, phối hợp với công kích của ba con quỷ có thể nói là thiên y vô phùng. Một màn này trực tiếp khiến thành viên của đoàn mạo hiểm ám long và đám người rượu vô âm cũng đờ đẫn. Đây đâu phải là chiến đấu giữa người chơi mà bình thường bọn họ biết, quả thực giống như chiến đấu của siêu nhân từng chiêu từng thức đều không phải là người chơi nghề nghiệp bậc hai có thể đối kháng mắt thấy cột lửa ngút trời và ngọn núi nhô lên sắp cắn nuốt khả nhạc khả nhạc cũng gầm lên một tiếng đạp ra một cước mặt đất trực tiếp nứt vỡ titan thủ hội trên tay giơ lên ngay tức khắc quay người hiện ra một thuẫn bài năng lượng bán trong suốt tổng cộng là 8 chiếc quay chung quanh khả nhạc kỹ năng bậc ba thiên toa phòng ngự chỉ thấy cột lửa rơi xuống và ngọn núi nhô lên toàn bộ đều bị thuẫn năng lượng ngăn cản không tạo thành một chút thương tổn đối với khả nhạc mà công kích điên cuồng của ba con u quỷ thủy chung không thể đột phá được lưới phòng ngự của tám chiếc thuẫn năng lượng ngược lại khiến khả nhạc mượn đó để kéo gần cự ly giữa hai bên sao có thể thần huy nhìn khả nhạc không dụng lấy một sợi tóc trong lòng đầy khó hiểu kỹ năng bậc ba thiên toa phòng ngự thì hắn biết đây cũng là kỹ năng tiêu chuẩn của thủ hộ kỵ sĩ bậc ba rất nhiều nbc thủ hộ kỵ sĩ bậc ba đều biết kỹ năng này không phải là kỹ năng vô địch mà là hình thành tám phòng ngự thuẫn giống như là có thêm tám thuẫn bài có một trăm phần trăm sức phòng ngự và lực lượng của bản thể nhưng trùng kích tạo thành đối với thuẫn bài cũng sẽ đánh lên bản thân giống như những mờ tây dùng thuẫn bài chặn công kích của quái vật vậy chỉ là thương tổn phải chịu rẽ giảm bớt trên diện rộng mà thôi nhưng vẫn có thương tổn nhưng khả nhạc trước mắt lại không dụng một sợi tóc nếu thạch phong ở đây có lẽ sẽ không cảm thấy kỳ quái trước tiên không nói khả nhạc đang cầm tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết cho dù là phương diện thân thể ma lực cũng không phải là ngụy nghề nghiệp bậc ba như thần huy có thể bằng được thần hóa thủy tinh tất nhiên có thể để thăng cho người chơi lên bậc ba nhưng chỉ là để thăng thể chất kỹ năng thủ tính mà thôi, không trao cho nghề nghiệp bậc ba thân thể ma lực nên có, mà không có sự điều động của thân thể ma lực, cho dù có hiệu quả minh tưởng, độ hoàn thành kỹ năng mà pháp bậc ba có thể phát huy ra cũng chỉ là cơ bản đủ tư cách mà thôi, căn bản không thể phát huy ra được hiệu quả chân chính. Nhưng sau khi có thân thể ma lực điều động, hiệu quả mà kỹ năng ma pháp bậc ba phát huy ra lại sẽ có để tham không nhỏ. Còn không chờ đám người thần huy có phản ứng, khả nhạc đã xông tới trước người thần huy dùng thuẫn bài trùng kích. Thần huy phản ứng cũng rất nhanh, theo bản năng dùng bạch cốt đại kiếm đỡ lấy. Âm, uhm chỉ một trùng kích mà thôi thần huy giống như là cảm thấy bị xe tải đụng chúng cả người đều bay ra điểm sinh mệnh trực tiếp giảm xuống hơn 4 vạn lực lượng của hai bên hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc mà cao thủ bậc ba của ngục hỏa quân đoàn không chỉ là như thần huy thành viên bậc ba khác đối mặt với nghề nghiệp bậc ba của linh dực trên phương diện lực lượng và độ linh hoạt căn bản là không thể đối kháng điểm sinh mệnh liên tục giảm xuống về phần thành viên ngục hỏa bậc hai đang chạy trốn lại càng không chịu nổi một kích dưới sự đuổi giết của đám người triệu nguyệt như diễn thiên hành y lạc phi đều là một chiêu một người giống như giết gà hoàn toàn không có cảm giác đang giết cao thủ tranh lệch cấp bậc hoàn toàn khiến thành viên ngục hỏa cảm thấy tuyệt vọng toàn trường rằng co không đến 30 giây ngắn ngủi toàn bộ địa hình của thạch lâm đều hoàn toàn thay đổi thì không nói 100 người của ngục hỏa quân đoàn cũng toàn bộ ngã xuống đất hóa thành nhiều điểm tinh quang dần dần tiêu tán trong rừng đá chỉ còn lại đám người của đoàn mạo hiểm ám long vẫn đang sững sờ ở xa xa nhìn đám người khả nhạc không tổn hao gì trong rừng đá và người của ngục hỏa quân đoàn nằm trên mặt đất hóa thành tinh quang thành viên của đoàn mạo hiểm ám long mãi lâu sau vẫn chưa hồi thần đây là nghề nghiệp bậc ba à ám lê nhìn thấy tất cả trong lòng đầy rung động có thể nói chiến đấu bậc hai và chiến đấu bậc ba căn bản không phải cùng một cấp bậc tuy lúc trước hắn biết nghề nghiệp bậc ba tuyệt đối là tồn tại mà nghề nghiệp bậc hai không thể so sánh nhưng không ngờ tranh lệch lại lớn như vậy những thành viên bậc hai của ngục hỏa có truyền thừa huyết mạch đặc thù ở trước mặt nghề nghiệp bậc ba không ngờ lại không chịu nổi một kích như vậy sự cường đại của nghề nghiệp bậc ba hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của hắn có thể nói nghề nghiệp bậc ba đã không phải đơn thuần là cường đại trên thuộc tính mà là tốc độ phản ứng khủng bố cho dù là cao thủ hàng đầu bậc hai như hắn ở trên tốc độ rõ ràng cũng chậm hơn nghề nghiệp bậc ba một nhịp mà chênh lệch một nhịp này cũng thành mấu chốt để có thể ngăn cản được công kích hay không đây cũng là nguyên nhân vì sao cao thủ bậc hai của ngục hòa quân đoàn lại không chịu nổi một kích như vậy hiện giờ linh dược có tới 24 nghề nghiệp bậc ba chiến lược này mạnh tới chỉ sợ là quân đoàn bậc hai cả vạn cao thủ chạy tới cũng là kết cục toàn diệt lúc này không chỉ là ám lê nghĩ như vậy thành viên của đoàn mạo hiểm ám long cũng thế uy lực khủng bố và phản ứng thần tốc đó căn bản không phải là nghề nghiệp bậc hai dựa vào số lượng có thể tùy tiện bù đắp ngay khi thành viên của đoàn mạo hiểm ám long đang nhỏ giọng nghị luận đột nhiên nhìn thấy đám người khả nhạc nhìn tới ai nấy đều như chim sợ cành cong thiếu chút nữa thì sợ tới xoay người bỏ chạy đoàn trường bọn họ sẽ không tưởng chúng ta là đồng bọn với tinh hoàn chứ ám mục ở bên cạnh thấy đám người khả nhạc nhìn tới không khỏi lo lắng nói chiến lược đám người khả nhạc thì hiện ra hắn đã tận mắt chứng kiến rồi nếu đám người khả nhạc động thủ Kết cục của bọn họ tuyệt đối sẽ giống như Ngục Hỏa Quân đoàn, thậm chí còn không bằng Ngục Hỏa Quân đoàn, nếu bọn họ ở cấp bậc này bị tiêu diệt, đó chính là thực sự muốn khóc, dẫu sao chênh lệch giữa cấp 99 và cấp 100 cũng không nhỏ, hơn nữa thời gian cần để thăng cấp cũng rất dài, nói không chừng sẽ bỏ qua thời kỳ khai hoang tốt nhất, không biết, tóm lại cứ tới chào hỏi một tiếng đi, Ám Lê lắc đầu, lập tức chuẩn bị đi tới, có điều còn không chờ Ám Lê ra khỏi cánh rừng, đám người Khả Nhạc nhặt đồ rơi ra của Ngục hòa Quân đoàn xong, trực tiếp dẫn theo người khác của linh dực đi lên xích long phi không đính, sau một tiếng nổ vang biến mất trên trời khiến thành viên của đoàn mạo hiểm ám long thờ phào nhẹ nhõm không ngờ hoàn toàn không để ý tới chúng ta à ám lê nhìn đám người khả nhạc rời khỏi không khỏi cười khổ nói thực lực của đoàn mạo hiểm ám long bọn họ cho dù là đoàn đội của thế lực siêu cấp nhìn thấy cũng phải kiêng kỵ ba phần nhưng ở trước mặt đám người khả nhạc lại giống như tiểu quái ven đường căn bản không có chút uy hiếp nhưng ám lê cũng hiểu đám người khả nhạc đích xác có vốn liếng như vậy lúc này hắn thậm chí có chút hối hận nếu đoàn mạo hiểm ám long bọn họ sớm đi ra giúp một linh dực một chút nói không chừng đã có thể kéo gần quan hệ với những cao thủ này đoàn trường bọn họ đi rồi chúng ta tiếp theo còn tiến vào hẻm núi không ám mục ở bên cạnh hỏi không chúng ta không đi hiện tại trở về thành ám lê khẽ lắc đầu trở về nhưng chúng ta chưa đến hàn tuyền đại xâm lâm được bao lâu mà ám mục nói nếu chúng ta hiện tại trở về chính là rất thiệt bản đồ trung lập cấp 100 cách thành thị npc rất xa cho dù có tọa kỵ cũng phải tốn thời gian rất lâu cho nên phàm là đoàn đội tới hàn tuyền đại xâm lâm đều sẽ sau khi chống đỡ đến cực hạn mới rời đi mà bọn họ hiện tại cũng chỉ tiêu tốn một nửa thời gian mà thôi về hơn nữa càng nhanh càng tốt tốt nhất là có thể trước khi chuyện này bại lộ mau chóng gia nhập liên minh mạo hiểm giả của tinh nguyệt ám lê vô cùng nghiêm túc nói nếu nói lúc trước đánh giá của hắn về linh dực và tinh hoàn vẫn chưa quá xác định không muốn nhúng tay vào như vậy tình huống hiện tại chính là hoàn toàn khác 24 nghề nghiệp bậc ba thế này đã đủ để đi ngang ở hàn tuyền đại xâm lâm rồi trừ khi các thế lực siêu cấp phát điên mới ở hàn tuyền đại xâm lâm này gây sự với linh dực càng đừng nói là nhằm vào thạch lâm thành đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều đoàn mạo hiểm và cao thủ gia nhập liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt bọn họ tất nhiên phải gia nhập trước mau chóng để thăng địa vị đạt được nhiều điểm hơn trong liên minh mạo hiểm giả bằng không nước lên thì thuyền lên muốn thu hoạch sẽ càng khó ám mục ở bên cạnh nghe thấy cũng lập tức hiểu ra vội vàng bảo mọi người lập tức thay đổi phương hướng mau chạy tới bạch hà thành mà đoàn mạo hiểm ám long rời khỏi hàn tuyền đại xâm lâm chưa bao lâu tin tức quân đoàn ngục hòa trăm người của tinh hoàn bị toàn diệt cũng lập tức truyền tới tai các thế lực siêu cấp dẫn tới một mảng chấn động đoàn trăm người của ngục hòa bị toàn diệt 24 nghề nghiệp bậc ba sao có thể như vậy được phần hào đang quét boss ở dã ngoại nhìn tin tức thủ hạ vừa gửi tới trong lòng không thể tin nổi ngục hòa quân đoàn của tinh hoàn chính là danh chấn các thế lực siêu cấp cho dù là bọn họ gặp phải chỉ sợ cũng chịu không nổi dẫu sao truyền thừa huyết mạch đặc thù cũng không phải chuyện đùa nhưng hiện tại bị toàn diệt là cái quỷ gì còn có linh dược phái ra 24 nghề nghiệp bậc 3 là thế nào, phái ra quái vật Thạch Phong này thì hắn cũng chịu, dẫu sao Thạch Phong là một hội trường, tập trung tất cả tài nguyên của công hội để mạo hiểm, hắn có thể coi là Thạch Phong may mắn thành công, nhưng xuất hiện 24 nghề nghiệp bậc 3, bảo hắn làm sao mà chịu được, phải biết rằng tam thúc của hắn cũng mới đi làm nhiệm vụ chuyển chức bậc 3 mà thôi, mà hắn vẫn cần một số thời gian để chuẩn bị, mà sau khi các thế lực siêu cấp nhận được tin tức này, tin tức linh dược có 24 nghề nghiệp bậc 3 rất nhanh cũng truyền tới tai các thế lực lớn hơn 20 nghề nghiệp bậc ba, linh dược này rốt cuộc làm như thế nào vậy? Châu, quá châu, xuất hành không ngờ dùng phi không đỉnh, cộng thêm 24 nghề nghiệp bậc ba, lần này còn ai dám đối phó linh dực ở Hàn Tuyền Đại Sam Lâm nữa, không chỉ là thành viên của các thế lực lớn, không ít cao thủ tự do nhận được tin tức cũng trợn mắt há hốc mồm. Các đoàn mạo hiểm đứng đầu vốn vẫn muốn đối phó linh dực lúc này lại không dám hành động nữa, nhất là nhìn thấy xích long phi không đĩnh trong video xuất hiện và rời khỏi, được cơ động này quả thực là không cho người ta sống nữa rồi. Thế là cảm xúc muốn gia nhập linh dực của người chơi trong các thế lực lớn và cao thủ tự do trong nhất thời đều tăng vọt, mà một số thành viên vốn còn rất lo lắng cho linh dực. Lúc này nhìn thấy video chiến đấu, ai nấy đều kích động tới tột đỉnh, hận không thể lập tức trở thành thành viên đoàn chủ lực của linh dực, mau chóng chuyển chức bậc ba, ngồi phi không đỉnh tới hàn tuyền đại xâm lâm dạo chơi. Mà bởi vì video chiến đấu với ngục hòa quân đoàn của đám người khả nhạc bị tuồn ra, người chơi muốn gia nhập liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt lại nhiều tới khiến nơi đóng quân báo danh sắp bị chen sập. Hội trường, Hiện tại rất nhiều đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm đứng đầu và đoàn mạo hiểm nổi danh đều liên hệ tới. Hy vọng chúng ta có thể khai thông thêm đổi tài nguyên hiếm có, để bọn họ có thể sớm tấn thăng thành thành viên cấp bạch ngân, còn có một số thế lực siêu cấp hy vọng được hợp tác với chúng ta, có điều yêu cầu là người của bọn họ có thể tiến vào thạch lâm thành. Lương Tĩnh Hưng phấn liên hệ nói, xem ra hiệu quả xuất kích của bọn khả nhà cũng không tệ lắm. Thạch Phong cười cười, nhà ở tư nhân của thạch lâm thành sửa sang lại thế nào rồi? Không thể không nói hiệu quả trấn nhiếp của hơn 20 nghề nghiệp bậc ba là mạnh hơn một mình hắn rất nhiều các thế lực siêu cấp lúc trước còn muốn xem kịch hiện tại cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa đã sửa sang lại xong rồi bồi thường thoái tô rút không thuê nữa lúc trước cũng trả xong rồi trước mắt toàn bộ thạch lâm thành có hơn một vạn hai nghìn gian nhà ở tư nhân lương tĩnh báo cáo tốt lắm người lập tức phóng ra tin tức thạch lâm thành trước mắt sẽ không toàn diện mở ra với bên ngoài có điều trúc hỏa thương hành sẽ tổ chức đấu giá cho thuê nhà ở tư nhân của thạch lâm thành chỉ cần thuê được nhà ở tư nhân thì có thể lập tức tới thạch lâm thành sinh hoạt thạ phong cười nói lúc trước cho thuê nhà ở tư nhân của thạch lâm thành thực tế vẫn chưa chín mùi, có điều hiện tại đám người khả nhạc đã chuyển chức bậc ba xong lại có kỵ sĩ đoàn cộng thêm trình độ hot hiện tại đã đến thời khắc tốt nhất để cho thuê nhà ở tư nhân rồi theo thạch phong phân phó xong lương tĩnh lập tức phóng ra tin tức sắp cho thuê nhà ở tư nhân ở thạch lâm thành tin tức vừa ra lập tức dẫn đổ toàn bộ tinh nguyệt vương quốc đối với tình huống của thạch lâm thành mọi người sớm đã từ trong miệng thành viên linh dược biết rất rõ quả thực chính là thiên đường luyện cấp và thu hoạch tài nguyên lúc trước mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, hiện tại không ngờ có cơ hội tiến vào Thạch Lâm Thành, sao có thể không khiến mọi người chú ý, có điều khi nhìn thấy tin tức cụ thể Linh Dược tuyên bố, bất kể là các thế lực lớn hay là người chơi tự do đều không khỏi hít một hơi lạnh, nhà ở tư nhân của Thạch Lâm Thành cho thuê thì không giả, nhưng lại cho thuê dựa theo tuần chứ không theo tháng, hơn nữa giá khởi điểm của một tuần lại cao tới 3 vạn điểm tín dụng, quả thực có thể so với giá thuê một tháng vô để thâm uyên rồi. Linh Dược cũng quá độc ác, không ngờ không mở ra Thạch Lâm Thành với bên ngoài giờ trừ đi thuê nhà ở tư nhân ra, căn bản đừng hòng vào được Thạch Lâm Thành. Có điều đây cũng là cơ hội của những người chơi tự do chúng ta, đã là nhà ở tư nhân cho thuê, chúng ta có thể tới đấu giá, chỉ cần có thể thuê được, sau này bất kể là thăng cấp hay là chuyển chức bậc ba đều rất thích. Nhưng giá này cũng quá đắt rồi, một tuần 3 vạn điểm tín dụng, những người chơi bình thường như chúng ta sao có thể thuê được. Tất cả mọi người đều nhao nhao nghị luận, cảm thấy Linh Dược chào giá quá cao, rất nhiều cao thủ tự do đang hứng thú ra rào đều cảm thấy không thể chấp nhận được nhưng tin tức vừa ra vẫn có rất nhiều đoàn mạo hiểm và thế lực công hội bắt đầu báo danh ở trúc hỏa thương hành chuẩn bị tham gia đấu giá nhà ở tư nhân thiếu chút nữa khiến trúc hỏa thương hành bị chen sập những người này quả thực là điên rồi thuê một tuần chính là ba vạn điểm tín dụng chỉ 7 ngày mà thôi có thể mang đến bao nhiêu ưu thế một người chơi nữ cấp hơn 40 mới tiến vào thần vực chưa lâu thấy một màn này thì cảm thấy rất khó hiểu cảm giác thế giới này quá điên cuồng người mới tiến vào thần vực không lâu tất nhiên không biết giá trị của nhà ở tư nhân ở thạch lâm thành Người phải biết rằng đó chính là bản đồ trung lập cấp 100, tốc độ thăng cấp ở đó chính là nhanh hơn bản đồ cấp 92 ba lần, hơn nữa còn có thể có được tài nguyên và trang bị cấp 100. Đoàn đội của các thế lực siêu cấp chỉ là mỗi ngày để chạy tới đó đã tốn hơn 10 tiếng, hiện tại có nhà ở tư nhân, chỉ cần một truyền tống đến nhà ở tư nhân là tới. Chú thuật sư cấp 93 là đồng đội nhìn đội ngũ báo danh, rất hâm mộ nói, hơn nữa ta còn nghe nói nhà ở tư nhân đó còn có thể tích trữ điểm kinh nghiệm song bội, khiến tốc độ hồi phục được đẩy nhanh thêm một bước, tốc độ thăng cấp cũng có thể có được đề thăng nếu hắn có nhiều tiền như vậy hắn tuyệt đối cũng sẽ đi báo danh tham gia đấu giá bằng không cũng không cần gia nhập liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt chậm rãi để kiếm điểm tấn thăng thành thành viên cấp bạch ngân mà trong một nữ điểm cao cấp của bạch hà thành trường lão linh dực này có hơn 20 mươi nghề nghiệp bậc ba căn bản chính là đi ngang ở loại bản đồ trung lập cấp 100 hàn tuyền đại xâm lâm này cho dù là tinh hoàn chỉ sợ cũng không làm gì được linh dực nam tử lạnh lùng mặc một thân áo giáp đen xì lo lắng hỏi lân tà lần này chuyện phó hội trưởng dặn dò nên làm thế nào Nội tình linh dược thể hiện ra ở Hàn Tuyền Đại Sâm Lâm đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ, với năng lực sinh tồn của nghề nghiệp bậc ba ở bản đồ trung lập cấp 100, đừng nói là ngục hỏa quân đoàn đạt tới quy mô ngàn người, cho dù là quy mô vạn người cũng không có ý nghĩa. Lần này là chúng ta tính sai, linh dược này đích xác có chút nội tình, có thể khiến nhiều người như vậy chuyển trước bậc ba, nếu thật sự không được chúng ta trước hết đi mua nhà ở tư nhân của Thạch Lâm Thành đã. Lân ta nhìn tin tức về linh dược trên tay, như mày, hơn 20 nghề nghiệp bậc ba, người nắm chắc hiện tại đi chuyển chức của Ma Hoàng Điện bọn họ cũng chỉ nhiều hơn một chút mà thôi. Nhưng cho dù chúng ta bỏ ra giá cao thuê được một chút, nhưng số lượng này, thành niên lạnh lùng lo lắng nói, Ma Hoàng Điện bọn họ chính là thống ngự toàn bộ Ma Ngục thế giới, số lượng cao thủ rất nhiều, không phải là nhà ở tư nhân của Thạch Lâm Thành có thể thỏa mãn. Chúng ta cũng đừng sốt ruột, trước mắt có năng lực đi chuyển chức Trung Quy vẫn là số ít, chúng ta chỉ cần có được mấy trăm gian nhà ở tư nhân chắc có thể tạm thời ứng phó một chút. Lân Tà cười cười nói, có điều linh dược cũng không may mắn như vậy đâu cây cao thì gió cả đầu tiên là tinh hoàn khai chiến toàn diện hiện tại lại toàn diện mở ra thạch lâm thành cho dù linh dược có hơn 20 cao thủ bậc ba trấn áp nhưng đợi cho cao thủ của các thế lực siêu cấp ai nấy đều chuyển chức bậc ba bọn họ cũng không kháng được bao lâu đến lúc đó ta cũng muốn xem linh dược có còn tự tin tự cho là có thể chiếm hết ưu thế ở hàn tuyền đại xâm lâm nữa hay không theo hắn sự cường thịnh của linh dược ở bản đồ trung lập cấp 100 cũng chỉ là nhất thời so sánh với nội tình của các thế lực siêu cấp linh dược có bao nhiêu cao thủ có thể mau chóng chuyển chức thành nghề nghiệp bậc ba mà tương lai chính là thiên hạ của nghề nghiệp bậc ba có thể nói bên nào có nhiều nghề nghiệp bậc ba bên đó sẽ có quyền đầu lớn hơn linh Dực trên cơ bản chính là sinh ra đã kém cỏi khi cường thịnh không mau ôm lấy đùi to chân chính như bọn họ kết quả cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm ở tối tàn ngay khi các thế lực lớn đang âm thầm nghị luận về chuyện linh dực thạch phong sớm đã dẫn theo đám người khai nhà một đường truyền tống đến trấn nhỏ ở biên cảnh của thập thánh đế quốc sau khi mở ra xích long phi không đĩnh thì một đường bay về phía bản đồ trung lập cấp 100 trăm ma Lăng sơn mạch mà làng sơn mạch nằm ở một cấm kỵ chi địa ở phía nam thập thánh đế quốc trong lời đồ nơi này có một con hung thú thượng cổ hắc ám đấu lăng sinh hoạt cho dù là thập thánh đế quốc một trong bốn đế quốc của thần vực cũng không dám thiêu chọc. bởi vì thực lực của hắc ám đấu lăng này không thua gì long vương bậc năm trưởng thành là tồn tại đáng sợ cho dù là với thần linh bậc sáu cũng có thể đánh một trận hơn nữa toàn bộ sơn mạch đều bị khí tức hủy diệt bao phủ người chơi nghề nghiệp bậc hai tiến vào không thể sống sót đến 3 tiếng càng đừng nói hắc ám lang tộc sinh hoạt ở bên trong có thể nói mỗi một con hắc ám lang tộc đều kế thừa huyết mạch của hắc ám đấu lang thực lực hoàn toàn không thua gì sinh vật huyết mạch cung cấp khiến các thế lực siêu cấp đều không dám tùy tiện bước vào nơi này hội trường chúng ta chạy tới nơi này làm gì ta cảm thấy hoàn cảnh nơi này cho dù là nghề nghiệp bậc ba như chúng ta cũng rất khó ứng đối không phải chúng ta sẽ thăng cấp ở đây chứ khả nhạc nhìn từng bầy sói phía dưới phi không đỉnh hơi có chút khẩn trương nói từ khi lên tới nghề nghiệp bậc ba hắn cảm thấy đối mặt với đại lĩnh chủ cấp 100 chắc là dễ như chơi vậy nhưng tam nhãn ma lang trước mắt lại khiến hắn cảm thấy uy hiếp tử vong nhất là tam nhãn ma lang cũng là đại lĩnh chủ lúc này không chỉ khả nhà có loại cảm giác này đám người diễn thiên hành ở đây cũng có cảm giác tử vong vân vít trong lòng khiến người ta cảm thấy thấy cả người không thoải mái chúng ta đương nhiên không phải tới đây thăng cấp quái vật nơi này đều là loại vắt cổ chảy ra nước hơn nữa điểm kinh nghiệm cho lại ít lang tộc cơ hồ đều là năm sáu trăm con một đám bình thường đoàn trăm người bậc ba tới đây cũng không sống nổi càng đừng nói là chúng ta hiện tại thạch phong lắc đầu hội trưởng vậy chúng ta tới đây là diễn thiên hành ở bên cạnh cũng có chút mơ hồ hiện giờ linh dược có nhiều nghề nghiệp bậc ba như vậy có thể đi chiếm đóng phó bản đoàn đội cấp 100, mau chóng tạo dựng ưu thế ở cấp 100, hiện tại lại chạy tới nơi này chính là khiến ưu thế to lớn đã tích lũy được trôi qua từng chút một chúng ta muốn mở thông đạo truyền tống tới tây đại lục thạch phong cười cười nói đối với các thế lực siêu cấp mà nói nếu có thể có nhiều nghề nghiệp bậc ba như vậy không cần nói cũng biết sẽ mau chóng đi chiếm đóng phó bản đoàn đội cấp 100, hoặc là đi đối phó boss xã ngoại tích lũy ưu thế trên vũ khí trang bị khiến nhiều người hơn trong công hội có thể đi chuyển trước bậc ba có điều tích lũy như vậy theo hắn là quá chậm dẫu sao linh dược cũng không phải thế lực siêu cấp cao thủ nhiều như mây muốn cấp tốc quật khởi cũng chỉ có tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để chất lên mới được mà qua lại hai đại lục chắc chắn là đường tắt nhanh nhất để kiếm được tài nguyên lúc trước hắn không có năng lực đó có điều hiện tại đám người khả nhạc đều đã chuyển chức bậc ba ít nhiều cũng có khả năng mở thông đạo truyền tống tới tây đại lục hắn tất nhiên phải mau chóng thử một lần thông đạo truyền tống tới tây đại lục nghe thấy thạch phong nói xong ánh mắt nhìn thạch phong của đám người diễn thiên hành là kinh ngạc không sao diễn tả được tây đại lục là gì đối với cho các thế lực lớn hiện tại đều đã không xa lạ bởi vì ở bên đông đại lục đã có một số thế lực siêu cấp có năng lực qua lại hai tòa đại lục tài nguyên thu hoạch từ tây đại lục chính là khiến thế lực siêu cấp khác đều hong mộ không thôi bởi vì hai đại lục của thần vực là có văn hóa hoàn toàn khác nhau không chỉ là phương hướng phát triển khác nhau trên truyền thừa cũng có khác biệt rất lớn nhất là trên tài nguyên cũng có khác biệt cực lớn lợi ích có thể sinh ra chính là không nhỏ chút nào trong tin tức bọn họ biết đơn giản nhất chính là tiêu hao hàng ngày của hai bên cũng khác nhau. Ở Đông Đại Lục người chơi tiêu hao rất nhiều kim tệ, bởi vì truyền thừa của Đông Đại Lục phần lớn là dùng để đề thăng trình độ kỹ thuật của bản thân, chiến đấu cũng có tiêu hao rất lớn đối với vũ khí trang bị. Trên phương diện sửa chữa chính là tiêu tốn rất nhiều, mà người chơi ở Tây Đại Lục lượng tiêu hao trên ma thủy tinh lại rất lớn, bởi vì truyền thừa của Tây Đại Lục phần lớn là trên vận dụng ma lực và bản thân của người chơi, có thể tác dụng ma thủy tinh lên trên vũ khí trang bị và bản thân người chơi, từ đó đạt được lực lượng cường đại cho nên tiêu hao đối với ma thủy tinh là nhiều hơn người chơi của đông đại lục mà cái thứ ma thủy tinh này bất kể là ở đại lục nào cũng đều là tồn tại rất ít ỏi cho nên giá của ma thủy tinh ở bên tây đại lục phổ biến rất cao tranh đoạt cũng càng kịch liệt ngược lại trên phương diện tài liệu chế tác vũ khí trang bị thì giá sẽ rẻ hơn rất nhiều cộng thêm hai đại lục cũng đều có tài nguyên độc hữu lợi ích có thể thu hoạch trong đó to lớn thế nào thì không cần nghĩ cũng biết nếu linh dược bọn họ có thể có năng lực qua lại hai đại lục như vậy linh dược phát triển thành thế lực siêu cấp chính là cũng sắp tới rồi đúng vậy ta có được một manh mối bí mật ở đây có một ma pháp chim môn từ thượng cổ lưu lại có thể liên thông hai đại lục chỉ cần có thể mở được ma pháp chim môn chúng ta có thể qua lại ở hai đại lục thạch phong gật đầu để không khiến mọi người cảm thấy kỳ quái tùy tiện nói ra một cái cớ dẫu sao các thế lực siêu cấp trước mắt đều đang liều mạng tìm kiếm biện pháp tới tây đại lục với tài nguyên và nhân lực cường đại như vậy của thế lực siêu cấp đến bây giờ vẫn chưa tìm được sao hắn có thể nói biết là biết hội trường vậy thông đạo truyền tống này có ổn định không y là phi có chút vội vàng hỏi nói mọi người cũng tràn ngập tò mò đối với điều này về phần lời nói của thạch phong mọi người không chút hoài nghi dẫu sao rất nhiều nhiệm vụ và thông đạo ở thần vực đều là người chơi từ trong manh mối bí mật biết được trong đó ngẫu nhiên có được một manh mối đi thông tới thông đạo tây đại lục cũng không có gì kỳ quái giống như những thế lực siêu cấp có thể tới tây đại lục vậy bọn họ cũng từ trong manh mối bí mật mà tìm được mà so sánh với thu hoạch manh mối tới thông đạo tây đại lục cái thực sự quan trọng là tính ổn định của thông đạo nếu chỉ là thông đạo một lần như vậy trợ giúp không phải quá lớn chẳng qua chỉ là kiếm một khoản nhưng nếu là thông đạo ổn định, vậy chính là có thể một mực kiếm lời cho tới khi việc qua lại hai đại lục biến thành bình thường. Có thể nói tranh lệch giữa hai bên chính là một trời một vực, mà thông đạo một lần ở trong thần vực cũng không hiếm thấy, thậm chí một số thế lực bình thường cũng từng phát hiện và kiếm một mớ to, nhưng thông đạo ổn định thì lại khác, ở bên đông đại lục cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, căn cứ vào manh mối ta có được là ổn định, Thạch Phong nói, cụ thể thế nào, chỉ có chúng ta khai thông rồi mới biết, đối với thông đạo có ổn định hay không tất nhiên không cần nói, bằng không hắn cũng sẽ không chạy tới có điều tình huống cụ thể của thông đạo truyền tống thế nào cũng đúng như hắn nói hắn cũng không biết bởi vì thông đạo truyền tống này hắn cũng chỉ là nghe qua chứ chưa từng thấy hoặc là từng dùng thập thánh đế quốc có thể nói là đế quốc có thông đạo tới tây đại lục nhiều nhất chỉ là thông đạo hắn biết đã có gần 10, trong đó thông đạo lớn nhất và ổn định nhất đã bị mấy quái vật lớn của thập thánh đế quốc khống chế cũng là thông đạo mà rất nhiều người chơi có thủ thường dùng đối với thông đạo truyền tống ổn định nhất và lớn nhất này thạch phong là không dám ngấp nghé gì bởi vì đây không chỉ dính dáng đến một loạt nhiệm vụ, một điểm quan trọng nhất là quá tốn nhân lực và vật lực, cho dù là hai ba thế lực siêu cấp sợ rằng cũng không chịu nổi, càng đừng nói là một linh dực, cho nên trải qua một loạt cân nhắc, cuối cùng quyết định chọn thông đạo truyền tống Ma Lang Sơn mạch này. Thông đạo truyền tống này chính là vô cùng bí mật, một mực âm thầm bị một thế lực hắc ám nắm giữ, cho tới khi việc qua lại hai đại lục biến thành rất thường xuyên mới bị mọi người biết đến, khiến các thế lực siêu cấp lúc ấy đều hâm mộ không thôi. Mọi người vừa nghe vậy cũng trở nên kích động, chỉ cần linh dực bọn họ có thể có được thông đạo truyền tống này như vậy linh dực thật sự không lo không phát triển được mà ngay khi thạch phong trò chuyện với đám người diễn thiên hành xích long phi không đỉnh cũng đi tới trên một hồ nước băng thiên tuyết địa ở khu nội bộ ma lang sơn mạch hồ nước này hoàn toàn bị tuyết trắng bao phủ diện tích lớn tới đủ để kiến tạo mấy tòa thành thị nếu không phải bản đồ hệ thống biểu hiện nơi này là hồ nước sợ rằng người chơi sẽ cho rằng là một bình nguyên băng tuyết có điều còn không chờ xích long phi không đỉnh hạ xuống mọi người liền cảm thấy một trận dùng mình sập lên trong lòng chỉ thấy trên mặt băng khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhân loại và dã thú bị đóng băng thành băng khắc. trong đó nhân loại được nào đều mặc phục sức và khôi giáp thống nhất. ai nấy thấp nhất cũng là nghề nghiệp bậc ba. nếu là người chơi của thập thánh đế quốc nhìn thấy những phục sức này, chắc đều sẽ sợ tới nhảy rừng. bởi vì những phục sức và khôi giáp này là của kỵ sĩ đoàn, một trong bảy kỵ sĩ đoàn truyền kỳ của thập thánh đế quốc là chiến lược đỉnh phong thập thánh đế quốc lấy làm kiêu ngạo từ xưa đến nay, được xưng là một kỵ sĩ đoàn có thể hủy diệt một phương quốc. lúc này mấy ngàn người của kỵ sĩ đoàn tất cả đều bị đông cứng ở đây thậm chí từ hành động và vẻ mặt của những kỵ sĩ đoàn này có thể nhìn ra những người này căn bản chính là ngay cả chuẩn bị chiến đấu cũng chưa làm xong đã bị đông cứng ở nơi này mấy ngàn npc bậc ba đó bị đóng băng ở đây như vậy chỉ là nghĩ một chút thôi cũng khiến cho đám người diễn thiên hành cảm thấy toàn thân lạnh toát rồi phải biết rằng chuyện trong thần vực đều có căn cứ chân thực tồn tại cũng là chuyện quả thật từng phát sinh nếu một đám npc bậc ba như vậy bị đông cứng ở đây như vậy khẳng định là có thứ gì đó làm ra lúc này đừng nói là đám người diễn thiên hành cảm thấy kinh ngạc chính thạch phong cũng nhìn mà đờ đẫn theo hắn biết thì nơi này chắc không có nbc nào tồn tại càng đừng nói là kỵ sĩ đoàn truyền kỳ của thập thánh đế quốc hắn tới đây việc cần làm cũng chỉ là sửa chữa phục hồi ma pháp chi môn phòng ngừa quái vật dưới nước đến phá hoại mà thôi hội trường ngươi xem nơi đó hình như có một bức tượng tỏa ra quang mang mỏng manh hắc tử đột nhiên chỉ về phía một tòa băng khắc tỏa ra vầng sáng màu vàng nhạt phía dưới phi không đỉnh, băng khắc này rõ ràng khác với băng khắc khác không chỉ là ăn mặc sang đẹp quý phái hơn LM còn tỏa ra một cỗ thần uy không sao diễn tả được, loại thần uy này không phải đến từ vũ khí trang bị, mà là đến từ bản thân NPC. Anh hùng, Thạch Phong nhìn NPC tỏa ra vầng sáng này, cũng không nhịn được mà có chút kinh ngạc. Anh hùng chính là tồn tại đứng trên đỉnh phong nhất của nhân loại, mỗi một vị đều là đại nhân vật kinh thiên động địa, mà tuy mọi người đều biết tới sự tồn tại của anh hùng, nhưng muốn nhìn thấy một anh hùng còn sống chân chính là quá khó khăn, có thể thấy tuyệt đại bộ phận đều đã chết không biết từ bao lâu, lực lượng chân chính căn bản không còn lại bao nhiêu. Bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh YouTube gì các phim? NPC bị đóng băng trước mắt này chắc chắn là một vị anh hùng còn sống chân chính. Hội trường, chúng ta có tới không? Hắc Tử chỉ chỉ băng khắc hỏi, "Tới xem thử đi." Thạch Phong nghĩ nghĩ một chút nói, lúc này hắn cũng không thể không đi, bởi vì ma pháp chi môn bị phủ bụi dưới chân NPC này, trừ khi không cần ma pháp chi môn nữa, bằng không căn bản là không phòng qua được NPC đó. Mà khi Xích Long Phi không đĩnh hạ xuống bên cạnh băng khắc anh hùng không bao xa, bên tai mọi người đã vang lên một thanh âm hùng hậu trầm thấp các mạo hiểm giả có thể giúp ta cởi bỏ phong ấn này không theo thanh âm vang vọng mọi người mọi người một giây tiếp theo thạch phong là đoàn trưởng lại nhận được một âm thanh nhắc nhở hệ thống hệ thống kích phát nhiệm vụ cấp á truyền thuyết kỵ sĩ đoàn cuối cùng người chơi có 3 phút thời gian để quyết định có nhận nhiệm vụ hay không hệ thống nếu người chưa nhận nhiệm vụ có thể đạt được hào cảm của thánh ma kỵ sĩ a ba căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ trừ có thể đạt được phần thưởng tương ứng ra còn có thể đề thăng độ hào cảm thêm một bước hệ thống nếu người chơi không thể hoàn thành nhiệm vụ, toàn thuộc tính vĩnh cửu khấu trừ 100 điểm, giảm xuống 5 cấp, uy tín thập thánh đế quốc giảm xuống 500 điểm. Âm thanh nhắc nhở hệ thống liên tục vang 3 lần, mãi lâu sau vẫn vang vọng bên tai Thạch Phong, hắn chính là a Thạch Phong nhìn nam tử trung niên uy vũ đã bị đóng băng ở trước mắt với vẻ không thể tin nổi. Đối với trừng phạt vì làm nhiệm vụ cấp á truyền thuyết thất bại hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại trừng phạt của nhiệm vụ này lúc này đã rất thấp rồi, đổi thành nhiệm vụ các sử thi khác nói không chừng là sẽ bán tàn phế thực sự khiến hắn cảm thấy bất ngờ là tên của anh hùng này a ba -ze. đây chính là anh hùng truyền kỳ vang danh trong toàn bộ thần vực thì không nói ở đời trước lại là danh tượng hiếm có trên đời không ai không biết không ai không hay là một trong tám vị danh tượng đã biết trong thần vực đoán tạo tông sư gì đó ở trước mặt danh tượng thiên tài này căn bản không đáng là gì cũng là đại nhân vật khiến các thế lực siêu phải điên cuồng sở dĩ điên cuồng hoàn toàn là vì trong thần vực chỉ có danh tượng mới có thể chế tạo ra vật phẩm cấp truyền thuyết về phần người chơi muốn chế tác ra vật phẩm cấp truyền thuyết đó các bạn chính là nặc mơ, cho nên phàm là gặp được danh tượng, các thế lực siêu cấp đều sẽ bất chấp tất cả mọi giá để lôi kéo, nghĩ hết các loại biện pháp để đề thăng độ hào cảm, bởi vì trong thần vực, đây là phương pháp dễ dàng nhất để có được một kiện vật phẩm cấp truyền thuyết thích hợp với người chơi. Hơn nữa còn không phải một trong, chỉ nghĩ một chút, một kiện vật phẩm cấp truyền thuyết chuyên thuộc cho bản thân người chơi. Loại chuyện này cho dù là người chơi thần cấp bậc 6 cũng phải điên cuồng, cho dù là hủy diệt một vương quốc chỉ sợ cũng sẽ không tiếc. Hơn nữa còn rất nguyện ý đi làm có điều muốn có được độ hào cảm của danh tượng là quá khó chỉ là thể gặp được đã vô cùng may mắn càng đừng nói là để thăng độ hào cảm phải biết rằng địa vị của một vị danh tượng là còn cao hơn cả quốc vương của vương quốc cho dù là chiến thần điện đứng trên đỉnh phong của thần vực cũng phải nề mặt mấy phần muốn đề thăng độ hào cảm của đại nhân vật như vậy độ khó là không cần nghĩ cũng biết lúc này thạch phong cũng không ngờ hắn không chỉ có thể ở đây gặp được danh tượng a ba re trong truyền thuyết hơn nữa chỉ cần định nhiệm vụ là có thể đề thăng độ hào cảm loại chuyện này nếu để các thế lực siêu cấp ở đời trước biết chắc là sẽ giết hắn mất. Đối với điều này Thạch Phong cơ hồ không chút do dự nhận nhiệm vụ cấp á truyền thuyết, độ hào cảm của Abaze lập tức gia tăng 10 điểm. Ngay tức khắc tất cả mọi người trong toàn đoàn đều cùng lúc có được nhắc nhở nhiệm vụ. Hội trường, chúng ta thật sự phải làm nhiệm vụ cấp á truyền thuyết này à? Hắc Tử nhìn nhiệm vụ kỵ sĩ đoàn cuối cùng, có chút lo lắng nói, đối với nhiệm vụ cao cấp của thần vực, cao tầng của thế lực lớn như bọn họ đều có nhận thức nguyên vẹn, không còn là người mới, cảm thấy chỉ cần nhận được một nhiệm vụ lợi hại đã chính là chuyện rất may mắn rồi. Lợi nhuận cao đại biểu cho phiêu lưu cao, trong thần vực có quá nhiều đoàn đội cao thủ của thế lực lớn bởi vì định nhiệm vụ cao cấp không cẩn thận không hoàn thành được mà chịu trừng phạt nghiêm khắc khiến đoàn đội công hội thiếu chút nữa thì bị trì hoãn có người thậm chí trực tiếp bị tiêu diệt hiện giờ ở nơi nguy hiểm này nhận được nhiệm vụ cấp á truyền thuyết cho dù là bọn họ đã lên tới bậc ba cũng cảm thấy không đủ tự tin vạn nhất thất bại thì ưu thế tích lũy của bọn họ trước đó cũng sẽ không còn người khác cũng có chút lo lắng dẫu sao quái vật yếu nhất nơi này cũng là lĩnh chủ cấp 100, Vừa rồi trên đường đi bay qua lại gặp một số đại lĩnh chủ và đại lĩnh chủ cao cấp cấp 110 trở lên, đối với bọn họ vừa lên tới bậc 3, trên vũ khí trang bị chưa để thang mà nói, chính là rất nguy hiểm. Nhiệm vụ này có thủ lao rất không tồi, không làm thì tức lắm. Thạch Phong cũng không giải thích, cười cười nói, hơn nữa chúng ta cũng là bậc 3 rồi, cho dù giảm 5 cấp, chúng ta cũng có thể lên lại rất nhanh, được rồi, chúng ta mau đi thôi. So sánh với toàn thuộc tính và cấp bậc giảm xuống, 10 điểm độ hào cảm vừa có được này sợ rằng vô số thế lực siêu cấp đều nguyện ý dẫu sao thuộc tính có thể thông qua các loại thủ đoạn để gia tăng, về phần cấp bậc thì càng đơn giản hơn, càng đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ còn có thể có được độ hào cảm của danh tượng, loại nhiệm vụ này tuyệt đối là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nếu không làm, vậy tuyệt đối là đồ ngốc. Theo Thạch Phong nói xong cũng bước tới trước băng khắc của a mà người khác nghĩ nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng, bọn họ đến bậc 3, trên tốc độ thăng cấp tuyệt đối không phải nghề nghiệp bậc 2 có thể sánh bằng, cho dù thực sự giảm xuống 5 cáp cũng có thể đổi theo rất nhanh, vẫn có ưu thế rất lớn. Anh hùng các hạ tôn kính, xin hỏi chúng ta phải làm như thế nào mới có thể cởi bỏ phong ấn của ngươi thạch phong nhìn a à ba Giê mở miệng hỏi các mạo hiểm giả thánh huy kỵ sĩ đoàn chúng ta bởi vì gặp phải tật đố ma nữ bị tật đố ma nữ nguyền rủa trừ ta ra thì người khác bởi vì không được chúng thần gia hộ và ban ân đều đã hoàn toàn hóa thành băng khắc mà ta cho dù có sự gia hộ của chúng thần vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản sự tập kích của nguyền rủa ta muốn nhờ các người thu thập một số ma lực mà tật đố ma nữ lưu lại trên mặt đất đồng thời ngăn cản tinh linh uzu mà tật đố ma nữ lưu lại dưới đáy hồ để ta có đủ thời gian phá nguyền rùa Abaze dùng ý niệm chậm rãi nói hệ thống nhiệm vụ cấp á truyền thuyết kỵ sĩ đoàn cuối cùng nội dung nhiệm vụ là thu thập một ngàn cỗ ma lực tật đố ma nữ để lại trên mặt đất trước khi Abaze giải trừ nguyền rùa tận hết khả năng ngăn cản tinh linh uzu nem thời hạn là 10 ngày nhắc nhở nhiệm vụ thời gian tiêu tốn càng ngắn độ hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ càng cao sau khi mọi người nhìn thấy nội dung nhiệm vụ đều không khỏi hít một hơi lạnh mẹ kiếp nhiệm vụ này cũng quá độc ác rồi khóe miệng hắc tử giật giật 10 ngày thu thập 1.000 cỗ ma lực, sao có thể hoàn thành được? Thu thập cỗ ma lực thì tất cả mọi người đều biết, bình thường phải giết chết đại lĩnh chủ mới có khả năng có được, có điều với thực lực của đoàn đội bọn họ, đối phó đại lĩnh chủ cấp 100 thì rất nhẹ nhàng, nhưng muốn trong 10 ngày thu thập đủ 1.000 cỗ ma lực, qua thực chính là nói đùa. Phải biết rằng đây chính là đại lĩnh chủ cấp 100, điểm sinh mệnh dày tới chết người, cho dù 15 phút bọn họ kích sát một con, cũng mất một vạn 5.000 phút, mà thời gian ở thần vực là 48 giờ không ngừng không nghỉ cũng phải mất hơn 5 ngày, càng đừng nói quái vật cấp đại lĩnh chủ cũng chỉ là có khả năng sẽ rơi ra mà thôi, có thể nói nhiệm vụ này căn bản chính là đang đùa giỡn bọn họ, chẳng trách đời trước không có mấy thế lực siêu cấp có được hảo cảm của danh tượng. Thạch Phong nghe thấy A3Z nói ra, cũng không khỏi cười khổ, nhiệm vụ này bình thường đừng nói là một đoàn đội bậc 300 người, cho dù là đoàn đội bậc ba 300 người cũng không hoàn thành được, nhất là công hội vừa mới lên tới cấp 100 không tiến vào Ma Lang Sơn mạch, căn bản chính là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hội trưởng, hay để ta dứt khoát hiện tại chạy về, gọi tất cả cao thủ có thể tới được trong công hội đến đây diễn thiên hành đề nghị sợ rằng không được đâu thạch phong lắc đầu muốn gọi nhiều người hơn tới đây cùng kích sát đại lĩnh chủ tất nhiên là tốt có điều thập thánh đế quốc trung quy vẫn cách tình nguyệt vương quốc quá xa phí vận chuyển chính là một khoản lớn thì không nói từ thập thánh đế quốc đến ma lang sơn mạch trên thời gian căn bản là không kịp hơn nữa cao thủ nghề nghiệp bậc hai bình thường ở đây căn bản là không sống được nhưng chúng ta thế này căn bản là không giết được diễn thiên hành cũng từng nghĩ tới vấn đề hoàn cảnh nơi này nhưng dựa vào 25 người bọn họ căn bản trong 10 ngày không thể giết được nhiều đại lĩnh chủ như vậy. Không, cũng không phải không có cách. Thạch Phong trầm tư một lát, sau đó lập tức nói, hắc tử ngươi lập tức báo cho ưu Úc vi tiếu, bảo nàng triệu tập hộ vệ cấp bí ngân lúc trước ta tìm được đến trúc hỏa thương hành, hiện tại ta chạy về, mà các người thì ở đây tận hết khả năng thu thập ma lực, ta sẽ mau chóng quay lại. Lúc trước hắn một mực bảo ưu Úc vi tiếu thu thập hộ vệ cấp bí ngân tiềm lực cao, thậm chí cung cấp rất nhiều manh mối, để bọn họ dùng linh hồn cường hóa tấn thăng thành chiến lược của cho linh dực dẫu sao hộ vệ cấp bí ngân bình thường đối phó cao thủ hàng đầu cung cấp còn được nhưng đối phó cao thủ đỉnh phong thì rõ ràng là không đủ nhưng nếu có thể tấn thăng thành hộ vệ cấp tinh kim vậy chính là rất lợi hại nhất là có thể tạo thành một đoàn đội giết quái vật bậc ba đơn giản giống như chơi vậy hộ vệ cấp bí ngân ta biết rồi hắc tử lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng không rõ thạch phong muốn làm gì có điều vẫn lập tức liên hệ với yêu úc vi tiếu mà thạch phong cũng ngay lập tức đi lên xích long phi không đĩnh mau chóng rời khỏi ma lang sơn mạch trực tiếp chạy về trúc hỏa thương hành của bạch hà thành bạch hà thành trúc hỏa thương hành trên đường cái thương nghiệp có một cao ốc hơn 20 tầng so sánh với cửa hàng của người chơi và cửa hàng nbc xung quanh giống như là một cự nhân khiến vô số người chơi tới bạch hà thành đều kinh thán nhất là người chơi lấy nghề nghiệp vụ làm mục tiêu phát triển lúc này trong ánh mắt nhìn trúc hỏa thương hành đều đầy khát khao không chỉ là vì trúc hỏa thương hành là cửa hàng bốn sao có phòng minh tưởng sơ cấp mà rất nhiều thế lực không thể bằng được còn có một thạch lâm thành mà vô số người chơi hiện tại đều vô cùng hâm mộ ngay trước đó không lâu linh dược tuyên bố một tin tức mới đó chính là thành viên của linh dược công hội có thể sử dụng điểm công hiến của công hội để trực tiếp mua nhà ở tư nhân ở thạch lâm thành nhất là trước mắt trúc hỏa thương hành đang chuẩn bị tiến hành đấu giá cho thuê nhà ở tư nhân của thạch lâm thành điều này khiến người chơi của các thế lực lớn và người chơi tự do đều đỏ mắt không thôi đối với thành thị công hội như thạch lâm thành cho dù là đồ ngốc cũng biết rõ tiền đồ tương lai là không thể đoán định hơn nữa còn là thành thị trên bản đồ trung lập cấp 100. Tuy bản đồ trung lập cấp 100 nguy hiểm, nhưng không thể không nói nơi đó trừ là thánh địa luyện ra, trên phong cảnh cũng là cảnh nội vương quốc và đế quốc không thể so sánh. Nếu có thể có một căn nhà ở tư nhân của mình ở Thạch Lâm Thành, đó chính là chuyện có thể khoe khoang cả đời. Nhưng muốn có được một nhà ở tư nhân vĩnh cửu thì nói thì dễ mà làm mới khó. Linh dược căn bản không bán ra nhà ở tư nhân, chỉ cho thuê mà thôi, chỉ cần đến kỳ là sẽ lại phải tham dự vào đội ngũ đấu giá, có thể thuê được một gian hay không cũng khó nói sao bằng được có một căn nhà ở tư nhân vĩnh cửu của mình. Nhưng hiện tại thành viên của Linh Dược lại có thể, bảo mọi người làm sao lại không hâm mộ. Thạch Phong một đường bước về phía trước hỏa thương hành, cho dù là mặc áo tràng đen, ký hiệu thành viên hạch tâm của Linh Dược đeo trên người cũng dẫn tới vẻ mặt hâm mộ của rất nhiều người chơi trên đường. Người này không ngờ là thành viên hạch tâm của Linh Dược, nếu có thể làm quen một chút thì tốt rồi. Một vị nữ nguyên tố sư đạt tới cấp 96 nhìn Thạch Phong mà hai mắt sáng rực lên. Hiện giờ Linh Dược ở mấy nước xung quanh chính là giống như mặt trời ban trưa, các thế lực lớn đều sẽ nể tình, mà thành viên hạch tâm của linh dược lại là người vô số đoàn mạo hiểm muốn kết giao đến lúc đó cũng có thể thoải mái lăn lộn ở hàn tuyền đại xâm lâm hơn chỉ là một thành viên hạch tâm của linh dược mà thôi có gì đặc biệt hơn người thuận chiến sĩ cấp 97 ở bên cạnh có chút ghen tị nói nếu không phải vì ta thích vô cầu vô thúc chỉ cần gia nhập linh dực trong phút chốc cũng có thể trở thành thành viên hạch tâm sợ rằng là rất khó đấy ta nghe nói hiện tại người gia nhập linh dực công hội quá nhiều chỉ là môn hạm để trở thành thành viên tinh anh cũng đã đạt tới đoạn giữa tầng thứ năm của tháp thí luyện hiện tại muốn trở thành thành viên hạch tâm ít nhất cần đạt tới đoạn giữa tầng thứ sáu nữ nguyên tố sư cấp 96 nhìn thuẫn chiến sĩ có chút không phục lắc đầu nói trước mắt trong thần vực người chơi được công nhận có thể xem như cao thủ bình thường cũng phải đạt tới đoạn sau tầng thứ năm của tháp thí luyện mà tranh lệch của tầng thứ năm và tầng thứ sáu là rất lớn cao thủ có thể đạt tới đoạn giữa tầng thứ sáu của tháp thí luyện cho dù là đặt vào trong đoàn mạo hiểm nổi danh cũng là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay thuận chiến sĩ cấp 97 nghe thấy yêu cầu cơ bản của thành viên hạch tâm trong nhất thời cũng không nói được gì loại đoàn mạo hiểm nổi danh ở hắc long đế quốc như bọn họ cao thủ có thể đạt tới đoạn giữa tầng thứ sáu của tháp thí luyện cũng chỉ có mấy vị mà thôi mà hắn cũng mới đạt tới đoạn sau tầng thứ năm tranh lệch là không nhỏ trước nào điều kiện của thành viên hạch tâm đã cao như vậy rồi à thạch phong nghe thấy đàm luận của hai người trong lòng cũng kinh ngạc linh dược để bảo đảm tài nguyên cho thành viên hạch tâm công hội quy định đối với thành viên hạch tâm cũng có tính toán dẫu sao tài nguyên là có hạn nhất là tài nguyên hiếm có không thể cung ứng vô hạn đương nhiên nếu có thể đạt tới điều kiện cứng của thành viên hạch tâm có thể làm thành viên hạch tâm ngoài nhân số quy định. Hắn nhớ rõ mấy ngày trước điều kiện cơ bản của thành viên hạch tâm cũng chỉ là đoạn đầu tầng thứ sáu của tháp thí luyện, điều kiện cứng là đoạn sau tầng thứ sáu, không cần đi tham gia đào thải mỗi tháng. Nhưng hiện tại không ngờ đạt tới đoạn giữa tầng thứ sáu, không cần nghĩ cũng biết cao thủ gia nhập linh dực nhiều bao nhiêu, không thể không nói hiệu quả mà Thạch Lâm Thành mang đến thật sự quá tốt. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, yêu cầu cơ bản của thành viên hạch tâm này cũng sẽ càng lúc càng cao, số lượng cao thủ của công hội cũng sẽ càng lúc càng nhiều. Có điều khi Thạch Phong cao hứng, cũng đồng thời cảm thấy áp lực không nhỏ. Cao thủ công hội tăng nhanh cũng có nghĩa là nhu cầu tài nguyên đối với công hội cũng lại càng nhiều. Tuy linh dược từng bước đi đều rất vững chắc, nhưng hiện tại bởi vì sự hấp dẫn của Thạch Lâm Thành mà cao thủ tăng vọt, nếu không thể có đủ tài nguyên cho những cao thủ này phát triển, sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì thế lực khác có thành trấn ở bản đồ trung lập cấp 100 mà mất đi. Tiếp theo linh dược có thể tiến thêm một bước, trưởng thành thành công hội không thua gì thế lực siêu cấp hay không, phải xem trước mắt linh dực có thể có được nhiều tài nguyên và kim tệ không. Nghĩ đến đây, Thạch Phong cũng lập tức đi vào trúc hỏa thương hành. Lúc này Ưu Úc Phi Tiếu sớm đã tập trung hộ vệ cấp bí ngân lúc trước vất vả lắm mới thu thập được ở trong phòng minh tường. nhìn thấy Thạch Phong bước vào, Ưu Úc Phi Tiếu cũng giao toàn bộ danh sách và số liệu của những hộ vệ này cho Thạch Phong. "Hội trường, đây là 16 hộ vệ cấp bí ngân tiềm lực rất cao ta ở trong đoạn thời gian này tìm được trong các đế quốc và vương quốc lớn. Tuy còn có một số hộ vệ cấp bí ngân, có điều tiềm lực của bọn họ đều không cao lắm." Ưu Úc Phi Tiếu chỉ chỉ hộ vệ cấp bí ngân thành đứng thành một hàng, có chút xấu hổ nói: Thạch Phong cung cấp cho nàng không ít manh mối, hơn nữa nàng sử dụng cả kênh của thiên cơ thương hội, nhưng trải qua nhiều ngày như vậy, cũng chỉ là tìm được 16 vị. 16 vị à, Thạch Phong nghe thấy giới thiệu của Yêu Úc Vi Tiếu, cũng thầm vui mừng. Cấp bí ngân là nói thì dễ mà làm mới khó, phải biết rằng hộ vệ cấp bí ngân có khả năng tương đối tấn thăng thành nghề nghiệp bậc 4. Nghề nghiệp bậc 4 đó, đối với công hội nhất lưu mà nói cũng là chiến lược không thể coi thường, dẫu sao cao thủ bậc 5 và bậc 6 thật sự quá ít là thời đại nghề nghiệp bậc ba đã có thể trở thành trụ cột vững vàng của công hội cao thủ nghề nghiệp bậc 4 đều là thượng khách của công hội nhất lưu, khiến công hội nhị tam lưu cũng phải kiêng kỵ ba phần. Lúc này có thể tìm được 16 hộ vệ cấp bí ngân tiềm lực rất cao, đã là chuyện rất khá rồi. Sau đó Thạch Phong bảo Yêu Úc vì Tiếu tiếp tục đi thu thập hộ vệ cấp bí ngân có tiềm lực và tài liệu của Phi Không Đĩnh, mà Thạch Phong thì dẫn theo 16 hộ vệ bí ngân lặng lẽ tới kho hàng ở tầng 2 dưới lòng đất của Trúc Hòa Thương Hành, cũng là kho hàng tư nhân mà người quản lý cửa hàng mới có thể tiến vào. Cổ thần Tàn Thiên là vật phẩm cấp sử thi, cực hạn có thể cường hóa cũng chỉ là một ngày cường hóa một lần mà thôi trước mắt thời gian cho hắn cũng chỉ có 10 ngày ngắn ngủi tối đa cường hóa 10 hộ vệ trên thời gian căn bản là không kịp cho nên hiện tại hắn định sử dụng thánh bôi để đề thăng cổ thần tàn thiên một chút lúc trước hắn không dám đề thăng cổ thần tàn thiên hoàn toàn là vì cổ thần tàn thiên là lắp vào linh hồn không thể giao dịch không thể để trong kho hàng tử vong sẽ có xác suất nhất định rơi ra nếu hắn chết cổ thần tàn thiên sau khi trải qua đề thăng không còn hắn sẽ đau lòng muốn chết có điều hiện tại hắn đã tấn thăng thành nghề nghiệp bậc ba có đủ lực lượng cường đại để tự bảo vệ mình xác suất bị tiêu diệt là rất thấp hơn nữa hiệu quả của cổ thần tàn thiên rất kinh người nếu có thể để thăng thêm một bước như vậy đối với linh dực mà nói chính là có hiệu quả khó có thể tưởng tượng ở trong kho hàng thạch phong lấy ra thánh bôi lập tức dùng thánh bôi xem xét trang thứ năm của cổ thần tàn thiên chỉ chốc lát sau thánh bôi biểu hiện ra sinh mệnh chi lực cần để đề thăng cổ thần tàn thiên chính là tế hiến năm vạn điểm sinh mệnh vĩnh cửu nhiều như vậy à thạch phong nhìn thấy số liệu này cũng giật nảy mình điểm sinh mệnh này đối với nghề nghiệp bậc hai mà nói quả thực là lấy mạng hơn nữa cũng chỉ là có khả năng sẽ thành công nếu không thể thành công như vậy điểm sinh mệnh chính là hoàn toàn không còn đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không tùy ý sử dụng thánh môi có điều thạch phong cũng không cân nhắc quá lâu bởi vì so sánh với sự đề thăng của cổ thần tàn thiên năm vạn điểm sinh mệnh này cũng không phải không thể chấp nhận dẫu sao cổ thần tàn thiên cũng không phải vật phẩm cấp sử thi bình thường hắn có gần trăm vạn điểm sinh mệnh mà đối với độ dày của điểm sinh mệnh là kiếm sĩ cũng không phải quá để ý một điểm quan trọng nhất là trong thần vực cũng có không ít phương pháp vĩnh cửu gia tăng điểm sinh mệnh tiến hóa đi thạch phong cắn răng lập tức lựa chọn tế hiến năm vạn điểm sinh mệnh ngay tức khắc thánh bồi hấp thu từ trên người thạch phong rất nhiều điểm sinh mệnh một đạo sương mù màu xanh tím bao bọc cổ thần tàn thiên tàn phá trong nháy mắt cổ thần tàn thiên bồng bềnh trong không trung lấp lánh lưu quang màu vàng đang hấp thu sương mù giống như lữ nhân khát nước mấy ngày trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo điên cuồng hấp thu màu xanh xung quanh theo sương mù không ngừng bị hấp thu, thần văn khắc trên cổ thần Tàn Thiên cũng dần dần biến thành hoàn chỉnh, lập tức dẫn tới cũng chen chúc ùa về phía cổ thần Tàn Thiên. Sau khi kéo dài khoảng hơn 10 giây, thần văn trên cổ thần Tàn Thiên đã triệt để khôi phục. Uy áp phát ra uy áp theo đó đột nhiên đề thăng, uy áp mạnh quá. Thạch Phong nhìn cổ thần Tàn Thiên trước mắt đã khác hẳn, hơi có chút kích động. Thần uy đề thăng đại biểu cho cổ thần Tàn Thiên cũng có được đề thăng, nếu cổ thần Tàn Thiên có được đề thăng, như vậy chứng tỏ chắc là đã tiến hóa thành công lập tức thạch phong ấn mở ấn mở cổ thần tàn thiên để kiểm tra trang thứ năm của cổ thần tàn thiên vật phẩm cấp sử thi một trang giấy cổ xưa tuy đã trải qua sự cọ rửa của thời gian dài đằng đẵng nhưng trên giấy vẫn lưu lại thần văn không thể xóa nhòa thần văn tàn phá trải qua sự sửa chữa phục hồi hoàn toàn của thánh bôi có lực lượng bất khả tư nghị kỹ năng một anh linh triệu hoán hiến tế linh hồn chi lực cường hành lai tỉnh 18 anh linh chiến sĩ cổ đại để tác chiến anh linh chiến sĩ triệu hồi ra cao hơn người chơi một bậc tối đa đạt tới bậc ba thời gian hồi chiêu là ba ngày tự nhiên linh hồn yếu ớt không thể tiến hành kêu gọi kỹ năng thứ hai linh hồn hấp thu có thể hấp thu linh hồn của sinh vật đang ngắc ngoài có xác suất lớn hội tụ thành một giọt linh hồn chi tinh thời gian hồi chiêu 3 tiếng sinh vật càng cường đại càng dễ hội tụ thành linh hồn chi tinh kỹ năng thứ ba linh hồn cường hóa thông qua tiêu hao rất nhiều linh hồn chi tinh có thể khiến cho linh hồn của một sinh vật có được thăng hoa thời gian hồi chiều 3 tiếng linh hồn của sinh vật cường hóa càng cường đại linh hồn chi tinh cần tiêu hao lại càng nhiều kỹ năng thứ tư thần văn cộng minh có thể tự động cảm giác được cổ thần tàn thiên trong phạm vi bán kính 1.000m. Vật phẩm này lắp với linh hồn, không thể giao dịch, không thể gửi trong kho hàng. Sau khi tử vong có xác suất nhất định rơi ra, dưới trạng thái linh hồn yếu ớt tử vong tất rơi, xáo vẫn là cấp xử thi. Thạch Phong nhìn số liệu biểu hiện ra của cổ thần tàn thiên, trong lòng rất kinh ngạc. Chỉ với lực lượng mà cổ thần tàn thiên có, cho dù là một số tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết cũng chưa chắc đã có thể so sánh. Thậm chí nếu các thế lực siêu cấp biết lực lượng hiện tại của cổ thần tàn thiên, sợ rằng cũng nguyện ý dùng mấy kiện tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết để tiến hành trao đổi nhưng cho dù có lực lượng như vậy không ngờ vẫn là vật phẩm cấp sử thi thật sự rất bất khả tư nghị xem ra muốn thăng cấp quả nhiên vẫn cần thu thập nhiều cổ thần tàn thiên hơn thạch phong nghĩ nghĩ một chút cũng thấy có khả năng này cổ thần tàn thiên là thần thư chúng thần thượng của biên soạn lực lượng chính là hủy thiên diệt địa chân chính chỉ dựa vào lực lượng của thánh bồi muốn kiến một trang sách để thăng tới tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết tất nhiên có chút không thực tế có điều đối với điều này thạch phong cũng thỏa mãn rồi Cổ thần tàn thiên sau khi cường hóa trên phương diện kêu gọi anh linh đã đề thăng một đoạn lớn, chỉ dựa vào một kỹ năng này đã có thể một người thành quân. Càng đừng nói phương diện hấp thu linh hồn chi tinh và phương diện cường hóa cũng có đề thăng trên diện rộng, đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Một điểm quan trọng nhất là cổ thần tàn thiên có lực lượng cảm trị cổ thần tàn thiên khác, dựa ở hiệu quả này, muốn tìm kiếm cổ thần tàn thiên khác chính là dễ dàng hơn không ít. Đến lúc đó nếu có thể gom đủ một thiên hoàn chỉnh, hiệu quả đề thăng đối với linh dược tuyệt đối là lợi hại hơn cả vài ba kiện tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết sau đó thạch phong cất đi chuẩn bị tiến hành linh hồn cường hóa hộ vệ bí ngân đứng phía sau hộ vệ cấp bí ngân không phải quái vật như anna và kết lần đầu tiên cường hóa cần ba giọt linh hồn chi tinh đối với thạch phong đã thu thập đến hơn trăm giọt linh hồn chi tinh hoàn toàn có thể toàn bộ cường hóa 16 hộ vệ bí ngân một lần đến lúc đó dựa vào 16 hộ vệ cấp tinh kim cộng thêm lực lượng của anna và kết tuyệt đối có thể đi ngang ở bên ma lang sơn mạch lập tức thạch phong bắt đầu ngâm sướng chú văn với hộ vệ cấp bí ngân đầu tiên ngay tức khắc dưới chân nguyên tố sư cấp bí ngân tay cầm pháp trượng xuất hiện một ma pháp trận ngũ trọng ma pháp trận này so sánh với ma pháp trận ngũ trọng lúc trước rõ ràng là cường đại hơn nhiều không chỉ điên cuồng hấp thu ma lực từ trong không gian xung quanh tốc độ hấp thu nguyên dịch ma lực trong hư không cũng gấp hai ba lần lúc trước chỉ thấy nguyên dịch ma lực to bằng nắm đấm ngưng tụ ra cứ vậy trực tiếp rót vào mi tâm của vị nguyên tố sư này nguyên tố sư không khỏi phát ra một tiếng hét thảm tuy vô cùng thống khổ nhưng thạch phong có thể cảm thấy rõ ràng khí thế của nguyên tố sư này đang tăng lên sau khi kéo dài bốn năm giây cỗ khí thế tăng lên này mới dừng lại, mà cảm giác nguyên tố sư trước mắt mang tới cho người ta cũng hoàn toàn khác. Nếu nói lúc trước nguyên tố sư cấp bí ngân đạt tới cấp 103 này chỉ có một chút uy hiếp đối với hắn, như vậy hiện tại đại pháp sư bậc ba này lại không thể không khiến hắn phải đối đãi thận trọng, đề thăng nhiều như vậy à. Thạch Phong điều ra của số liệu của vị đại pháp sư này, hai mắt cũng có chút không thể tin được, lúc trước tiềm lực của đại pháp sư cấp bí ngân này chỉ có 78 mà thôi đối với hộ vệ cấp bí ngân mà nói đã xem như rất tốt rồi dẫu sao điểm tiềm lực của hộ vệ cấp bí ngân cũng chỉ là từ 71 đến 80 mà thôi chỉ thiếu 3 điểm tiềm lực là có thể đạt tới môn hạm cấp tinh kim với kinh nghiệm từng cường hóa kết tiềm lực linh hồn cường hóa có thể để thăng ở khoảng hơn 2 điểm là hộ vệ cấp bí ngân có thể để thăng nhiều hơn một chút nhưng cùng lắm cũng chỉ 3 đến 4 điểm nhưng hiện tại tiềm lực của vị đại pháp sư này lại cao tới 83 điểm một phát để thăng tới 5 điểm đã vượt qua môn hạm hộ vệ cấp tinh kim phải biết rằng tiềm lực của hộ vệ cứ để thăng thêm một điểm, để thăng đối với hộ vệ cũng sẽ rất lớn. 83 điểm tiềm lực trước mắt đặt trong hộ vệ cấp tinh kim cũng coi như là hộ vệ tiềm lực không tồi rồi, cùng cấp cùng bậc tuyệt đối có thể áp chế cao thủ đỉnh phong một cách hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Thạch Phong không khỏi trở nên có chút kích động. Nếu nói lúc trước hắn cho rằng có thể kiếm được 16 hộ vệ cấp bí ngân tiềm lực tốt đã rất cao hứng, như vậy hiện tại dùng lực lượng của cổ thần Tàn Thiên, hộ vệ cấp bí ngân tiềm lực 76 điểm cũng có thể trở thành hộ vệ cấp tinh kim, như vậy hộ vệ cấp tinh kim của linh dực tuyệt đối có thể nhiều hơn rất nhiều lập tức thạch phong bảo yêu úc vì tiếu lập tức phái hộ vệ cấp bí ngân tiềm lực đạt tới 76 điểm tới phòng minh tưởng hội trường hiện tại hộ vệ đều đang ở ngân dực tiểu trấn chuyên môn trấn thủ ngân dực tiểu trấn là một số tuần phòng nếu triệu tập bọn họ tới sợ rằng vẫn cần không ít thời gian yêu úc vì tiếu nói đối với hộ vệ cấp bí ngân mà thạch phong yêu cầu nàng là một mực để những hộ vệ này lưu thủ ở bạch hà thành mà hộ vệ cấp bí ngân thu thập được khác phần lớn đều an bài ở ngân dực tiểu trấn dẫu sao chiến lược của hộ vệ cấp bí ngân cũng không thấp, lên tới cấp 100 có thể thuận lợi tấn thăng thành nghề nghiệp bậc 3, ở thú nhân đế quốc không yên ổn cũng có hiệu quả chấn nhiếp không nhỏ, không sao, toàn bộ gọi tới, Thạch Phong cũng hoàn toàn không để ý phải chờ thêm một chút thời gian, dẫu sao bên hắn cường hóa hộ vệ khác cũng cần thời gian, hiện tại cổ thần Tàn Thiên tiến hành một lần linh hồn cường hóa cần 3 tiếng. Cường hóa 16 hộ vệ trước mắt sẽ mất một ngày tự nhiên, căn bản không ngại chút thời gian chờ những hộ vệ trực thuộc đang chấn thủ ở ngân dực tiểu trấn tới. Được rồi hiện tại ta đi ăn bài ưu úc vi tiếu cũng không nghĩ quá nhiều lập tức liên hệ với thành viên hạch tâm có hộ vệ cấp bí ngân của linh dực sau khi thạch phong phân phó xong việc triệu tập hộ vệ cấp bí ngân khác chuẩn bị về phòng minh tưởng sơ cấp ở tầng đỉnh của trúc hỏa thương hành để nghỉ ngơi một chút chờ hộ vệ cấp bí ngân của ngân dực tiểu trấn tới lương tĩnh đột nhiên liên hệ hội trưởng linh dực chúng ta ở bên ám dạ đế quốc xảy ra đại sự rồi lương tĩnh lo lắng nói ám dạ đế quốc xảy ra lại sự rồi á có chuyện gì thạch phong nhìn lương tĩnh đang rất lo lắng kỳ quái hỏi mặc dù linh dực bọn họ phát triển ở ám dạ đế quốc không lâu nhưng là vì có sự trợ giúp của chiến hồn bất lạc bất kể là trên phương diện thương nghiệp hay là trên phương diện phát triển phân hội đều tương đối không tồi hiện tại là vì có thạch lâm thành cao thủ ở ám dạ đế quốc muốn gia nhập linh dực cũng càng lúc càng nhiều bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim hơn nữa bởi vì có sự tồn tại của chiến hồn bất lạc và xích đế tinh hoàn cũng một mực không làm gì được linh dực bọn họ có thể nói là thế phát triển đang thịnh Tinh Hoàn không biết dùng thủ đoạn gì, không ngờ ở U Ám Khâu Lăng cách bản đồ trung lập cấp 100 U Ám Phế Khư không xa kiến tạo một tòa thành thị, có thể thoải mái qua lại U Ám Phế Khư thì không nói, hiện tại lại tuyên bố trực tiếp mở ra với bên ngoài, chỉ cần là thành viên liên minh mạo hiểm giả do Tinh Hoàn thành lập đều có thể ra vào thành thị, dẫn tới hiện tại rất nhiều cao thủ của Ám Giả dạ Đế Quốc đều ùa sang bên Tinh Hoàn. Lương Tĩnh giải thích, bởi vì quan hệ này, các thế lực lớn của Ám Giả dạ Đế Quốc đều chuyển sang bên Tinh Hoàn, ngay cả Xích Đế Công hội cũng có ý muốn hợp tác thậm chí một số cao thủ và đoàn mạo hiểm vốn muốn gia nhập tinh nguyện liên minh chúng ta cũng chạy sang bên tinh hoàn trừ những cái này rồi tinh hoàn còn tuyên bố muốn tiến hành cho thuê nhà ở tư nhân ở thành thị mới giá khởi điểm chỉ cần một vạn hiện tại các thế lực và đoàn mạo hiểm lớn của tinh nguyện phương quốc đều có ý tới bên đám dạ đế quốc linh dược bọn họ có thể lan lộn ở ám dạ đế quốc trên trình độ rất lớn đều là vì hai thế lực siêu cấp có thể tranh một chút với tinh hoàn ngoài ra chính là các thế lực lớn của ám dạ đế quốc cũng đều tập trung lại để giúp linh dược khiến tinh hoàn rất khó xuống tay với linh dực cho dù động thủ cũng chỉ có thể ở trên địa bàn của tinh hoàn để chèn ép linh dực nhưng nếu xích đế và thế lực khác đều hướng sang tinh hoàn như vậy người của linh dực bọn họ sẽ rất nguy hiểm nhất là bởi vì thành thị ở u ám khâu lăng khiến cao thủ của linh dực căn bản không thể hoạt động ở bản đồ tài nguyên hơn cấp 90 u ám khâu lăng này càng đừng nói là u ám phế khư về sau cộng thêm rất nhiều cao thủ tự do và đoàn mạo hiểm gia nhập liên minh mạo hiểm giả của tinh hoàn nhân số phục kích linh dược cũng tăng mạnh cứ thế mãi sợ rằng không cần bao lâu linh dược sẽ không lan lộn được ở ám dạ đế quốc nữa trước mắt thành viên công hội của linh Dực đã rất nhiều mà bản đồ cao cấp lại chỉ có ngần ấy hơn nữa bản đồ cấp bậc càng cao lại càng ít đơn thuần dựa vào bản đồ cao cấp bên tinh nguyệt vương quốc căn bản là không đủ dùng mà tuy tài nguyên của hàn tuyền đại xâm lâm phong phú nhưng cao thủ có thể hoạt động ở loại bản đồ trung lập cấp 100 hàn tuyền đại xâm lâm này là quá ít bình thường đều cần chiến lược đứng đầu dẫn đội mới được nhưng chiến lược đứng đầu của linh Dực quá ít căn bản không thể so sánh với các thế lực siêu cấp ưu thế tốt cũng bị lãng phí rất nhiều càng đừng nói bởi vì sự xuất hiện của thành thị mới kế hoạch cho thuê nhà để kiếm tiền ở thạch lâm thành cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn tính cướp người cướp tài nguyên à thạch phong nghe tin tức lương tĩnh nói cũng hiểu đại khái ý đồ của tinh hoàn có lẽ thành thị mới này của tinh hoàn không bằng thạch lâm thành nhưng ở bên cạnh bản đồ trung lập cấp 100, ít nhiều cũng có trợ giúp cực lớn đối với việc ra vào bản đồ trung lập cấp 100, lại thêm giá rẻ sợ rằng người chơi của rất nhiều thế lực đều sẽ động lòng đối với linh dược đang rất cần các loại tài nguyên và điểm tín dụng mà nói ảnh hưởng không thể nói là không lớn hội trường hiện tại đã có không ít đoàn mạo hiểm và cao thủ ở bạch hà thành đã chuyển sang bên ám giả đế quốc cứ tiếp tục như vậy thu nhập cho thuê nhà ở của chúng ta sẽ giảm mạnh thì không nói số lượng cao thủ đối phó công hội chúng ta cũng sẽ tăng mạnh lưu tĩnh nói liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt có thể hấp dẫn được rất nhiều cao thủ nguyên nhân chính là có thể mà thạch lâm thành nhưng phải trở thành thành viên cấp bạch ngân mới được nhưng tinh hoàn hiện tại chỉ cần trở thành thành viên của liên minh mạo hiểm giả là có thể vào thành như vậy sức hút đối với cao thủ gia nhập liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt tất nhiên giảm mạnh đến lúc đó tất nhiên sẽ có thêm một đám cao thủ tự do tới đối phó linh dực khi sinh tài nguyên thành thị công hội vất vả lắm mới có được để đối phó linh dực chúng ta xem ra tinh hoàn này đúng là muốn chiến đấu tới cùng rồi thạch phong khẽ nhíu mày tinh hoàn đã muốn đọ tài nguyên công hội vậy ta chơi với hắn người thông trì xuống điểm cống hiến để trở thành thành viên cấp bạch ngân của liên minh mạo hiểm giả giảm phân nửa đồng thời khai thông đấu giá xích sắc hoàng hôn trong liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt chỉ có thành viên cấp bạch ngân mới có thể tham gia đấu giá giá quy định là ba vạn viên ma thủy tinh và một vạn kim tệ đấu giá xích sắc hoàng hôn á lương tĩnh không khỏi hít một hơi lạnh hội trưởng đó chính là nội tình của công hội chúng ta cũng là vốn liếng để thành viên công hội hoạt động ở bản đồ trung lập cấp 100, nếu bán ra đối với người chơi và các thế lực lớn mà nói không có gì quan trọng hơn để thăng thực lực bản thân chỉ cần xích sắc hoàng hôn vừa ra khẳng định sẽ hấp dẫn được rất nhiều cao thủ và thế lực nhưng xích sắc hoàng hôn chính là nội tình và ưu thế để linh dược hoạt động ở bản đồ trung lập cấp 100. nếu hiện tại bắt đầu đấu giá với bên ngoài chắc chắn sẽ khiến các thế lực lớn có được đề thăng nhanh chóng đối với sự phát triển của linh dược ở bản đồ trung lập cấp 100 chính là rất bất lợi. Không sao cả, tuy xích sắc hoàng hôn rất quý giá, nhưng trung quy cũng là tiêu hao phẩm, sẽ theo cấp bậc của người chơi để thăng mà giá trị cũng càng lúc càng thấp. Hiện tại cao thủ của các thế lực siêu cấp phổ biến đều đến cấp 100 rồi, chính là thời cơ tốt để bán ra. Thạch Phong cười cười nói, nếu nói lúc trước sợ rằng hắn còn có thể có chút do dự, nhưng hiện tại hắn đã không để ý, bởi vì hiện tại trên tay hắn đã có át chủ bài tốt hơn để bảo đảm ưu thế của linh dược trên bản đồ trung lập cấp 100 đó chính là cổ thần tàn thiên dựa vào lực lượng của hộ vệ cấp tinh kim căn bản không lo linh dược trên chiến lược đứng đầu không thể đối kháng với các thế lực siêu cấp lương tĩnh nghĩ nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng hơn nữa không có phương pháp khác tốt hơn để ngăn cản tinh hoàn cướp người lập tức dựa theo phân phó của thạch phong trực tiếp tuyên bố chuyện tiến hành đấu giá xích xác hoàng hôn trên cổ thông báo của liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt ngay tức khắc liền dẫn tới toàn bộ liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt đều chấn động mẹ kiếp linh dược cũng quá trâu rồi sáo trang ma lực bậc hai nếu ta có một thân trang bị này sợ rằng hiện tại có thể đi chuyển chức bậc ba luôn đối với thuộc tính của sáo trang xích sắc hoàng hôn thành viên của liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt đều đờ đẫn không ngờ linh dược lại có trang bị lợi hại như vậy khiến cao thủ và đoàn mạo hiểm vốn vẫn muốn tới bên tinh hoàn đều đỏ mắt mà cao thủ và đoàn mạo hiểm đã gia nhập bên tinh hoàn cũng đều ai nấy chạy sang liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt mà các thế lực lớn nhận được tin tức lại trợn mắt há hốc mồm linh dược công hội này không phải là điên rồi chứ ngay cả sáo trang như vậy cũng bán ra chắc là quính lên rồi dẫu sao thành thị mới đó của tinh hoàn cũng tạo thành trùng kích quá lớn đối với linh dực các thế lực lớn đối với chuyện linh dực bán ra xích sắc hoàng hôn cũng cảm thấy rất khó hiểu cảm thấy linh dực quá ngu xuẩn ưu thế tốt như vậy lại ném đi có lẽ có thể hóa giải nhất thời nhưng trung quy vẫn là trị ngọn không trị gốc để cho ưu thế của xích sắc hoàng hôn không còn đến lúc đó các cao thủ và đoàn mạo hiểm mua được sáo trang vẫn sẽ tới bên tinh hoàn mà ngay khi các thế lực lớn đang nhao nhao nghị luận về chuyện này Thải phong cũng về tới phòng minh tưởng sơ cấp vừa chế tác xích sắc hoàng hôn vừa cường hóa linh hồn cho hộ vệ cấp bí ngân đến sau thời gian trôi qua trong bất trì bất giác hộ vệ cấp bí ngân đóng giữ ở ngân dực tiểu trấn cũng đều đến tới chúc hỏa thương hành ở bạch hà thành nếu nói hộ vệ cấp bí ngân 77 điểm trở lên ưu úc vì tiếu chỉ thu thập được 16 người như vậy hộ vệ cấp bí ngân 76 điểm trở lên thì lại có tới 28 người với số lượng hộ vệ này đủ để càn quét bất kỳ một bản đồ trung lập cấp 100 nào hiện tại về phần những thế lực siêu cấp muốn chiếm trước bản đồ trung lập cấp 100, đến bao nhiêu cũng bị đập chết bấy nhiêu Dẫu sao NPC cung cấp không phải chuyện đùa, càng đừng nói là NPC tiềm lực đạt tới cấp tinh kim bậc 3, mà sau khi bỏ ra hơn một ngày, Thạch Phong cuối cùng cũng cường hóa xong toàn bộ 28 hộ vệ cấp bí ngân, trong đó tiềm lực để thăng ít nhất cũng 5 điểm, lợi hại có thể để thăng 7 điểm, trực tiếp từ 79 điểm nhảy lên 86 điểm tiềm lực, đặt ở trong hộ vệ cấp tinh kim cũng là tồn tại hiếm có, 28 hộ vệ trực thuộc cấp tinh kim, nếu để các thế lực siêu cấp đời trước biết, sợ rằng đều sẽ điên mất thạch phong nhìn đoàn hộ vệ trực thuộc đứng thành hai hàng trước mắt trong lòng cảm khái không thôi nếu đời trước dưới tay hắn có nhiều hộ vệ trực thuộc cấp tinh kim như vậy đừng nói là công hội nhất lưu cho dù là đối mặt với thế lực siêu cấp cũng có thể đấu một trận dẫu sao hộ vệ cấp tinh kim ở trong thần vực là quá ít ỏi mỗi một vị đều có khả năng thăng cấp bậc năm nếu đủ tài nguyên thậm chí có thể có ba bốn thành khả năng tấn thăng thành nghề nghiệp bậc năm nghề nghiệp bậc năm đó cho dù là trong các thế lực siêu cấp cũng là tồn tại đứng trên đỉnh phong mỗi một vị đều là bảo bối trong lòng các thế lực siêu cấp cự đầu chấn nhiếp một phương, cao thủ thần cấp bậc 6 không ra, có thể đi ngang ở thần vực, nghề nghiệp bậc 5, cao thủ bậc 5 bình thường căn bản không phải là đối thủ, bình thường phải có mấy cao thủ bậc 5 liên thủ mới có thể áp chế, hiện tại trước mắt hắn lại có tới 28 hộ vệ cấp tinh kim, thập thánh đế quốc, ma lang sơn mạch, thạch phong giao cho lương tĩnh 50 bộ sáo trang xích sắc hoàng hôn mà hắn điên cuồng chế tác trong gần 2 ngày, cũng phân phó mang 20 bộ tới liên minh mạo hiểm giả để từ từ đấu giá. 30 bộ thì đưa cho thành viên hạch tâm của linh Dực đi dẫn đội phát triển ở Hàn Tuyền Đại Sâm Lâm, hóa giải vấn đề nhân lực không đủ của linh Dực ở Hàn Tuyền Đại Sâm Lâm, sau đó mang theo 28 hộ vệ cấp tinh kim một đường chạy tới, không tiếp tục chế tác xích sắc hoàng hôn nữa, dùng hết ma thủy tinh trên tay, tăng cường thực lực của thành viên hạch tâm linh Dực. Tuy xích sắc hoàng hôn có thể giải quyết vấn đề nhân lực ở Hàn Tuyền Đại Sâm Lâm, nhưng trung quy vẫn là trị ngọn không trị gốc, hơn nữa tốc độ và số lượng chế tác của một mình hắn trung quy vẫn quá ít, muốn khiến thành viên của linh vực đứng vững ở Hàn Tuyền Đại Sâm Lâm vẫn phải giải quyết từ căn bản đó chính là khai thông thông đạo truyền tống tới tây đại lục thu hoạch rất nhiều tài nguyên của tây đại lục trong thần vực chế tác vũ khí trang bị cấp 100 rất khó nhất là vũ khí trang bị đến cấp bí ngân tài liệu cần đều vô cùng dị thường muốn chế tác nhiều có thể nói là vô cùng khó nhưng sau khi trải qua một phen nghiên cứu của các đoán tạo sư liền phát hiện tài liệu hiếm có để chế tác vũ khí trang bị bí ngân cấp 100 trở lên có thể thay thế bằng một số tài liệu đặc hữu bên Tây Đại Lục. Vũ khí trang bị bí ngân cấp 100 trở lên ở bên Tây Đại Lục cũng có thể dùng tài liệu đặc hữu bên Đông Đại Lục để thay thế. Bởi vậy, lúc ấy thế lực siêu cấp có thể qua lại hai đại lục, không chỉ từ giữa kiếm được rất nhiều tài nguyên và kim tiền, trên vũ khí trang bị của công hội cũng phát triển rất nhanh, tốc độ khoét trương, có thể nói là thế lực siêu cấp khác có thúc ngựa cũng không theo kịp. Hiện giờ thế lực siêu cấp qua lại hai đại lục đều chưa phát hiện điểm này, chỉ đơn thuần thu hoạch tài nguyên và kim tiền, hắn tất nhiên phải mau chóng xuống tay. Nếu đợi cho những thế lực siêu cấp này phát hiện rồi, hắn lại tới bên Tây Đại Lục thu mua tài liệu đặc hữu chính là rất khó khăn, thậm chí ngay cả cơ hội thu mua nhiều sợ rằng cũng không có. Dẫu sao đây là tài liệu quý giá có thể chế tác vũ khí trang bị bí ngân cấp 100 trở lên, chỉ cần các thế lực lớn biết, đều sẽ coi là tài nguyên chiến lược, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bán ra. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể mua lại từ trên tay người chơi tự do và đoàn mạo hiểm nào đó, tài nguyên có thể có được chính là tương đối có hạn. Sau khi Xích Long Phi không đĩnh bay hơn 10 phút, Thạch Phong cũng phát hiện đám người khả nhạc đang chiến đấu với song đầu chiến lang, lúc này cấp bậc của đám người khả nhạc đều đã đạt tới 101, tốc độ thăng cấp hai ngày tăng một cấp, tuyệt đối là khiến cao thủ nghề nghiệp bậc hai hông mộ muốn chết. Có điều đám người khả nhạc chiến đấu với song đầu chiến lang cũng không dễ dàng. Song đầu chiến lang, ma thú, đại lĩnh chủ, cấp 108, điểm sinh mệnh 27.000 vạn. Tuy điểm sinh mệnh của song đầu chiến lang rất bình thường, nhưng là quái vật có huyết mạch của ma lang sức phòng ngự và nhanh nhẹn là không thua gì sinh vật huyết mạch trình độ chiến đấu lại đạt tới tầng thứ năm của tháp thí luyện nếu đổi thành cao thủ hàng đầu bậc hai tới đây sợ rằng chưa được mấy cái đã bị tiêu diệt càng đừng nói lang tộc đều là hành động quần thể ít thì một lần chính là ba bốn trăm con số lượng song đầu chiến lang hai mươi con trở lên chiến lang phổ thông khác có lẽ chỉ là quái lĩnh chủ nhưng hơn mười con liên thủ công kích uy hiếp đối với nghề nghiệp bậc ba vẫn không nhỏ cho dù đám người khả nhạc đều là nghề nghiệp bậc ba Đối mặt với một đám chiến lang đi ra săn mồi, không cẩn thận cũng sẽ có người thương vong. Dẫu sao đám người khả nhạc trên vũ khí trang bị vẫn không có để thang gì, hoàn toàn là dựa vào vũ khí trang bị cấp sử thi vốn có để chống đỡ, chưa đạt tới trình độ trang bị mà cao thủ bậc ba nên có. Nếu thực sự đạt tới trang bị tiêu chuẩn của nghề nghiệp bậc ba, đối phó những chiến lang này có thể nói là dễ như trở bàn tay, căn bản sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Mau nhìn kia, hội trưởng trở lại rồi. Hắc Tử nhìn Xích Long phi không đĩnh bay trên trời, không khỏi có chút kích động nói. Đoạn thời gian này mỗi ngày đều quân chiến với chiến lang, đối với bọn họ nhân số rõ ràng ở thế yếu mà nói chính là rất phiền, cho dù bọn họ là nghề nghiệp hệ ma pháp am hiểu quần công cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì những chiến lang này đều quá thông minh, chỉ cần những hệ ma pháp của bọn họ tiến hành thì pháp phạm vi lớn, những chiến lang này sẽ lập tức tách ra, một ma pháp cỡ lớn căn bản là không đánh chúng được mấy lần, ai nấy đều khôn như người vậy, nếu thải phong gia nhập chiến đấu, chắc chắn có thể khiến bọn họ thoải mái hơn rất nhiều. Ngay khi mọi người ngừng đầu nhìn lại, lại thấy từ trên xích long phi không đĩnh có hơn 20 đạo thân ảnh nhảy xuống, ai nấy đều tỏa ra uy thế khủng bố, khiến đám người khả nhạc ở đây đều cảm thấy hết hồn. NPC, sao những NPC này lại mạnh như vậy? Mọi người nhìn rất nhiều NPC bậc 3 xuất hiện, trong lòng đầy rung động và khó hiểu. Hiện giờ bọn họ đã lên tới nghề nghiệp bậc 3, bình thường cho dù là đối mặt với NPC bậc 3, bọn họ cũng không ngại, dẫu sao trình độ chiến đấu của bọn họ cũng không thấp, hoàn toàn có thể đọ sức một phen với NPC bậc 3 bình thường nhưng hiện tại đối mặt với những NPC bậc ba này, bất kể là khả nhạc hay là đám người diễn thiên hành đều có một loại cảm giác run rẩy phát ra từ nội tâm, thậm chí đại não theo bản năng đang nhắc nhở bọn họ hãy xoay người bỏ chạy, còn không chờ đám người diễn thiên hành có phản ứng, 28 hộ vệ này đã bắt đầu động thủ với chiến lang xung quanh, hơn 10 nghề nghiệp cận chiến đi trước, trong nháy mắt đã đánh tan mấy trăm con chiến lang, cho dù là song đầu chiến lang cấp đại lĩnh chủ cũng bị một vị cuồng chiến sĩ bậc ba một chùi đánh bay, trong nháy mắt đánh tan bầy sói hộ vệ hệ ma pháp ở hàng sau cũng đồng loạt động thủ giống như là một đám đồng bạn đã trải qua vô số chiến đấu cùng nhau phối hợp thiên y vô phùng từng đạo ma pháp chính xác phân tán tới đàn chiến lang ở các nơi nơi đi qua giống như chiến đấu cờ anh tạc vậy bắn ra hơn trăm vạn điểm thương tổn khiến điểm sinh mệnh của các chiến lang giảm liên cuồng chỉ sau một đợt ma pháp anh tạc lại thấy điểm sinh mệnh của chiến lang lĩnh chủ giảm xuống hơn một phần ba song đầu chiến lang cấp đại lĩnh chủ lại giảm xuống một phần mười công kích cuồng mãnh căn bản không phải là những hệ ma pháp bậc ba như y lạc phi có thể sánh bằng không đến 3 phút, hơn 300 con chiến lang cấp lĩnh chủ và hơn 20 song đầu chiến lang cấp đại lĩnh chủ toàn bộ ngã xuống đất, rơi ra một đống vật phẩm và tài liệu. Điều này khiến đám người khả nhạc đều đờ đẫn. Đối với đàn chiến lang bọn họ cần hơn một tiếng mới có khả năng xử lý, NPC hộ vệ trước mắt lại chỉ cần 3 phút ngắn ngủi, tranh lệch chiến lực của hai bên quả thực là một trời một vực. Mà Thạch Phong đứng trên xích long phi không đĩnh lại từ cấp 104 lập tức lên tới cấp 105. Hội trường, người là từ đâu tìm được nhiều NPC lợi hại như vậy? Thực lực của những NPC này, sợ rằng năm sáu người là có thể toàn diệt chúng ta, Khả Nhạc nhìn Thạch Phong từ trên Xích Long phi không đĩnh đi xuống, không hỏi lưu lưỡi nói, lúc này không chỉ là Khả Nhạc tràn ngập tò mò, đám người diễn thiên hành ở đây ai nấy cũng đều nhìn Thạch Phong, muốn biết thế này là sao, một phát tìm được 28 NPC bậc 3 cường đại như vậy, quả thực quá bất khả tư nghị, phải biết rằng NPC bậc 3 ở trong thần vực chính là chấp chính quan của một tòa thành thị nhỏ, hơn nữa Thạch Phong còn là từng được nhiều NPC bậc 3 thực lực không tầm thường như vậy, quả thực đã có thể đi ngang ở khu vực ngoại vi của Ma Lang Sơn Mạch rồi. Muốn kiến NPC bậc 3 hỗ trợ thì sao được, những NPC này đều là hộ vệ của công hội chúng ta thôi. Thạch Phong lắc đầu bật cười, hộ vệ, diễn thiên hành nhìn về phía các hộ vệ bậc 3 ở sau lưng Thạch Phong với vẻ bất khả tư nghị, cả người đều ngây ra, sao có thể như vậy được, cho dù là hộ vệ bậc 3, cũng không thể mạnh như vậy được chứ. Hộ vệ bậc 3 trong công hội hắn cũng không phải chưa từng thấy, cho dù là đối mặt với những hộ vệ bậc 3 cấp bí ngân thủ bị trong trúc hỏa thương hành, hắn cảm thấy cũng có sức đánh một trận, nhưng hiện tại đối mặt với bất kỳ một hộ vệ nào trong đây, hắn cũng phải bỏ chạy. Những hộ vệ này đương nhiên không phải hộ vệ bậc ba bình thường, bọn họ đều là hộ vệ cấp tinh kim. Thạch Phong nhìn ánh mắt không tin của mọi người, cười cười giải thích, hộ vệ cấp tinh kim, những người này đều là hộ vệ cấp tinh kim sao? Đám người diễn thiên hành nhìn 28 gã hộ vệ đứng phía sau Thạch Phong, ai nấy đều mở to hai mắt, hít một hơi lạnh. Đối với tình huống của hộ vệ cấp tinh kim, bọn họ đều biết rất rõ, đó tuyệt đối là tồn tại siêu hy hữu thậm chí đến bây giờ một số công hội nhất lưu cũng chưa thu thập được một vị nào, không cần nghĩ cũng biết hộ vệ cấp tinh kim là ít ỏi cỡ nào, cũng là thế lực siêu cấp mới có thể có một hai vị hộ vệ cấp tinh kim. Phàm là hộ vệ cấp tinh kim đều là bảo vật trên tay các thế lực siêu cấp, sau khi tấn thăng thành nghề nghiệp bậc ba lại trở thành nội tình tuyệt đối của công hội, dẫu sao hộ vệ cấp tinh kim quá mạnh, cho dù chỉ là ở nghề nghiệp bậc hai đã có thể áp chế những cao thủ bậc hai đỉnh phong, đến bậc ba thì càng không cần phải nói. Nhưng trước mắt phía sau Thạch Phong lại có tới 28 gã hộ vệ cấp tinh kim bảo bọn họ làm sao mà tin được hội trường ngươi cũng quá ác rồi nhiều hộ vệ cấp tinh kim như vậy nếu xuất hiện ở hàn tuyền đại xâm lâm khẳng định sẽ hù chết các thế lực siêu cấp hắc tử nhìn những hộ vệ cấp tinh kim này mà hai mắt sáng rực tuy lúc trước bọn họ tấn thằng nghề nghiệp bậc ba cũng khiến các thế lực siêu cấp cả kinh nhưng so sánh với 28 gã hộ vệ cấp tinh kim trước mắt mà nói căn bản là không đáng nhắc tới phải biết rằng đây chính là hộ vệ cấp tinh kim mỗi một vị đều có chiến lược áp chế cao thủ đỉnh phong bậc ba thậm chí là có thể một đánh hai. Đối phó cao thủ hàng đầu thì càng không cần phải nói, cho dù các thế lực siêu cấp tự tin là cao thủ nhiều như mây, chỉ cần tấn thăng đến nghề nghiệp bậc ba, số lượng tuyệt đối hoàn toàn vượt xa linh dực. Đây cũng là chỗ khủng bố của các thế lực siêu cấp, nhưng nếu đối mặt với 28 gã hộ vệ cấp tinh kim này, sợ rằng các thế lực siêu cấp cũng phải đánh giá lại. Được rồi, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Thạch Phong bật cười, 28 gã hộ vệ cấp tinh kim tất nhiên đáng sợ, nhưng một công hội muốn trở nên cường đại, cuối cùng vẫn phải dựa vào người chơi và đánh nguyên dẫu sao hộ vệ trực thuộc chỉ là hộ vệ trực thuộc đúng làm nhiệm vụ có 28 gã hộ vệ cấp tinh kim này chúng ta hoàn toàn có thể tới hang ổ của chiến lang quét cho thống khoái khả nhạc nhìn chiến lang nằm đầy đất vẻ mặt có chút kích động lúc trước bọn họ vì đối phó những chiến lang này chỉ dám đối phó từng top một nhưng hiện tại có những hộ vệ cấp tinh kim này bọn họ hoàn toàn có thể xông vào trong đống chiến lang đến lúc đó không chỉ có thể hấp thu rất nhiều ma lực tốc độ thăng cấp cũng sẽ tăng lên không chúng ta không tới đó chúng ta tới khu nội bộ của ma lang sơn mạch thạch phong lắc đầu nhìn về phía sơn mạch kéo dài ở xa xa tuy khu ngoại vi của ma lang sơn mạch có không ít đàn chiến lang nhưng đại lĩnh chủ trong những quái vật này vẫn hơi ít ma lực có thể hấp thu được cũng không nhiều mà khu nội bộ của ma lang sơn mạch có lẽ càng nguy hiểm hơn nhưng quái vật cấp đại lĩnh chủ cũng nhiều hơn tốc độ thu hoạch ma lực cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều mà lúc trước bọn họ đã lãng phí thời gian hai ngày muốn trong 8 ngày còn lại gom đủ ma lực cũng không dễ dàng hội trường bên đó chính là phạm vi hoạt động của quái vật cấp 110 trở lên hơn nữa không thiếu đại lĩnh chủ cao cấp thậm chí còn có quái vật truyền kỳ thường nuôi tới diễn thiên hành có chút lo lắng nói sau khi quái vật lên tới cấp 100, cấp bậc cứ đề thăng một cấp thuộc tính đều sẽ có được đề thăng không nhỏ cao hơn năm sáu cấp thì cũng thôi nhưng cao hơn 10 cấp thì rất khó xử lý tương đương với tranh lệch hai trình độ nhỏ rồi nhất là quái vật trong ma lang sơn mạch chiến lược đều cao hơn ngoại giới rất xa hơn nữa lại hành động quần thể cho dù là nghề nghiệp bậc ba như bọn họ cũng rất nguy hiểm nếu không cẩn thận gặp phải đàn quái vật truyền kỳ cấp 110 trở lên, cho dù có có 28 gã hộ vệ cấp tinh kim, cũng có phiêu lưu rất lớn. Dẫu sao hiện tại bọn họ cũng mới lên tới cấp 101, cấp bậc của hộ vệ phổ biến chỉ có cấp 103, cao hơn một chút cũng mới cấp 104. Yên tâm, chúng ta chỉ hoạt động ở bên ngoài gì là được, Thạch Phong nói. Hơn nữa về sau ta không chỉ có 28 gã hộ vệ cấp tinh kim. Nói xong Thạch Phong từ trong ba lô lấy ra hai quyển trục kêu gọi, trực tiếp kêu gọi ra Anna và Kết. Anna và Kết trải qua làm nhiệm vụ trong đoạn thời gian này, cấp bậc hiện tại đã đạt tới 109 và 108, không thấp hơn những quái vật ở khu nội bộ Ma Lang Sơn Mạch là bao nhiêu. Mọi người nhìn thấy cấp bậc của Kết và Anna cũng yên tâm hơn không ít, tuy chưa đạt tới đường danh giới cấp 110 này, nhưng thực lực của Kết và Anna thì bọn họ đều biết rất rõ, tiềm lực tuyệt đối đều là cấp ám kim, thực lực mạnh hơn xa cấp tinh kim, cộng thêm hộ vệ cấp tinh kim khác, đích xác có thể đánh một trận với đại lĩnh chủ cao cấp cấp 110 trở lên rồi. Lập tức tất cả mọi người theo Thạch Phong đi lên Xích Long Phi không đĩnh trực tiếp tới khu nội bộ Ma Lang Sơn Mạch khu nội bộ của Ma Lang Sơn mạch hoàn toàn bị một mảng xương trắng bao bọc, hàng năm đều đổ tuyết lớn, tầm nhìn vô cùng thấp, cho dù là nghề nghiệp bậc 3 cũng chỉ có thể nhìn thấy phạm vi 3 400 m không cẩn thận sẽ bị quái vật nơi này đánh phục kích. Có điều Thạch Phong vẫn tương đối quen thuộc với khu nội bộ của Ma Lang Sơn mạch, trực tiếp mở ra xích Long Phi không đĩnh đi tới một rừng tuyết trong sơn mạch, nơi này không chỉ có tầm nhìn cao hơn, cấp bậc quái vật cũng phổ biến từ cấp 110 đến 112 hơn nữa bầy sói cũng không quá dài đặc, hoàn toàn không cần lo lắng khi chiến đấu với một bầy sói lại dẫn tới một bầy sói khác. Khả nhạc, các ngươi đi dẫn quái tập trung lại, thiên hành các ngươi dẫn dắt con sói đầu đàn trong đó sang bên, tất cả mọi người ưu tiên kích sát bầy sói, sau đó đối phó sói đầu đàn. Thạch Phong nhìn bầy sói nghỉ ngơi trong rừng cây cách đó không xa, nói, song đầu tuyết lang, ma thú, đại lĩnh chủ, cấp 110, điểm sinh mệnh 29.000 vạn, tuyết lang thủ lĩnh, ma thú, đại lĩnh chủ cao cấp, cấp 112, điểm sinh mệnh 75.000 vạn. Lúc này số lượng của bầy sói này cũng không nhiều, cũng chỉ có hơn 200 con, chỉ là số lượng đại lĩnh chủ hơi nhiều, tới hơn 40 con, lại có một con tuyết lang thủ lĩnh đại lĩnh chủ cao cấp. Nếu đoàn đội bậc ba bình thường gặp phải, sợ rằng sẽ có phiền phức không nhỏ, nhưng đối với đoàn đội hiện tại mà nói, muốn ăn được cũng không khó. Lập tức ba người khả nhạc, ban cư, diệp vô miên từ ba phương hướng đi dẫn dụ bầy sói, bầy sói đang phân tán bị tập trung lại, sau đó đám thích khách diễn thiên hành, phi ảnh tiến hành đánh lén tuyết lang thủ lĩnh lập tức di rời cửu, hận của tuyết lang thủ lĩnh đi dẫn ra khỏi sự bảo hộ của bầy sói tuyết lang thủ lĩnh vừa rời khỏi bầy sói nghề nghiệp hệ ma pháp như anna liền liền hành động tiến hành oanh tạc đối với hơn trăm tuyết lang mà nghề nghiệp cận chiến khác thì chắn ở phía trước không cho những tuyết lang này tiếp cận những hệ ma pháp nửa bước liên tục hơn 20 đợt công kích hạ xuống ở đây trừ xong đầu tuyết lang đại lĩnh chủ còn sống ra tuyết lang khác đều ngã xuống đất lập tức khiến cho nghề nghiệp cận chiến trở nên thoải mái hơn chỉ cần giữ chặt xong đầu tuyết lang số lượng không nhiều lắm để người khác điên cuồng công kích là được chỉ thấy không đến 10 phút ngắn ngủi trừ tuyết lang thủ lĩnh ra bầy sói hơn 200 con cứ vậy bị tiêu diệt hết điểm kinh nghiệm của mọi người lại tăng lên nhanh chóng tốc độ thăng cấp là nhanh hơn khu ngoại vi không biết bao nhiêu lần còn thu hoạch được 14 cỗ ma lực về phần tuyết lang thủ lĩnh mạnh nhất có khả nhà giữ chặt dưới công kích của mọi người không sống được quá 5 phút còn cống hiến một cỗ ma lực trực tiếp rơi ra hơn 20 kiện vật phẩm trong đó còn rơi ra một kiện trang bị tinh kim cấp 105, khiến mọi người có chút kích động. Trang bị bí ngân cấp 100 đã vô cùng quý giá, cho dù bọn họ quét đại lĩnh chủ hai ngày ở Mã Lang Sơn Mạch, cũng chỉ là có được mấy kiện mà thôi, nhưng hiện tại kích sát một con tuyết lang thủ lĩnh, không ngờ có thể có được một kiện trang bị tinh kim cấp 105. Phải biết rằng trên người bọn họ cho dù có trang bị cấp 100 lúc trước có được, cũng chỉ là một trang bị bí ngân cấp 100, trang bị tinh kim cấp 105 là cao hơn hai trình độ, vận khí không tồi tuyết lang thủ lĩnh này không ngờ rơi ra là băng tuyết nhất sáo hệ ma pháp thạch phong nhặt lên bố giáp rơi ra giám định một chút khẽ cười nói nếu có thể gom đủ một bộ này hoàn toàn có thể một mực dùng đến cấp 110. trăm trang cấp tinh kim sau khi đạt tới cấp 100 là vô cùng ít ỏi sau khi đạt tới cấp 100, cho dù là cao thủ nghề nghiệp bậc 3, trang bị tiêu chuẩn cũng chỉ là một thân cấp tinh kim mà thôi mà cấp tinh kim trọn vẹn là đã ít lại càng ít hiện tại tuyết lang thủ lĩnh có thể rơi ra tuyệt đối là phúc lợi của khai hoang hội trưởng Tuyết Lang thủ lĩnh đã rơi ra kiện rời của sáo trang tinh kim cấp 105, khẳng định còn có thể rơi ra kiện rời khác. Vừa rồi ta tra xét xung quanh, vẫn còn mấy có Tuyết Lang thủ lĩnh, chúng ta dứt khoát tiêu diệt luôn đi." Diễn Thiên Hành nói. "Ừm, tất cả mọi người sửa sang lại một chút, khả nhà các ngươi đi dẫn Tuyết Lang thủ lĩnh." Thạch Phong cũng gật đầu. Tuyết Lang thủ lĩnh không chỉ rơi ra băng tuyết nhất sáo, còn rơi ra hai kiện trang bị bí ngân cấp 105, rơi ra này chính là tương đối phong phú, nếu kích sát đại lĩnh chủ cao cấp khác chỉ sợ cũng không có phúc lợi khai hoang như vậy theo thạch phong phân phó xong khả nhạc vội vàng đi dẫn dụ tuyết lang thủ lĩnh người khác cũng đều hành động ai nấy rõ ràng là tràn ngập hứng thú với tuyết lang thủ lĩnh trước mắt tuy bọn họ đã tấn thăng thành nghề nghiệp bậc ba nhưng vũ khí trang bị trên người vẫn giống như khi ở cấp 100. đừng nói trang bị ám kim cấp 100, cho dù là trang bị tinh kim cấp 100 ở trên người bọn họ cũng không có mấy kiện trong đó còn lạc may nhờ khi làm nhiệm vụ chuyển chức mới có được về phần vũ khí trang bị cấp sử thi trên người bọn họ khi ở cấp 100 đích xác là cực phẩm, nhưng những vũ khí trang bị cấp sử thi này cũng chỉ dừng lại ở cấp 100 mà thôi. Theo cấp bậc của bọn họ đề thăng, sự trợ giúp của những vũ khí trang bị cấp sử thi này cũng sẽ càng lúc càng nhỏ, nhất là vũ khí trang bị cấp 100 trở lên cứ cách mỗi năm cấp trên thuộc tính sẽ đề thăng rất lớn. Nếu có thể mặc một bộ sáo trang tinh kim cấp 105 đến cấp 110, có thể khiến thuộc tính của bọn họ đề thăng một mảng lớn thì không nói, cũng có vốn liếng để đi đánh phó bản đoàn đội cỡ số lớn cấp 100. Tài nguyên của Phó bản đoàn đội cỡ siêu lớn cấp 100 không phải là ngoại giới có thể sánh bằng, có thể nói là đường xanh giới to lớn trong toàn bộ thần vực, bởi vì trong Phó bản đoàn đội cỡ siêu lớn cấp 100, không chỉ có thể đạt được vũ khí trang bị ám kim thậm chí là sử thi cấp 100 trở lên, điểm quan trọng nhất chính là sách kỹ năng mà pháp bậc 3 đã thất lạc. Trước kia khi bọn họ ở nghề nghiệp bậc 2 vẫn chưa hiểu lắm tầm quan trọng của kỹ năng ma pháp, chỉ coi là một loại thủ đoạn chiến đấu, chủ yếu dựa vào thuộc tính và trình độ chiến đấu của bản thân có điều sau khi đạt tới nghề nghiệp bậc ba bọn họ đã hiểu một việc đó chính là suy nghĩ lúc trước của bọn họ căn bản là sai hoàn toàn có thể nói tầm quan trọng của kỹ năng ma pháp bậc ba là không thua gì những chiến kỹ cường đại vì sao lại như vậy bởi vì kỹ năng ma pháp bậc ba sau khi có thân thể ma lực cộng thêm uy lực là mạnh hơn kỹ năng ma pháp bậc hai rất nhiều chính là tồn tại giống như sát thủ giàn bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh youtube gì các phim đây cũng là vì sao nbc bậc ba rõ ràng ở trên trình độ chiến đấu hoàn toàn không bằng bọn họ nhưng vẫn có thể lực ép bọn họ. Cái này không đơn thuần là vì tranh lệch trên thuộc tính, phần lớn là đến từ trên số lượng kỹ năng ma pháp bậc 3 đã nắm giữ hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Nếu bọn họ có thể học được nhiều kỹ năng ma pháp bậc 3, để thăng đối với chiến lược chính là không nhỏ trước nào. Đến lúc đó cho dù bọn họ gặp phải cao thủ trình độ chiến đấu cao hơn bọn họ, thuộc tính cơ bản không kém bọn họ, cũng có lòng tin đánh bại được. Đối mặt với đàn tuyết lang số lượng đạt tới gần 300 con, đám người khả nhạc đã rất quen thuộc hợp tác với hộ vệ trực thuộc, so sánh với lần đầu tiên đối phó tuyết lang, lần này đối phó là thoải mái hơn không ít căn bản không cần dẫn tuyết lang thủ lĩnh ra ngay cả tuyết lang thủ lĩnh cũng giết luôn lập tức khiến tốc độ kích sát tăng lên không ít chỉ mất hơn 10 phút đã tiêu diệt được tất cả tuyết lang mà lần này tuy không rơi ra kiện rời của băng tuyết sáo trang lại rơi ra hộ thủ của sáo trang cấp tinh kim hàn lang nhất sáo lập tức khiến nghề nghiệp bản giáp ở đây đầu nóng rực mẹ kiếp quá không công bằng hàn lang nhất sáo này tốt hơn băng tuyết nhất sáo đó không chỉ một bậc Bộ sáu kiện không chỉ có thể đề thăng 20% thuộc tính lực lượng, hạn mức tối đa của cấp bậc trang bị cũng có thể đề thăng tới cấp 120, gom đủ bộ chín kiện không ngờ còn có thể khiến phẩm chất trang bị đề thăng cấp, Hắc Tử Liễu Lưỡi nói. Đối với những cao thủ nghề nghiệp bậc 3 như bọn họ mà nói, không có gì khiến người ta đau đầu hơn là kiếm vũ khí trang bị cấp 100 trở lên, mà Hàn Lăng nhất sáo lại trực tiếp có thể dùng đến cấp 120, mà sáo trang ám kim cấp 100 trở lên tuyệt đối là đỉnh phong của thần vực, mặc một thân này trên thuộc tính tuyệt đối đã có thể thách thức NPC bậc 3 cùng cấp bậc hàn lang nhất sáo à thạch phong nhìn giáp nhẹ lấp lánh bạch măng trong lòng cũng thầm kinh ngạc hàn lang nhất sáo chính là vô cùng nổi danh ở ma lang sơn mạch cũng là sáo trang siêu hy hữu ở khu hạch tâm của ma lang sơn mạch là sáo trang trong top 16 sáu trang ám kim cấp 120 của toàn bộ thần vực nếu có người mặc một bộ này cho dù là lão quái vật của thế lực siêu cấp nhìn thấy cũng sẽ đỏ mắt hiện tại hàn lang nhất sáo không ngờ lại xuất hiện ở khu nội bộ của ma lang sơn mạch quả thực quá bất khả tư nghị nghĩ đến đây trong lòng thạch phong không khỏi nóng rực lên trực tiếp phân phó mọi người tiếp tục kích sát tuyết làng thủ lĩnh xem có thể gom được mấy bộ không như vậy sau này chiếm đóng phó bản đoàn đội cỡ siêu lớn cấp 100 sẽ không có vấn đề gì lớn sau đó 7 ngày liên tục thạch phong cơ hồ đều đang tìm tuyết làng thủ lĩnh để kích sát có thể nói đã kích sát một lượt tuyết làng thủ lĩnh ở khu nội bộ của ma lang sơn mạch cấp bậc của thạch phong cũng từ 105 để thăng tới 107, cấp bậc của mọi người thì từ 101 lên tới 104, cách lên tới cấp 105 chỉ thiếu một chút tốc độ thăng cấp có thể nói là điên cuồng Tuy cấp bậc của mọi người để thăng rất nhanh, có điều xác suất rơi ra sáo trang không cao, cho dù Thạch Phong dùng thần en thiên tứ, cũng mới gom đủ 3 bộ mà thôi. Trái lại băng tuyết nhất sáo nghề nghiệp bố giáp lại gom đủ 5 bộ, băng ảnh nhất sáo của nghề nghiệp bị giáp gom đủ 4 bộ, mà trang bị bí ngân cấp 100 và cấp 105 lại có hơn ngàn kiện, thu hoạch có thể nói là vô cùng phong phú, đã có thể vũ trang cho một đoàn trăm người một cách hoàn mỹ. Về phần ma lực hấp thu cũng đạt tới 956 cỗ, cách cánh cửa lớn 1.000 cỗ chỉ thiếu mấy chục cỗ cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định có thể nói là không có bất kỳ vấn đề gì mà trong đoạn thời gian thạch phong làm nhiệm vụ đấu giá nhà ở tư nhân của thạch lâm thành cũng mang đến tài phú to lớn cho cho linh dực giá cho thuê trung bình là 15 vạn sau mấy lần đấu giá mang đến cho linh dực hơn 10 ước điểm tín dụng không chỉ ổn định tài chính của linh dực còn gia tăng không ít bình đài đối chiến thực tế ảo cho phong lâm thị hấp thu được không ít thành viên nội bộ công hội có thực lực hội trường nhiệm vụ bên các người lúc nào thì kết thúc đoạn thời gian này tinh hoàn điên cuồng khuếch trương thậm chí còn có được sự ủng hộ của ma hoàng điện hấp thu được rất nhiều cao thủ thì không nói ở dã ngoại đánh lén người của chúng ta cũng càng lúc càng nhiều nhất là ở bên ám dạ đế quốc không ít thế lực đều đầu phục tinh hoàn người của chúng ta ngay cả bản đồ trung lập cũng không dám bước vào tài nguyên gì cũng không có được chi tiêu mỗi ngày lại càng lúc càng nhiều thậm chí bên tinh nguyệt vương quốc cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng rồi lương tĩnh có chút bất đắc dĩ nói tuy lúc trước thông qua xích sắc hoàng hôn hấp dẫn được không ít cao thủ gia nhập liên minh mạo hiểm giả tinh nguyệt nhưng bên tinh hoàn cũng lập tức đưa ra phúc lợi lớn hơn ngay cả điểm cống hiến để đổi truyền thừa huyết mạch đặc thù cũng hạ thấp trên diện rộng linh dược bọn họ dựa vào xích sắc hoàng hôn có hạn căn bản là không đủ dưới tình huống rất nhiều cao thủ âm thầm đánh lén và tinh hoàn điên cuồng thanh trừ thành viên linh dược ở ám dạ đế quốc linh dược không chỉ nhân thủ không đủ ngay cả tài nguyên cũng bắt đầu trở nên khẩn trương dẫu sao hiện tại quá nhiều bản đồ cao cấp đều cần dược tề và đạo cụ đặc thù mới có thể dễ thăng cấp tinh hoàn khoách trương liên minh mạo hiểm giả trên diện rộng khiến những tài nguyên này đều thành đồ vật của tinh hoàn Tuy bọn họ có thể thông qua thiên cơ thương hội để mua, nhưng đều cần kim tệ, ta biết rồi, nhiệm vụ bên ta cũng sắp xong rồi, nếu kim tệ không đủ, dùng kim tệ để tiến hành đấu giá nhà ở tư nhân của Thạch Lâm Thành, ta nghĩ chắc có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Thạch Phong nghĩ nghĩ một chút nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ lập tức trở về. Lương Tĩnh gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy, mà cùng lúc đó, ở một mảng sinh mệnh cấm kỵ của Đông Đại Lục Thần vực, một ma pháp trận cổ xưa không biết đã hoang phế bao lâu đột nhiên sáng lên quang hoa năm màu từ trong quang hoa lấp lánh mấy đạo thân ảnh đi ra ở nơi cấm kỵ sinh mệnh rõ ràng ma lực vô cùng loãng nhưng ma lực trên người mấy người này lại rất dồi dào thậm chí bởi vì sự xuất hiện của mấy người này ma lực xung quanh còn nồng đậm hơn trước kia nơi này chính là đông đại lục à ma lang sơn mạch phong hống hạp cốc thạch phong dẫn theo đám người khả nhạc ở trên sườn núi điên cuồng chống đỡ đàn ma lang từ dưới núi nhảy lên số lượng ma lang rất nhiều hơn xa tuyết lang có tới mấy ngàn con hơn nữa cấp bậc của những ma lang này phổ biến đều từ cấp 110 trở lên cao thì thậm chí đạt tới cấp 114, trong đó không thiếu đại lĩnh chủ, thậm chí ngay cả đại lĩnh chủ cao cấp cũng có mấy con, khiến đám người cả nhà không có một khoảnh khắc nhàn rỗi nào. Nếu lúc này không phải có đoàn hộ vệ cấp tinh kim tràn trên sân đạo duy nhất, còn có hộ vệ cấp sử thi an a này dùng ma pháp trận áp chế, đám người thạch phong sớm đã bị những ma lang cấp bậc khá cao này cắn nuốt rồi. Hội trưởng, quét quái ở đây quả thực quá sung sướng, những ma lang này không ngờ lại tự chạy tới, tốc độ thăng cấp nhanh hơn quét tuyết lang rất nhiều. Hắc tử nhìn một đám ma lang lại xuất hiện ở dưới núi, không khỏi cười nói, ta cảm thấy ở đây không tới một ngày, chúng ta sẽ có thể lên tới cấp 105. Lúc trước có sự trợ giúp của đoàn hộ vệ cấp tinh kim, hắn cảm thấy tốc độ thăng cấp bọn họ đã rất nhanh, nhưng so với hiện tại, hai bên căn không phải cùng một cấp bậc. Lúc trước bọn họ chỉ là muốn tìm kiếm Tuyết Lang đã tốn không ít thời gian, nhưng ở đây có đoàn hộ vệ cấp tinh kim chắn ở trước mặt, bọn họ chỉ cần một mực công kích là được. Cộng thêm đàn Ma Lang từ xa xa không ngừng bị hấp dẫn tới, hiệu suất cao hơn không chỉ gấp đôi, cấp bậc của những quái vật này đều từ 110 trở lên. Tốc độ thăng cấp này chúng ta hoàn toàn có thể kéo dài đến cấp 110, đến lúc đó cho dù cao thủ của thế lực siêu cấp tấn thăng bậc 3, linh dực chúng ta cũng không sợ chút nào. Diễn Thiên Hành cũng hai mắt sáng rực nói, lúc trước tuy bọn họ đã sớm lên tới bậc 3, dẫn trước các thế lực siêu cấp một đoạn lớn, khiến địa vị của linh dực cũng nhảy sang ngàn dặm, nhưng hắn rất hiểu một việc, đó chính là cao thủ của các thế lực siêu cấp, bất kể là số lượng hay là chất lượng đều không phải linh dực bọn họ có thể sánh bằng, bọn họ chỉ là dẫn trước tạm thời mà thôi. Đợi cho cao thủ bậc 3 của các thế lực siêu cấp bạo phát, tình huống của linh dược bọn họ chính là rất khó hắn cũng một mực vì thế mà lo lắng dẫu sao linh dược bọn họ còn có một đối thủ một mất một còn là tinh hoàn mà các thế lực vị diện xông vào thần vực cũng không thể khinh thường đối với tài nguyên của bản đồ trung lập cấp 100 và thạch lâm thành đều như hồ rình mồi có điều hiện tại hắn không quá lo lắng nữa ở trong thần vực sau khi đạt tới bậc 3, ảnh hưởng thuộc tính để thăng cấp bậc mang đến sẽ nhỏ đi rất nhiều thực sự ảnh hưởng tới chiến lược vẫn là vũ khí trang bị trên người và trình độ của bản thân nhưng nếu tốc độ thăng cấp nhanh, chiến lược đứng đầu của Linh Dực như bọn họ sẽ có nhiều thời gian hơn để làm làm nhiệm vụ cao cấp để thăng vũ khí trang bị và để thăng bản thân, hoàn toàn có thể liều mạng với cao thủ của các thế lực siêu cấp, củng cố địa vị hiện của Linh Dực. Ở bản đồ trung lập cấp 100 nào có bảo điện như vậy? Thạch Phong nhìn vẻ mặt hận không thể mau chóng lên tới cấp 110 của mọi người, tranh thủ nhiều thời gian hơn để để thăng bản thân nhằm kéo gần chênh lệch với cao thủ hàng đầu và cao thủ đỉnh phong của thế lực siêu cấp. Bật cười, tuy nơi này không thiếu quái vật để kích sát, nhưng tiêu hao đối với thể lực và tinh thần lực cũng rất lớn chúng ta không thể ở đây quá lâu đối với nơi này hắn đã sớm biết sở dĩ không tới đây quét ma lực ngay từ đầu chính bởi vì hoàn cảnh nơi này có tiêu hao rất lớn đối với thể lực và tinh thần lực của người chơi tổng hợp lại kỳ thật không nhanh hơn quét tuyết lang hơn nữa vật phẩm rơi ra có được cũng ít có điều với tình huống hiện tại của linh dực đã không cho phép hắn ở lại ma lăng sơn mạch trong thời gian dài cho nên mới chạy tới đây quét ma lực mọi người nghe thấy thạch phong nói như vậy cũng đều không khỏi chú ý tới tình huống thể lực và tinh thần lực của bản thân lập tức phát hiện đúng như thạch phong nói tốc độ tiêu hao thể lực và tinh thần lực ở nơi này không chỉ gấp đôi lúc trước căn bản không thể trường kỳ quét ma lang ở đây đương nhiên chúng ta ở đây quét ma lang mặc dù trên tiêu hao thể lực và tinh thần lực là rất nhanh nhưng vì hoàn cảnh ma lực đặc thù của nơi này chúng ta có thể luyện tập kỹ năng ma pháp bậc ba làm quen với thân thể ma lực đây chính là điều ở ngoại giới rất khó gặp được thạch phong nhìn vẻ mặt mất mát của mọi người không khỏi cười nói ma lang sơn mạch không chỉ đơn giản là sinh mệnh cấm khu Đồng thời cũng là bảo địa tôi luyện để thăng cho người chơi sau khi đạt tới cấp 100, tấn thăng bậc 3, nhất là khu vực Ma Lăng vô cùng cuồng bạo, ở đó không chỉ có dị năng lượng cường hãn, đồng thời cũng khiến ma lực vô cùng cuồng bạo, có trợ giúp cực lớn cho người chơi làm quen với thân thể ma lực, bởi vì dưới hoàn cảnh ma lực vô cùng cuồng bạo này, cần sức nắm giữ của người chơi đối với thân thể ma lực rất mạnh mới được. Khác biệt lớn nhất của nghề nghiệp bậc 2 và nghề nghiệp bậc 3 chính là có thân thể ma lực, đây cũng là nguồn ma lực của bản thân người chơi. Lúc này khống chế ma lực là hoàn toàn khác với nghề nghiệp bậc 2. Lúc trước người chơi nghề nghiệp bậc 2 chỉ mượn ma lực xung quanh, nhưng sau khi đến nghề nghiệp bậc 3, người chơi phải thuyên chuyển ma lực của bản thân và ma lực xung quanh. Đây cũng là nguyên do uy lực của kỹ năng ma pháp nghề nghiệp bậc 3 lại lớn như vậy. Có điều muốn thuyên chuyển ma lực của bản thân đều không dễ dàng, cần người chơi đủ hiểu về thân thể ma lực của bản thân mới được. Mà dưới hoàn cảnh ma lực xung quanh cuồng bạo như vậy, người chơi rất khó điều động ma lực xung quanh, chỉ có thể nghĩ biện pháp tận hết khả năng điều động ma lực, cho nên sẽ có trợ giúp không nhỏ cho người chơi nắm giữ thân thể ma lực. Đích xác là vậy ta cảm thấy ở đây cảm ứng đối với ma lực của bản thân rõ ràng hơn một chút tuy hiệu quả không rõ ràng nhưng ta thuyên chuyển ma lực của bản thân là càng lúc càng thuận buồm xuôi gió y lạc phi cũng nói lúc trước tuy nàng tấn thang nghề nghiệp bậc ba nhưng khi thi triển ma pháp luôn cảm thấy thiếu gì đó lúc ấy nàng tưởng mình vẫn chưa quen đối với thể chất của nghề nghiệp bậc ba nhưng lúc này xem ra hoàn toàn là vì không có sức nắm giữ đối với thân thể ma lực khiến thi pháp không đủ hoàn mỹ mọi người nghe thấy y lạc phi nói như vậy người không chỉ đơn thuần kích sát ma lang nhảy lên cũng bắt đầu thử thuyên chuyển ma lực bản thân để làm quen với thân thể ma lực của mình chỉ không đến 2 tiếng mọi người lại thấy độ hoàn thành kỹ năng ma pháp bậc 3 của mình đã được đề cao hơn nữa phổ biến để thăng 4% trở lên khiến người vốn độ hoàn thành kỹ năng ma pháp chưa đạt tới 80%, hiện tại đều đạt tiêu chuẩn trong đó ba người y lạc phi triệu nguyệt như bán hạ khuynh thành đề thăng nhiều nhất nhau nhau đạt tới 85% độ hoàn thành trở lên điều này khiến mọi người rất vui vẻ không ngờ ở phong hống hạp cốc còn có hiệu quả huấn luyện như vậy Đối với điều này Thạch Phong cũng có không ít cảm xúc mới, trước kia đều là thân thể ma lực cấp thanh đồng, hiện giờ lại là thân thể ma lực cấp sử thi. Trên phương diện khống chế ma lực bản thân là hoàn toàn khác, độ chính xác đối với khống chế thân thể vô cùng cao, thậm chí khiến hắn đối với khống chế chi tiết thân thể ở thực tại cũng có một số nhận thức hoàn toàn mới. Ngay khi ma lực Thạch Phong thu thập được càng lúc càng nhiều, chỉ thiếu 19 cỗ ma lực nữa, cấp bậc của mọi người cũng lần lượt lên tới cấp 105, đường danh giới nhỏ thứ nhất sau khi lên tới cấp 100. Thạch Phong là không nói hai lời đưa Hàn Lăng nhất sáo cho ba nghề nghiệp bản giáp khả nhạc, ban cư, kiếm ảnh, trong nháy mắt khiến thuộc tính của ba người tăng vọt, phòng ngự và thuộc tính mạnh quá, ta cảm thấy hiện tại cho dù là đi kháng quái vật truyền kỳ cấp 110 cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Khả nhạc cảm nhận lực lượng trang bị mới mang đến, lập tức có chút nóng lòng muốn thử, mà băng ảnh nhất sáo và băng tuyết nhất sáo, Thạch Phong cũng đưa cho đám người Y Lạc Phi và Diễn Thiên Hành, khiến thuộc tính của mọi người đều đề thăng không ít, chỉ là kém hơn NPC bậc 3 bình thường một bậc mà thôi sau khi mọi người có trang bị mới tốc độ quét ma lang cũng nhanh hơn không ít ma lực thu thập được đã cách cánh cửa lớn chỉ thiếu một chút hội trường thể lực và tinh thần lực của ta đã gần đạt tới giới hạn rồi hắc tử có chút mệt nhọc nói bên ta cũng sắp hết rồi diễn thiên hành cũng gật đầu tuy thân thể ma lực của mọi người đều rất mạnh nhưng trung quy vẫn không cản được hoàn cảnh cuồng bạo nơi này nếu đổi thành thân thể ma lực cấp thanh đồng sợ rằng sớm đã thể lực và tinh thần lực tiêu hao hết mọi người đã đều mệt rồi vậy chúng ta cũng rút thạch phong nhìn một chút lúc này ma lực chỉ thiếu ba cỗ nữa là đủ muốn gom đủ ở trên đường trở về cũng có thể làm được lập tức lấy ra xích long phi không đỉnh bảo tất cả mọi người lên xích long phi không đỉnh nghỉ ngơi mà mọi người vừa về đến xích long phi không đỉnh ai nấy đều mệt mỏi trực tiếp ập lên nghỉ ngơi hoàn toàn do thạch phong tự mình điều khiển xích long phi không đỉnh quay về khu ngoại vi của ma lang sơn mạch ngay khi thạch phong an toàn trở lại khu vực ngoại vi của ma lang sơn mạch bên tai đột nhiên vang lên thỉnh cầu thông tin lương tĩnh phát đến bên tinh hoàn lại có động tác gì à Thạch Phong nhìn Lương Tĩnh vừa liên hệ không lâu lại liên hệ tiếp, kỳ quái hỏi: "Cái này thì không, là ta vừa nhận được tin tức bên chủ tịch Tiếu Ngọc truyền tới, nói là bên quán huấn luyện thiên đấu của chúng ta xảy ra vấn đề, có một nhóm người tới khiêu chiến, hiện tại đã đả thương không ít học viên cao cấp của chúng ta." Lương Tĩnh nói: "Người khiêu chiến?" Thạch Phong không khỏi hỏi: "Lôi báo đại sư không xuất thủ à? Đối với người khiêu chiến, quán huấn luyện thiên đấu là chưa bao giờ thiếu, ai nấy đều muốn thông qua khiêu chiến quán huấn luyện thiên đấu để một đêm thành danh, có điều việc này hắn đều giao cho Tiếu Ngọc quản lý." Hằng ngày lại có đại sư như lôi báo tọa trấn khiến quán huấn luyện thiên đấu phát triển càng lúc càng tốt danh khí cũng lúc càng lớn ta nghe nói hình như lôi báo đại sư bị đối phương đánh bại trong ba chiêu chủ tịch tiếu ngọc không có cách nào mới liên hệ với ta lưu tĩnh nói lôi báo cũng thua à thạch phong không khỏi kinh ngạc đối phương là lai lịch gì lôi báo trong đoạn thời gian ở linh dược cũng để thăng rất lớn ở trong cao thủ ám kình đỉnh phong là ít có địch thủ ở toàn quốc cũng là cao thủ uy trấn một phương chúng ta chưa tra được hiện tại quán huấn luyện thiên đấu bởi vì chuyện này mà rất ầm ĩ tiếu ngọc chủ tịch hy vọng hòa vũ có thể xuất thủ trấn áp một chút lưu tĩnh nói thôi hay là để ta tự mình xem thế nào thạch phong lắc đầu trước mắt đám người hòa vũ vẫn đang chuyển chức bậc ba cũng không tiện từ trong hương nghĩ thực cảnh thương đi ra hơn nữa hắn cũng rất hiếu kỳ là ai mà có thể đánh bại lôi báo phong lâm thị quán huấn luyện thiên đấu theo tới đại sành huấn luyện ở tầng đỉnh trong đại sành là đứng đầy người có điều lúc này sắc mặt của học viên quán huấn luyện thiên đấu rất khó coi ai nấy đều nhìn chằm chằm ban nam hai nữ thản nhiên đứng ở đối diện trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ giống như nhìn thấy quái vật. Ba nam hai nữ này nhìn qua thì tuổi còn trẻ, người lớn nhất sợ rằng chưa quá 30, tuổi nhỏ nhất có lẽ chỉ khoảng hơn 20, nhưng cảm giác những người này mang tới cho người ta lại giống như mặt trời chiếu rọi đại địa. Trong đó uy thế thanh niên lớn tuổi nhất phát ra lại giống như nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, khiến người ta không dám tiếp cận, mà hình thể còn cường tráng hơn cả Phương Minh Vũ mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Phương gia. Khả nhạc hình thể cao lớn ở trước mặt người này lại giống như tiểu hài tử, quả thực rất bất khả tư nghị, mà trong đại sảnh theo thạch phong đi tới, ánh mắt của mọi người rất nhanh cũng đều chuyển qua người thạch phong quán chủ lôi báo bị thương nhìn thạch phong đi tới vẻ mặt có chút xấu hổ thạch phong bảo hắn làm quán chủ quản lý quán huấn luyện thiên đấu các loại tài nguyên cũng cung ứng không ngừng thậm chí ngay cả sinh mệnh dược tề cấp cũng được không ít nhưng hiện tại chỉ là mấy trẻ tuổi người tới đây hắn không ngờ sau ba quyền đã bị đánh bại không thể không khiến thạch phong phải tự mình tới một chuyến thương thế của ngươi thế nào thạch phong nhìn lôi báo có chút yếu ớt không khỏi hỏi không có gì chỉ bị thương ở xương sườn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là khỏi lôi báo nói có điều quán chủ phải cẩn thận những người đó không đơn giản nhất là nam từ trẻ tuổi cầm đầu lực lượng mạnh đã không phải là con người thì không nói một kích toàn lực của ta không ngờ cũng không đả thương được tới hắn mảnh may đối với thanh niên hình thể giống như vượn khổng lồ đó lúc này lôi báo chỉ có kiêng kỵ và hoảng sợ phải biết rằng lực lượng của hắn đã không tầm thường dưới một kích toàn lực cho dù là con trâu cũng có thể đánh chết đánh vào trên người tông sư hóa kình chỉ sợ cũng sẽ khiến tông sư hóa kình không chịu nổi nhưng đánh vào trên người thanh niên đó lại giống như đánh vào sắt thép hoàn toàn không đả thương được một chút nào quả thực giống như quái vật ngay khi lôi báo vừa nói xong nữ tử trẻ tuổi thanh nhã xinh đẹp mặc váy đỏ đứng bên cạnh thanh niên như vượn khổng lồ đột nhiên đi tới thạch quán chủ chúng ta lại gặp mặt rồi nữ tử trẻ tuổi nhìn thạch phong cười khẽ lần trước ta còn chưa kịp giới thiệu ta tên là phương thi hàm phó hội trưởng của huyễn cảnh thần thoại đồng thời cũng là đại biểu của tập đoàn tài chính kỳ lân lần này tới đây là muốn bàn chuyện hợp tác với thạch quán chủ một chút huyễn cảnh thần thoại lương tĩnh nhìn phương thi hàm trước mắt không khỏi kinh ngạc hiện giờ nàng đã không phải là người hoàn toàn không biết gì về giới trò chơi ảo sau khi gia nhập linh dực nàng cũng từng nghiên cứu không ít mà giới trò chơi ảo có năm công hội siêu cấp lớn công hội siêu cấp khác căn bản không thể so sánh huyễn cảnh thần thoại chính là một trong năm công hội siêu cấp này đó chính là cự đầu chân chính trong thần vực không ngờ phương gia lại có quan hệ như vậy với huyễn cảnh thần thoại thạch phong nhìn phương thi hàm trước mắt cũng hơi kinh ngạc không phải bởi vì huyễn cảnh thần thoại mà là vì đời trước hắn căn bản chưa từng nghe qua trong huyễn cảnh thần thoại có phó hội trưởng tên là phương thi hàm hợp tác không biết hợp tác thế nào thạch phong hỏi sức ảnh hưởng của huyễn cảnh thần thoại chúng ta trong thần vực là không cần phải nói về phần trình độ huấn luyện ta nghĩ hiện tại người cũng nhìn thấy rồi phương thi hàm chỉ chỉ thanh niên giống như vượn khổng lồ ở phía sau cười cười nói huyễn cảnh thần thoại chúng ta có ý muốn phát triển ở đông đại lục trong rất nhiều công hội huyễn cảnh thần thoại chúng ta đánh giá linh dược các ngươi cao nhất chỉ cần 51% cổ phần của linh dược không chỉ tập đoàn tài chính kỳ lân chúng ta sẽ tiến hành đầu tư rất nhiều vào linh dực huyễn cảnh thần thoại còn có thể giúp tiến hành huấn luyện cho học viên của quán huấn luyện thiên đấu các người khiến danh khí của quán huấn luyện thiên đấu trở nên nổi tiếng trong nước giúp linh dực các người hấp thu rất nhiều nhân tài nếu linh dực chúng ta không đáp ứng thì sao thạch phong lại hỏi cái này mà chỉ sợ không phải do thạch quán chủ người quyết định phương thi hàm hờ hướng nói ta biết ngươi vừa tấn thăng thành tông sư hóa kình không lâu lại chống đỡ được một kích toàn lực của cha ta vô cùng tự tin với thực lực và năng lực của mình cảm thấy ở trong phong lâm thị đã không ai có thể thu thập ngươi đáng tiếc ngươi lại không biết lực lượng của ngươi ở trước mặt huyễn cảnh thần thoại chúng ta lại căn bản không tính là gì ngay khi phương thi hàm vừa nói xong thanh niên giống như vượn khổng lồ ở bên cạnh đi lên uy thế khủng bố cũng đột nhiên bùng nổ y phục trên người trực tiếp nổ tung hình thể lại to ra một vòng lộ ra da thịt màu đồng sẫm so sánh với lúc trước thì uy thế mạnh hơn không chỉ gấp đôi sát khí lạnh như băng thậm chí khiến lôi báo ở phía sau thạch phong cũng phải run rẩy nhìn thanh niên trước mắt với vẻ không thể tin nổi tông sư hoành luyện lôi báo thiếu chút nữa thì kinh hô hoành luyện vốn là chuyện vô cùng khó có thể trở thành đại sư hoành luyện lại đã ít lại càng ít trong đó lại hoành luyện viên mãn lại có thể thách thức với tông sư hóa kình về phần đại nhân vật như tông sư hoành luyện hắn cũng chỉ là nghe qua mà thôi không ngờ thanh niên không đến 30 tuổi trước mắt lại là một vị tông sư hoành luyện không đúng khí tức của hắn vẫn chưa viên dung cách tông sư hoành luyện chắc vẫn còn nửa bước thạch phong quan sát kỹ thanh niên chậm rãi nói không hổ là tông sư hóa kình nhìn rất chuẩn phương thi hàm cười nói Mạch đặc đích xác không phải tông sư hoành luyện, khai phá tốc độ hoạt động não vẫn thiếu một bước, có điều đối phó tông sư hóa kình bình thường là không có bất kỳ vấn đề gì. Hiện tại thạch quán chủ người có định hợp tác không? Đối với điều tra về linh dực, nàng đã làm rất nhiều, nhất là thạch lâm thành của linh dực, là thành thị ở bản đồ trung lập cấp 100, quả thực chính là một bảo khố. Sau khi nàng biết được chuyện này, đã hạ quyết tâm phải triệt để lấy được linh dực. Đến lúc đó có sự trợ giúp của thạch lâm thành, địa vị của nàng ở huyễn cảnh thần thoại tuyệt đối sẽ để thăng một đoạn lớn mà lời nói của phương thi hàm trực tiếp khiến tiếu ngọc cảm thấy có chút tuyệt vọng không ngờ phương gia lại lợi hại như vậy có thể mời được nửa bước tông sư hoành luyện tông sư hoành luyện cho dù chỉ là nửa bước cũng không phải tông sư hóa kình bình thường có thể sánh bằng nhất là ở trên sân thi đấu đó lại là chiếm ưu thế tuyệt đối đến lúc đó nếu thạch phong bị đánh bại như vậy quán huấn luyện thiên đấu cũng triệt đề xong đời dẫu sao quán huấn luyện thiên đấu có quy mô và danh khí hiện tại hoàn toàn là nhờ thạch phong nếu thạch phong bị đánh bại quán huấn luyện thiên đấu tất nhiên cũng xong đời sắc mặt của lương tĩnh ở bên cạnh cũng trầm xuống quán huấn luyện thiên đấu chính là nơi hấp thu nhân tài của linh dực nếu không có quán huấn luyện thiên đấu sự phát triển của linh dực sẽ bị hạn chế nghiêm trọng tiểu tử ta cũng không bắt nạt ngươi chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba quyền của ta chính là ta thua nếu ngươi không tiếp được nhưng ra cổ phần của linh dực mạch đặc nhìn thạch phong liền đánh ra một quyền căn bản không nói nhiều trong đại sảnh theo mạch đặc không nói hai lời trực tiếp xuất thủ tất cả mọi người đều không kịp phản ứng không ngờ mạch đặc nói xuất thủ là xuất thủ căn bản chính là một con mạnh thú cuồng bạo vẫn không nhịn được muốn thử một chút à phương thi hàm nhìn mạch đạc đã động thủ không khỏi có chút đồng tình với thạch phong bản thân mạch đạc có thiên phú dị bẩm huấn luyện trải qua huấn luyện địa ngục kiểu mới nhất của huyễn cảnh thần thoại tính cách cuồng bạo cũng càng biến thành rõ ràng hơn có thể nói hoàn toàn là một cuồng nhân chiến đấu bình thường ở trong huyễn cảnh thần thoại người có thể đối luyện với mạch đạc đã rất ít hiện giờ gặp một tông sư hóa kình tất nhiên muốn giao thủ một phen dẫu sao mạch đạc vừa tấn thăng đến nửa bước tông sư hoành luyện không lâu chưa tìm được ai thử thân thủ hiện tại nhân lúc thạch phong chưa đổi ý lấy vị tông sư hóa kình thạch phong này ra luyện tập chính là mục tiêu không thể tốt hơn tuy đối với mạch đặc đột nhiên xuất thủ cũng không phải không thể ngăn cản có điều nàng cảm thấy cho thạch phong biết lợi hại một chút là vẫn rất cần thiết mà mạch đặc đánh ra một quyền đôi báo đứng bên cạnh thạch phong đã cảm thấy hít thở không thông bởi vì một quyền này giống như là núi cao nện xuống khiến người ta có một loại cảm giác không thể ngăn cản tốc độ cực nhanh lại đột phá cả âm trướng hoàn toàn khác với lúc trước đối phó hắn dưới một quyền này hắn thậm chí đã nghe thấy tiếng bước chân của tử thần mắt thấy một quyền mạch đặc đột nhiên đánh ra sắp hạ xuống người thạch phong thạch phong giống như đã sớm biết trước dưới chân lui nửa bước bả vai hơi nghiêng về phía sau giống như dựng ra một tấm chắn để mặc mạch đặc cuồng phong quá cảnh không chạm được tới thạch phong một chút nào sao người sợ à mạch đặc nhìn thạch phong né tránh không ra tay nữa không khỏi châm chọc nói lúc trước không phải là rất tự tin đối với bản thân sao hắn là nửa bước tông sư hoành luyện tuy tố chất thân thể vượt quá tông sư hóa kình nhưng đại não chưa hoạt tính hóa khiến tốc độ hoạt động não để thăng trên diện rộng trên trực giác và phản ứng vẫn không bằng tông sư hóa kình nếu tông sư hóa kình một lòng muốn né tránh chạy trốn hắn cũng không có biện pháp nào thậm chí cho dù là cao thủ ám kình đỉnh phong như lôi báo một lòng muốn bỏ chạy hắn muốn giải quyết cũng phải tốn không ít thời gian cho nên hắn mới cố ý nói với thạch phong là tiếp hắn ba quyền bằng không đánh với tông sư hóa kình như thạch phong không chỉ không thú vị còn rất lãng phí thời gian mạch đặc hay là thôi đi vị thạch quán chủ này không có năng lực tiếp ngươi ba quyền Ta thấy các người dứt khoát đỏ chạy bộ đi, như vậy vị thạch quán chủ này mới có phần thắng. Bạn đang xem kiếm thần trọng sinh được đọc tại kênh YouTube gì các phim. Một vị nữ tử diễm lệ tóc ngắn chân dài đứng sau lưng Phương Thi Hàm không khỏi trêu đùa. Đối với câu trêu đùa của mỹ nữ chân dài này, khiến tất cả mọi người ở toàn trường đều vẫn hận không thôi. Tố chất thân thể của nửa bước tông sư hoành luyện cường hãn cỡ nào, cho dù là cao thủ trở thành tông sư hóa kình mấy năm cũng kém xa, huống chi là thạch phong mới tấn thăng không lâu, trực tiếp chống đỡ chính diện, căn bản chính là nói đùa mà tiếu ngọc vừa nghe vậy cũng chuẩn bị nhỏ giọng khuyên giải thạch phong đừng mắc bẫy của đám người phương thi hàm ba quyền của nửa bước tông sư hoành luyện cho dù là tông sư đã bước vào hóa kình hơn 10 năm cũng không dễ ngăn cản bằng không nửa bước tông sư hoành luyện cũng sẽ không một mực được tông sư hóa kình kiêng kỵ nếu ba quyền bị đánh bại đến lúc đó thanh danh của quán huấn luyện thiên đấu chính là thật sự xong rồi ta không nói không đánh ta chỉ là cảm thấy như vậy rất không công bằng thạch phong châm chọc đối với sự châm chọc của hai người người thắng thì bắt ta bán ra cổ phần thua thì xoay người rời đi đối với ta mà nói thì không có bất kỳ lợi ích gì vậy đơn giản thôi nếu thạch quán chủ ngươi thắng ta có thể làm chủ trực tiếp đầu tư cho linh dực ba ước điểm tín dụng thì không nói còn có thể cấp cho quán huấn luyện thiên đấu một bộ thiết bị huấn luyện tiên tiến nhất hiện tại trên hiệu quả huấn luyện có thể đối kháng với quán huấn luyện và võ quán đứng đầu trong nước phương thi hàm nhìn thạch phong khóe miệng nhếch lên giống như đã sớm đoán được thạch phong sẽ tìm cớ thiết bị huấn luyện tiên tiến nhất à tướng ngọc vừa nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên ba ước điểm tín dụng đối với quán huấn luyện thiên đấu đích xác là một khoản lớn có điều so sánh với thiết bị huấn luyện tiên tiến nhất thì chính là kém xa. Không phải nói thiết bị huấn luyện tiên tiến nhất có giá hơn 3 ức điểm tín dụng, mà là những thiết bị này căn bản không mua được ở trên thị trường, chỉ cung cấp cho người hợp tác, bọn họ có thể mua, đều là thiết bị huấn luyện đã lạc hậu hai ba đời. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quán huấn luyện và võ quán bình thường trên huấn luyện học viên tinh anh một mực không bằng những võ quán và quán huấn luyện đứng đầu. Nếu quán huấn luyện thiên đấu bọn họ có thể có được thiết bị huấn luyện tiên tiến nhất, của vậy trình độ huấn luyện của quán huấn luyện thiên đấu bọn họ tuyệt đối có thể đề thăng ít nhất hai trình độ đến lúc đó nhân tài bị thiết bị huấn luyện đến cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều có điều thạch phong nghe điều kiện phương thi hàm đưa ra không hề đáp lại sao điều kiện như ngươi vẫn thấy không đủ à phương thi hàm nhìn thạch phong vẫn trầm mặc cười cười nói nếu điều kiện như vậy vẫn chưa đủ ngươi cứ nói điều kiện đi nàng sớm đã điều tra về tình huống của quán huấn luyện thiên đấu tuy có đại sư như lôi báo tọa chấn phương diện huấn luyện đích xác không tồi nhưng vẫn có tranh lệch rất lớn với quán huấn luyện và võ quán đứng đầu trong nước nhất là trên thiết bị huấn luyện có thể nói thiết bị huấn luyện tiên tiến nhất có tác dụng lớn cho quán huấn luyện thiên đấu bồi dưỡng và hấp dẫn nhân tài thạch phong căn không có lý do gì lại cự tuyệt dẫu sao linh dực cũng quá thiếu người mới hiện giờ thạch phong không đáp ứng không cần nói cũng biết là không có tự tin có thể tiếp được ba quyền của mạch đặc nàng tất nhiên không thể để thạch phong lấy cớ cự tuyệt lúc này không chỉ là phương thi hàm nghĩ như vậy mọi người có mặt ở đây cũng thế mọi người đã được kiến thức một quyền của mạch đặc đó tuyệt đối là giống như một quyền của tử thần, càng đừng nói là tiếp ba quyền. Phương Tiểu Thư đã nói như vậy, thế thì ta cũng nói điều kiện của ta. Thạch Phong khẽ cười nói, điều kiện của ta chỉ có một, đó chính là tiếp ba trường của ta. Nếu các người thắng, linh dược chúng ta sẽ nhường ra cổ phần, nhưng nếu ta thắng, ta chỉ cần 20 bình sinh mệnh dược tề. Theo Thạch Phong nói xong, toàn trường lập tức yên tĩnh, người này không phải là điên rồi chứ. Nữ tử sinh đẹp tóc ngắn chân dài nhìn Thạch Phong, không khỏi mở to hai mắt, quán chủ, lôi báo cũng nhìn Thạch Phong với vẻ bất khả tư nghị. Cao thủ hoành luyện không phải là nổi danh nhờ lực lượng, mà là nổi danh bởi phòng ngự khủng bố. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đại sư hoành luyện viên mãn dám giao thủ với tông sư hóa kình, hoàn toàn không để cao thủ ám kình đỉnh phong vào mắt. Mà hoành luyện đã đạt tới nửa bước tông sư như mạch đặc thì càng không cần phải nói. Đó nhưng đồng bì thích cốt thực sự, chỉ có đạn mới có thể xuyên thấu, chỉ dựa vào quyền cước căn bản chính là nói đùa. Hai mươi bình sinh mệnh dược tề à? Phương Thi Hàm nhìn Thạch Phong, mành Nguyệt hơi nhíu lại. Sinh mệnh dược tề không như dược tề dinh dưỡng cấp. Năng lượng sinh mệnh ẩn chứa bên trong không tầm thường, người thường uống vào, tế bào toàn thân đều có thể trẻ ra không ít, hơn nữa rất được các tông sư cần, bình thường tập đoàn tài chính muốn mua, cũng không kiếm được bao nhiêu bình, mà 20 bình sinh mệnh dược tề cho dù nàng là công chúa của tập đoàn tài chính lớn Kỳ Lân này, một năm cũng không có được nhiều như vậy. Nếu Phương tiểu thư cảm thấy điều kiện không được, vậy thì thôi, Thạch Phong cười cười nói, bất kể là điểm tín dụng hay là thiết bị huấn luyện tiên tiến nhất, đều không phải là thứ linh dược và quán huấn luyện thiên đấu hiện tại cần nhất, chỉ có đề thăng thực lực hiện có linh dược và quán huấn luyện thiên đấu mới có thể phát triển được mà sinh mệnh dược tề chính là thứ có thể để thăng thực lực của linh dược và quán huấn luyện thiên đấu nhanh nhất về phần thiết bị huấn luyện tiên tiến nhất chỉ cần linh dược và quán huấn luyện thiên đấu trở nên cường đại bỏ ra nhiều điểm tín dụng một chút chưa chắc đã không mua được nhưng sinh mệnh dược tề thì khác đó chính là thứ siêu hy hữu chân chính cho dù là tinh hoàn cũng không lấy ra được bao nhiêu càng đừng nói là hắn được ta đáp ứng ngươi phương thi hàm nhìn thạch phong vẫn như bình tĩnh như thường không khỏi cười nói có điều ngươi phải nhớ kỹ ngươi cũng chỉ có cơ hội ba trường thôi đây là đương nhiên thạch phong gật đầu tiểu tử ngươi cho rằng ngươi có thể thắng à mạch đặc nhìn thạch phong hoàn toàn lơ đánh lập tức mỉm cười đừng nói là ba trường cho dù ta đứng yên cho ngươi đánh 18 trường chỉ sợ ngươi cũng không thể khiến ta ta một bước mà mạch đặc chưa nói xong lại thấy thạch phong chậm rãi đi tới trước người hắn bàn tay nâng lên đẩy ngang tới một trường của thạch phong nhẹ nhàng chậm chạp giống như tơ bông lá rụng khiến người ta không cảm nhận được bất kỳ uy lực gì thậm chí mọi người cảm thấy dưới một trường này, đừng nói là khiến mạch đặc bị thương, cho dù là muốn khiến người thường bị thương cũng rất khó. mắt thấy một trường của Thạch Phong sắp hạ xuống người mạch đặc, ngay tức khắc bàn tay của Thạch Phong đột nhiên biến đổi, đột nhiên để lại ba đạo tàn ảnh trong không trung, bùm, theo trong không khí truyền đến một tiếng nổ, sắc mặt mạch đặc đột nhiên xanh mét, không nhịn được liên tục lui ba bước, hai tay không khỏi ô bụng trực tiếp quỳ xuống đất, cả nửa ngày vẫn không nói ra được một câu. trong đại sảnh huấn luyện theo mạch đặc quỳ xuống đất, toàn bộ đại sảnh cũng biến thành một mảng tĩnh mịch giống như thời gian bị đóng băng nhất là nữ tử tóc ngắn chân dài đó vẻ mặt đang chuẩn bị cười nhạo cũng cứng lại nhìn chằm chằm mạch đặc cả nửa ngày cũng không nói ra được một câu điều đó là không có khả năng mạch đặc rốt cuộc bị sao vậy người của huyễn cảnh thần thoại trực tiếp ngây đơ với tình trạng đột nhiên phát sinh trước mắt bọn họ có thể nói là hiểu biết rất rõ sức phòng ngự và thực lực của mạch đặc về phần tính cách của mạch đặc thì càng không cần phải nói nhưng một màn trước mắt quả thực là giống như đang diễn kịch vậy rõ ràng một trường của thạch phong vô cùng nhẹ nhàng giống như là một trường trực tiếp đẩy tới đừng nói là đối với cao thủ hoành luyện như mạch đặc cho dù là đối với người thường cũng không thể bị thương nhưng mạch đặc trước mắt lại ngã xuống đất sắc mặt xanh mét vẻ mặt vặn vẹo rõ ràng đã trúng đòn nặng lúc này đừng nói là đám người phương thi hàm cho dù là đám người lôi báo ở trong đại sành cũng trợn mắt há hốc mồm thạch quán chủ làm gì vậy sao mạch đặc này lại không đỡ được người của quán huấn luyện thiên đấu nhìn thấy một màn này ai nấy đều cảm thấy vạn phần khó hiểu đối với lực lượng của mạch đặc bọn họ đã tận mắt nhìn thấy ba quyền đánh bại lôi báo phong ngự lại mạnh tới cho dù là một kích toàn lực của lôi báo cũng không đả thương được mảy may nhưng hiện tại mạch đặc lại không chịu nổi một trường nhẹ nhàng của thạch phong cảm giác này giống như một chiếc xe tải không bị trâu hút bay ngược lại bởi vì lá dụng bay tới đập cho trọng thương quả thực là bất khả tư nghị phó hội trưởng thạch phong này không phải sử dụng ám khí chứ bằng không với tố chất thân thể của mạch đặc sao có thể bị thương được một vị thanh niên hình thể cũng cường tráng hoàn toàn không thua gì phương minh vũ đứng sau lưng phương thi hàm thấp giọng hỏi lần này trong đoàn đội tới đây của bọn họ trừ lão huấn luyện viên ra thực lực mạnh nhất là mạch đặc và phương thi hàm hiện giờ mạch đặc bị thương cả nửa ngày không nói được gì cũng chỉ phương thi hàm là có khả năng nhìn ra thạch phong đã sở thủ đoạn gì nhất người khác cũng không khỏi gật đầu cảm thấy thạch phong tuyệt đối là giờ trò bằng không sao mạch đặc có thể bị thương được không hắn không phải đánh một trường mà là trong nháy mắt đánh ra ba trường phương thi hàm nhìn thạch phong cách đó không xa sắc mặt ngưng trọng không sao diễn tả được hơn nữa ba trường đều đánh chúng cùng một vị trí nhìn qua thì giống như chỉ đánh ra một trường sự khống chế của hắn đối với thân thể đã xuất thần nhập hóa rồi ba trường hóa một sao có thể như vậy được tất cả mọi người đều đờ đẫn trước tiên không nói trong nháy mắt ba trường đánh chúng cùng một vị trí cho dù là trong nháy mắt đánh ra được ba trường đã là bất khả tư nghị rồi bọn họ không dám tưởng tượng điều này cần tốc độ phản xạ thần kinh và tốc độ phản ứng thân thể khủng bố tới mức nào mới có thể làm được không tồi ta đích xác là đánh ra ba trường thạch phong không phủ định ngược lại có chút kinh ngạc nhìn mạch đặc quỳ dưới đất sắc mặt rất khó coi ta ba trường hợp nhất uy lực phát huy ra không chỉ có đề thăng trên diện rộng lực xuyên thấu lại đề thăng gần gấp đôi không ngờ chỉ khiến ngươi bị thương một chút cường độ cơ nhục thân thể của ngươi thật sự bất khả tương nghị nếu đổi thành mấy ngày trước sợ rằng ta đúng là không làm gì được ngươi ở trong phòng hống hạp cốc hắn có không ít cảm ngộ đối với điều khiển thân thể ma lực cấp sử thi điều này căn bản là hoàn toàn khác với trước kia hắn khống chế thân thể ma lực cấp thanh đồng nhất là không chế ma lực lưu động của thân thể ma lực cái này giống như là truyền dẫn lực lượng thân thể vậy tuy hắn có ma lực cường đại của thân thể ma lực cấp sử thi nhưng vận dụng đối với thân thể ma lực lại ở vào trạng thái vô cùng sơ cấp điểm này rất giống với thân thể trong hiện thực của hắn sau khi trở thành tông sư hóa kình kích thích phần bổ đại não là không ngừng để thăng tố chất thân thể hắn nhất là tốc độ phản ứng và tốc độ phản ứng thần kinh đều có đề thăng trên diện rộng nhưng tuy hắn có tốc độ phản ứng lại chỉ biết một chút vận dụng sơ cấp căn bản không thể như sử dụng kỹ năng ma pháp có thể phát huy ra lực lượng chân chính nhưng thông qua vận dụng ma lực của thân thể ma lực cấp sử thi khiến hắn nghĩ tới vận dụng một số kỹ xảo trên tốc độ phản ứng cộng thêm sức khống chế đối với thân thể tuy không thể đạt tới loại trình độ hợp nhất lực lượng như trong thần vực nhưng cũng có thể phát huy ra được một bộ phận mà cho dù chỉ là một bộ phận kỹ xảo vận dụng lực lượng cũng có thể khiến lực xuyên thấu và lực lượng của hắn tăng mạnh truyền lực lượng vào nội tạng yếu ớt nhất lúc này cho dù là một con gấu xám da dày thịt béo chân chính dưới một kích này của hắn cũng chịu không nổi tuy mạch đặc vạm vỡ đến bất khả tư nghị nhưng trung quy cũng chỉ là một con người mà mạch đặc vất vả lắm mới bình thường lại được đứng lên nhìn chằm chằm thạch phong trong ánh mắt lờ mờ có thêm một tia kiên kỵ, hoàn toàn đã không còn ý định giao thủ. Ngươi, giỏi lắm, lần này ta thua, loại cao thủ hoành luyện như hắn nổi danh nhờ phòng ngự và lực lượng, ngươi đánh ta mấy chục quyền ta không sao, nhưng ngươi chỉ cần bị ta đánh trúng một quyền thì nhất định phải chết, cho nên bọn họ mới dám phân cao thấp với tông sư hóa kình phản ứng nhanh nhẹn. Nếu bọn họ gặp phải loại tông sư hóa kình có thể phá phòng thủ như Thạch Phong, cũng chỉ có thể trốn thật xa, bằng không thì chỉ có một con đường chết, mà loại lực lượng này của Thạch Phong, hắn cũng từng cảm nhận trên người lão huấn luyện viên lão huấn luyện viên là cao thủ cỡ nào đó chính là tồn tại khủng bố đã bước vào hóa kình mấy chục năm cộng thêm được các loại khoa học kỹ thuật và dược tề cường hóa thân thể sớm đã không phải là con người hắn không rõ thạch phong trẻ tuổi như vậy là thế nào mà làm được như vậy hiện tại phương tiểu thư có thể thực hiện lời hứa rồi chứ thạch phong nhìn thấy mạch đạc rất dứt khoát nhận thua ánh mắt không khỏi hướng sang phương thi hàm hỏi lần này chiến đấu với mạch đạc cũng mang tới cho hắn cảm xúc rất lớn không chỉ là vận dụng kỹ xảo đối với tốc độ phản ứng của thân thể phần lớn là trình độ bồi dưỡng của huyễn cảnh thần thoại đối với cao thủ không ngờ có thể đạt tới mức khủng bố như vậy huyễn cảnh thần thoại đã như vậy thế lực siêu cấp khác chỉ sợ cũng sẽ không kém quá nhiều hiện tại hắn phải có được rất nhiều sinh mệnh dược tề không chỉ là để mau chóng để thăng tố chất thân thể của hắn đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp khiến đám người hòa vũ và lôi báo mau chóng được phá đến tông sư hóa kình bằng không dựa vào một mình hắn thì quá nguy hiểm loại kỹ xảo ba trưởng hóa một này nhìn thì rất đơn giản nhưng muốn làm được chính là vô cùng khó nếu không tĩnh tâm chuẩn bị cộng thêm mạch đặc đứng bất động để mặc cho hắn đánh, hắn căn bản là không dùng được. 20 bình sinh mệnh dược tề thì hiện tại ta không có, có điều trong vòng một ngày sẽ phái người đưa tới cho người. Phương Thi Hàm nhìn Thạch Phong, mày nguyệt hơi nhíu lại, không ngờ thực lực của Thạch Phong lại vượt xa của nàng của nàng, đã không phải tông sư hóa kình bình thường có thể sánh bằng. Chúng ta còn có việc những, không thể ở đây phục bồi. Nói xong Phương Thi Hàm dẫn theo thủ hạ trực tiếp xoay người rời khỏi, đối với điều này Thạch Phong cũng không ngăn cản, Phương Thi Hàm là đại tiểu thư của tập đoàn tài chính Kỳ Lân chuyện đã đáp ứng ở trước mặt công chúng tất nhiên không thể thất tín mà theo đám người phương thi hàm rời khỏi toàn bộ đại sảnh huấn luyện cũng biến thành một mảng vui mừng mọi người quả thực là tôn thờ lực lượng thạch phong thể hiện ra không khỏi càng có lòng tin với sự huấn luyện và bồi dưỡng của quán huấn luyện thiên đấu trong nhất thời không ít hội viên của quán huấn luyện đều muốn trở thành học viên của quán huấn luyện thiên đấu có điều trên một chiếc xe hơi cao cấp đỗ trước quán huấn luyện thiên đấu mạch đặc nhìn phương thi hàm sốt ruột rời khỏi mà cảm thấy rất khó hiểu phó hội trường chúng ta cứ vậy rời khỏi à tuy lần này một trong những mục đích của chúng ta là thăm dò trình độ của quán huấn luyện thiên đấu nhưng mục tiêu chủ yếu nhất là tiến hành tỉ thi đối chiến thực tế ảo cướp lấy quyền chủ đạo bình đài đối chiến thực tế ảo của quán huấn luyện thiên đấu ở phong lâm thị tuy năng lực thân thể của thạch phong đó rất mạnh nhưng trên bình đài đối chiến thực tế ảo lại chính là khác với thực lực sau khi tấn thăng bậc ba của phó hội trưởng cho dù là hắc viêm đó của linh Dược cũng cũng chưa chắc đã là đối thủ của ngươi huống chi là một thạch phong mạch đặc kỳ quái hỏi không hiện tại chuyện quan trọng là báo chuyện này cho lão huấn luyện viên phương thi hàm lắc đầu trong ánh mắt mang theo một tia sáng tỏ thạch phong đó có thể trẻ tuổi như vậy đã nắm giữ được loại lực lượng này trong đây tuyệt đối ẩn tàng bí mật rất lớn nếu chúng ta có thể có được bí mật này địa vị trong nguyễn cảnh thần thoại tuyệt đối có thể đề thăng rất nhiều trực tiếp tấn thăng thành một trong ba phó hội trường của tổng bộ cũng không phải không thể Phong lâm thị nhà hàng hồng ngọc trong ghế lô vip đỉnh cấp cổ kính đám người mạch đặc và phương thi hàm cung kính đứng phía trước một nam tử hai chân xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần tóc của nam tử này đã nửa bạc nhưng nhìn tuổi tác thì chỉ khoảng hơn 40 hoàn toàn không giống một lão già thực tế đã hơn 70 tuổi, mà tư lão già này không cao to như đám người mạch đặc, nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác vĩ đại như núi, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác sùng kính từ trong lòng. Các bản không dám sinh một chút cảm xúc bất kính nào, mà người này chính là huấn luyện viên tư đồ kình thiên của đám người mạch đặc và phương thi hàm. Mạch đặc, thạch phong đó đúng như thi hàm nói, phát huy ra được hiệu quả của lực lượng hợp nhất à, tư đồ kình thiên mở mắt hỏi mạch đặc, tuyệt đối không sai uy lực và lực xuyên thấu trong nháy mắt đó để thăng gần gấp đôi nếu không phải ta phản ứng nhanh di rời một bộ phận lực lượng chỉ sợ đã ngất đi rồi mạch đạc gật đầu vô cùng khẳng định nói loại lực lượng này hắn cũng từng được kiến thức từ trên người huấn luyện viên tư đồ kình thiên cho nên vẫn nhớ như in huấn luyện viên lúc trước ta đã triệt đề điều tra về thạch phong đó rồi lúc trước hắn không mạnh như hiện tại chỉ vừa bước vào cảnh giới tông sư độ hoạt động của đại não có được giải phóng bước đầu hắn nhất định là phát sinh chuyện gì trong thần vực khiến hắn nắm giữ được hợp nhất lực lượng hợp nhất phương thi hàm nói xem ra linh dược này đích xác không đơn giản chắc là ẩn tàng không ít bí mật tư đồ kình thiên chậm rãi nói chỉ là mới bước vào hóa kình lại có thể dùng ra loại lực lượng này xem ra hắn đã đi được tương đối sâu ở cảnh giới lý rồi hiện tại ít nhất cũng đạt tới trình độ đang đường nhập thất đang đường nhập thất sao có thể như vậy được mạch đặc lập tức kinh ngạc nói cảnh giới lý chính là một loại cảnh giới huyễn cảnh thần thoại bọn họ lần mò được trong thần vực loại cảnh giới này vô cùng thần diệu lúc ban đầu được một số cao thủ hàng đầu của các thế lực siêu cấp gọi là cảnh giới xuất thần nhập hóa vận dụng đối với kỹ xảo quả thực bất khả tư nghị giống như dung nhập chiến kỹ thần vực vào cốt tủy từng chiêu từng thức đều là chiến kỹ có thể phát huy ra lực lượng hơn xa bản thân mà để thăng cảnh giới này rất chậm cho dù là thiên tài như bọn họ hiện tại cũng chỉ là nhập môn mà thôi cao thủ đạt tới trình độ đang đường nhập thất ở trong huyễn cảnh thần thoại bọn họ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng một thạch phong tuổi còn trẻ lại đã đang đường nhập thất bảo hắn làm sao mà dám tin cho nên ta mới nói linh dực ẩn tàng không ít bí mật vì tham dò cảnh giới lý huyễn cảnh thần thoại chúng ta không biết đã tiêu tốn bao nhiêu nhân lực vật lực trước mắt cũng mới thăm dò được một chút phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng ra không ít người mới, thậm chí ở giới cách đấu cũng kiếm được danh tiếng không tồi, hấp dẫn được rất nhiều nhân tài thiên phú dị bẩm, khiến thực lực của Huyễn Cảnh Thần Thoại đề thăng không ít. Lúc này Tư Đồ Kình Thiên cũng rất có hứng thú với linh dực, linh dực này khẳng định cũng có được manh mối về cảnh giới lý, thậm chí đã lần mò ra một chút phương pháp huấn luyện, bằng không chỉ dựa vào cá nhân rất khó đạt tới trình độ như vậy, như quả thật là như vậy, chúng ta nhất định phải có được. Trong lòng Phương Thi Hàm lập tức nóng lên, cảnh giới lý chính là thứ huyễn cảnh thần thoại bọn họ một mực liều mạng theo đuổi có điều manh mối có liên quan tới cảnh giới lý quá ít càng đừng nói là cách huấn luyện thành hình nếu nàng có thể có được kết hợp phương pháp huấn luyện của hai bên không chỉ trình độ của nàng có thể tiến thêm một bước đến lúc đó quyền lên tiếng trong huyễn cảnh thần thoại cũng sẽ để thăng rất lớn phó hội trường linh dực này ở bên đông đại lục đang giống như mặt trời ban trưa nhất là có thạch lâm thành chúng ta rất khó làm gì được cho dù chúng ta có thể đối phó quán huấn luyện thiên đấu nhưng ảnh hưởng đối với linh dực sợ rằng cũng rất nhỏ chẳng qua chỉ là giảm bớt tốc độ hấp thu nhân tài của linh dực mà thôi căn bản không thể làm lay động tới căn cơ của linh dực mạch đặc có chút sốt ruột nói đối với cảnh giới lý này hắn cũng vô cùng thèm khát nếu hắn có thể tiến thêm một bước không chỉ là có thể trở nên mạnh hơn trong thần vực ở trong thực tại chiến lược của hắn cũng có thể để thăng rất nhiều điểm này thì các ngươi đừng quá lo lắng linh dực này đã có manh mối cảnh giới lý công hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta đã xem qua tư liệu về linh dực rồi linh dực này khai chiến với tinh hoàn có thể một mực kháng đến bây giờ trừ thực lực và tài nguyên của bản thân công hội ra phượng thiên vũ của long phượng các cũng trợ giúp linh dực rất nhiều Từ đồ kình thiên bình thản nói chỉ cần linh Dược mất sự trợ giúp của bên phượng thiên vũ chắc cũng không thể ngăn cản tinh hoàn quá lâu thi hàm ngươi đại biểu huyễn cảnh thần thoại chúng ta tới long phượng các một chuyến cho đại các chủ khô vinh của long phượng các biết thái độ của chúng ta chắc lão già khô vinh đó biết nên làm như thế nào ta hiểu rồi ta sẽ đi làm phương thi hàm gật đầu lúc trước nàng cũng nghĩ như vậy có điều nàng chỉ là một phó hội trưởng của tri hội tuy danh tiếng rất vang dội nhưng trên chuyện mấu chốt nàng cũng không thể đại biểu cho công hội nhưng hiện tại có sự cho phép của lão huấn luyện viên vì vậy chuyện tiếp theo cũng sẽ làm huyễn cảnh thần thoại là một trong năm công hội siêu cấp lớn nhất cho dù là công hội siêu cấp cũng phải nề mặt mấy phần càng đừng nói long phượng các chỉ là một công hội siêu nhất lưu mà bên kia ở tổng bộ của linh dực sau khi thạch phong có được 20 bình sinh mệnh dược tề phương thi hàm phái người đưa tới ngay lập tức cho lôi báo ba bình đồng thời bảo lôi báo chơi cuồng chiến sĩ trong thần vực trực tiếp tới siêu phàm trì tháp tiến hành huấn luyện đặc biệt trải qua trận đánh với mạch đặc khiến thạch phong có một chút cảm giác nguy hiểm tuy linh dược ở trong thần vực phát triển rất không tồi nhưng trong thực tại vẫn rất nhỏ yếu nhất là ở phương diện cướp đoạt nhân tài hiện tại các thế lực siêu cấp đã bắt đầu bố cục hấp thu nhân tài hắn lại quá bận chuyện trong thần vực quán huấn luyện thiên đấu căn bản là không có sức chiều cố nếu muốn khiến quán huấn luyện thiên đấu mau chóng phát triển vẫn cần một vị tông sư trường kỳ tọa trấn mới được mà hiện tại cách tông sư gần phải chính là lôi báo sau đó mới là đám người hòa vũ lôi báo từ tố chất thân thể và trên nắm giữ lực lượng đều đã đạt tới cực hạn có thể nói chỉ thiếu một bước là có thể đột phá trở thành tông sư một bước này chính là khiến tốc độ hoạt động não sinh ra biến đổi về chất tuy siêu phàm chi tháp có hiệu quả kém xa tứ thần chi tháp nhưng có hiệu quả của sinh mệnh dược tề tuyệt đối có thể khiến xác xuất tấn thăng tông sư thành công của lôi báo đề thăng không ít chỉ cần lôi báo có thể trở thành tông sư trường kỳ tọa chấn ở quán huấn luyện thiên đấu quán huấn luyện thiên đấu trên tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ rất kinh người đến lúc đó đối kháng tập đoàn tài chính lớn cũng có tự tin hơn sau khi làm xong những việc này, Thạch Phong lại lấy ra 10 bình sinh mệnh dược tề cho đám cao thủ công hội đã nắm giữ ám kình như Hòa Vũ, Tự Yên Lưu Vân, Khả Nhạc, Kiếm Ảnh, Ban Cưu để bọn họ mau chóng để thăng tố chất thân thể và tốc độ hoạt động não. Sau khi xong việc, Thạch Phong mới uống một bình sinh mệnh dược tề, nằm vào trong hương nghĩ thực cảnh thương lại đăng nhập vào nhập thần vực, chuẩn bị mau chóng đả thông thông đạo truyền tống tới Tây Đại Lục, vậy linh dực mới có thể chân chính đứng vững trong thần vực cũng có đủ tài nguyên và nội tình để phát triển quán huấn luyện thiên đấu đến lúc đó cũng dễ chống lại thế lực siêu cấp và tập đoàn tài chính lớn hơn bằng không tài chính của linh dược thủy chung là một vấn đề lớn sau khi tiến vào thần vực tinh thần của đám người khả nhà cũng đều khôi phục đám người thạch phong chỉ quét một lúc ở khu ngoại vi của ma lang sơn mạch cuối cùng cũng thu thập đủ ba cỗ ma lực còn lại nhiệm vụ này đúng là quá khó làm nếu không có đoàn hộ vệ cấp tinh kim sợ rằng căn bản không thể hoàn thành được không biết hoàn thành hoàn thành sẽ cho phần thưởng gì hắc tử sau khi thu thập xong cỗ ma lực cuối cùng lập tức có chút chờ mong nếu có thể có được một kiện tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết vậy chúng ta chính là kiếm bộn rồi nhiệm vụ cấp á truyền thuyết tuyệt đối là lần đầu tiên bọn họ hoàn thành hơn nữa đây còn là nhiệm vụ cấp á truyền thuyết trên bản đồ cấp 100, phần thưởng tuyệt đối không tầm thường được rồi thu thập một chút rồi chúng ta đi thôi thạch phong nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của hắc tử không khỏi cười nói đối với phần thưởng nhiệm vụ hắn cũng không quá để ý bởi vì cho dù là nhiệm vụ cấp á truyền thuyết xác suất có thể có được một kiện tàn phiến vật phẩm cấp truyền thuyết là không cao ngược lại hắn để ý tới để thăng độ hào cảm của danh tượng Abaze hơn, bởi vì đây mới là thứ quý giá nhất. Chỉ chốc lát sau, Thạch Phong dẫn theo mọi người lại đi tới trước người Abaze, lại đi tới trước mặt Abaze, lúc này thần uy từ băng khắc của Abaze phát ra so với lúc trước thì yếu đi rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù là có có chúng thần gia hộ chỉ sợ cũng sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh, không thể không nói tật đố ma nữ quá cường đại, chỉ một nguyền rùa mà thôi, lại có thể khiến anh hùng có nguy hiểm vẫn lạc, chẳng trách tật đố ma nữ lại được xưng là là thiên tai, hình nộ vô thường, một khi không cao hứng có thể khiến một vương quốc tiêu vong khi cao hứng thì có thể khiến một vương quốc trở nên hưng thịnh các đế quốc và vương quốc lớn đều vừa kính lại vừa sợ tật đố ma nữ abaze các hạ tôn kính chúng ta đã thu thập được một ngàn cỗ ma lực của ma nữ không biết tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào mới có thể giải trừ nguyên rùa của ngài thạch phong nhìn abaze đã bị đóng băng hoàn toàn không thể động đậy mở miệng hỏi cái này thì đơn giản chỉ cần giải phóng ra ma lực ở bên cạnh ta là được abaze hơi có chút kích động nói có điều khi ta giải trừ phong ấn tinh linh tật đố ma nữ để lại ở đáy hồ khẳng định sẽ phát hiện và tới phá hoại hy vọng các ngươi có thể giúp ta ngăn cản một đoạn thời gian ngay khi thạch phong chuẩn bị mở miệng đột nhiên xung quanh cuốn lên băng tuyết đầy trời chỉ thấy những băng tuyết rất nhanh liền ngưng tụ thành một đạo thân ảnh trong không trung đạo thân ảnh này chỉ cao 2 mét rất giống nhân loại có điều toàn thân đều từ băng tuyết cấu thành trên người còn có rất nhiều thần văn tạo cho người ta một loại cảm giác thần thánh không sao diễn tả được khiến người ta không khỏi muốn thần phục mà theo đạo thân ảnh này xuất hiện nguyên tố ma pháp xung quanh giống như tìm được chủ nhân đều tụ tập tới giống như chỗ tể trong thiên địa tinh linh là pháp cao cấp mọi người nhìn thân ảnh trước mắt không khỏi hít một hơi lạnh băng chi tinh linh tinh linh ma pháp cao cấp truyền kỳ cấp 110, điểm sinh mệnh 350.000 vạn tinh linh ma pháp ở trong thần vực chính là sinh vật cao đẳng so với sinh vật nguyên tố thì còn cao cấp hơn rất nhiều ma pháp mà nhân loại nắm giữ trước mắt đều thông qua học tập tinh linh ma pháp mà thu hoạch có thể nói là mạnh hơn cả sùng nhi của ma pháp tinh linh tộc bởi vì bọn họ chính là bản thân nguyên tố ma pháp mà trên tinh linh ma pháp còn có một loại sinh vật đó chính là tinh linh ma pháp cao cấp tồn tại giống như vương tộc trong tinh linh ma pháp có thể so sánh với cự long nhất tộc Abaze, người cho rằng người có thể thoát khỏi được sự nguyền rủa của chủ nhân sao uzu nên nhìn xuống Abaze, lập tức ánh mắt hướng sang đám người thạch phong mạo hiểm giả các người tốt nhất đừng xen vào việc của người khác hiện tại rời đi ta còn có thể buông tha cho các người nếu các người dám giải trừ nguyền rủa cho abare vậy các ngươi cùng vĩnh viễn ở lại đây cùng với những vị sĩ ngu xuẩn đó đi theo uzu nem nói xong mọi người cảm thấy một loại cảm giác áp bức khủng bố phả vào mặt không gian xung quanh giống như bị đóng băng không chỉ khiến bọn họ cảm thấy hành động khó khăn ngay cả hô hấp cũng biến thành khó khăn đây đúng là quái vật truyền kỳ sao khả nhạc nhìn uzu nem trong lòng rung động không thôi chỉ một câu mà thôi lại có thể khiến nghề nghiệp bậc ba như bọn họ biến thành hành động khó khăn so với quái vật truyền kỳ lúc trước bọn họ gặp phải căn bản chính là hai loại sinh vật khác nhau hội trưởng u du này quá nguy hiểm nếu chiến đấu trừ hộ vệ ở đây sợ rằng chúng ta không sống được quá 10 giây diễn thiên hành đối mặt với cảm giác áp bức giống như thiên uy đó của Uzu du nem rất gian nan nói với thạch phong đừng nói là 10 giây cho dù là 5 giây cũng không sống được thạch phong nhìn Uzu du nem không khỏi cười khổ nói hắn không ngờ nhiệm vụ cấp á truyền thuyết này lại ác như vậy lúc trước 10 ngày thu thập một ngàn cỗ ma lực đã xem như nhiệm vụ không thể hoàn thành rồi trước mắt lại càng kinh hơn nếu chỉ là đối kháng tinh linh ma pháp bình thường thì cũng thôi Vậy tinh linh mà pháp cao cấp chính là sinh vật có thể so sánh với cự long hàng thật giá thật, cũng là tồn tại vô địch trong cùng cấp. Lúc trước tuy bọn họ từng đối phó băng long truyền kỳ bậc 4, nhưng con băng long đó đã bị trọng thương, chiến lược căn bản không ở đỉnh phong, cộng thêm còn có thiên long thánh tức tiến hành áp chế, hắn mới có cơ hội miễn cưỡng đánh một trận, nhưng Uzu nem trước mắt thì hoàn toàn khác. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.